Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 311. Huyền Cơ Nguyệt, Đế Thích Thiên, là các ngươi. Diệp Thần thấy Huyền Đế hai người hạ xuống, nhất thời mặt liền biến sắc. Tài Quyết chi chủ cũng là nhướng mày một cái, nói các ngươi làm sao tới. Trước đây Hàn Thần cảnh đánh một trận, Huyền Cơ Nguyệt cùng Đế Thích Thiên, không có thể giết chết Ngụy Dĩnh, càng không thương tổn tới Diệp Thần, bọn họ tự giác không cách nào đối mặt Tài Quyết chi chủ. Cũng không có trở về thánh đường, mà là đi Tử Vi Ngân Hà. Hiện tại Tài Quyết chi chủ thấy bọn họ hạ xuống, trong lòng kinh nghi không chừng, cũng không biết cái này hai người có cái gì mưu đồ. Huyền Cơ Nguyệt trong mắt quét nhìn toàn trường, nàng tu vi tuy kém hơn Hồng Hà tiên tử, Tài Quyết chi chủ, Hồng Bi Trần các người, nhưng thành tựu vận mạng người chấp trường, khí thế chút nào không kém. Ta và Đế Thích Thiên, lấy được một cái đáng sợ tin tức, và Vũ Hoàng Cổ Đế có liên quan. Huyền Cơ Nguyệt chậm rãi mở miệng, nói. Vũ Hoàng Cổ Đế cái này bốn chữ vừa ra, toàn trường tất cả mọi người đều khẩn trương, chố mắt nhìn nhau. Tài Quyết chi chủ lại là toát mồ hôi lạnh, hiển nhiên đối với Vũ Hoàng Cổ Đế vô cùng là kiêng kỵ, nói tin tức gì. Huyền Cơ Nguyệt yên lặng một hồi, tựa hồ đang chỉnh đốn suy nghĩ, cuối cùng nàng than thở một tiếng, nói ta không nói rõ ràng, chính các ngươi xem kìa, đây là Vô Vô Thiên Thư cho ta tình báo. Vừa nói, nàng móc ra một tấm hình cuốn. Vô Vô Thiên Thư. Nghe được Huyền Cơ Nguyệt mà nói, Diệp Thần nhất thời kinh hãi. Chẳng lẽ nói, Vô Vô Thiên Thư lại cùng Huyền Cơ Nguyệt đạt thành giao dịch gì? Phải biết, Vô Vô Thiên Thư nhưng mà thiên lý người bảo vệ, cũng là địa tâm vực tổ đường, tinh không cổ đạo sau lưng bảo vệ, thực lực vô cùng cường hãn, ban đầu thậm chí đã thương qua Nhâm Phi Phàm. Huyền Cơ Nguyệt không nói gì, mà là chậm rãi đem đồ quyển mở ra. Cái này đồ quyển, là Vô Vô Thiên Thư giao cho nàng tình báo. Đồ quyển vừa mở ra, từng bức họa, bắt đầu từ Diệp Thần các người trước mắt lướt qua. Hình ảnh bên trong, có hai người, tựa hồ đang làm gì giao dịch. Một cái trong đó người, tiên phong đạo cốt, tóc bạc hoa râm, tu vi vô cùng uyên thâm, trong giơ tay nhấc chân lại có sinh diệt vũ trụ đại khí phách, tựa như ý niệm động một cái, liền có thể nghiền diệt hàng tỷ thời không ngân hà. Chỉ là nhìn hình ảnh này, Diệp Thần các người liền bắt được thiên cơ, cái này ông già, chính là Vạn Khư Thần Điện cao nhất chí tôn, thái thượng thế giới đệ nhất cao thủ, Vũ Hoàng Thế Gia Thiên Quân, Vũ Hoàng Cổ Đế. Lần đầu tiên thấy Vũ Hoàng Cổ Đế hình dáng, Diệp Thần nội tâm vô cùng rung động, ngây tại chỗ. Mặc dù chỉ có hư ảo hình vẽ, nhưng hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, Vũ Hoàng Cổ Đế mạnh mẽ, tu vi cơ hồ đạt tới thực tế viên mãn, khám phá ra ngày thời gian, không gian. Tạo vật cùng một loạt các loại quy luật, mỗi một cái lỗ chân lông bên trong, có muôn vàn tinh không sinh sôi, mỗi một giọt máu bên trong, lại có hàng tỷ vũ trụ đang không ngừng sinh diệt. Loại cấp bậc này tồn tại, tự thân chính là lớn vũ trụ, chỉ là hít thở một cái khí, liền sẽ để cho hàng tỷ triệu sinh linh, là chấn động. Nội tình thâm hậu, thực lực cường đại, đã không cách nào dùng nhân gian lời nói hình dạng. Nếu như chính diện tỉ thí, Diệp Thần có thể khẳng định. Vũ Hoàng Cổ Đế thổi một hơi, liền có thể tiêu diệt hắn ngàn vạn lần lần, cảnh giới chênh lệch chân thực quá ngoại hạng. Thật may hiện tại Vũ Hoàng Cổ Đế có quy tắc hạn chế, khó mà hạ xuống địa tâm vực, nếu không hắn coi như một đạo phân thân rơi xuống, đều có thể làm cả địa tâm vực tiêu diệt. Như vậy tồn tại, khó trách liền Nhâm Phi Phàm, đều phải vô cùng kiêng kỵ, phải cẩn thận bố trí, dè đặt đối phó. Mà bức họa bên trong, và Vũ Hoàng Cổ Đế giao dịch người. Chính xác mà nói, vậy hẳn không phải là người, mà là một đoàn quang. Một đoàn thiên lý quang. Vậy một đoàn quang, mang chí cao vô thượng quy luật hơi thở, đại biểu thiên lý ngọn nguồn, chư thiên vạn giới thiên đạo quy luật, đều là từ nơi này ngọn nguồn bên trong sinh sôi đi ra. Hiện tại, Vũ Hoàng Cổ Đế, đang cùng thiên lý giao dịch. Nhâm thiên nữ nổi điên, không cho phép ta điều tra địa tâm vực, nhưng địa tâm vực là ta cố hương, bên kia địa mạch phong thủy. Quan hệ đến ta khí vận, ta phải cướp lấy. Vũ Hoàng Cổ Đế ngồi ở thiên lý trước mặt, chậm rãi nói. Vậy ngươi muốn như thế nào? Thiên lý phát ra âm thanh, thanh thúy bên trong mang một chút hùng hậu, nghe không ra là nam hay nữ. Chính xác mà nói, thiên lý chỉ là phép tắc tụ hợp, đại biểu thiên đạo phép tắc ngọn nguồn, là hết thảy quy luật hội tụ, cũng không có phân chia nam nữ, nhưng có mình ý chí. Vũ Hoàng Cổ Đế nói, địa tâm vực tổ đường, tinh không cổ đạo, sau lưng do ngươi nắm trong tay,
ta muốn cùng ngươi làm một giao dịch, cầm tinh không cổ đạo nhường cho ta, ta cần bày trận. Thiên Lý nói, ngươi cướp đồ ta làm gì? Ngươi và địa tâm vực nhân quả, ta không có nhúng tay qua, ngươi cũng đừng nghĩ phiền toái ta. Vũ Hoàng Cổ Đế nói, không phải cướp, là giao dịch. Thiên Lý nói, chính ngươi rơi xuống một đạo phân thân, bước vào địa tâm vực, ai có thể ngăn được ngươi? Cần gì phải bày trận như thế phiền toái? Vũ Hoàng Cổ Đế lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ, cho dù cường đại như hắn, cũng có không thể làm gì sự việc, nói ta nói, Nhâm Thiên Nữ nổi điên, liều mạng ngăn ta, hơn nữa tổ đường có tổ đường quy tắc, ta tu vi quá mức mạnh mẽ, cưỡng ép hạ xuống tất bị trời phạt, ngươi là Thiên Lý, đạo lý này cũng không biết. Thiên Lý khinh thường cười nói, lúc đầu ngươi vậy kiêng kỵ quy tắc, ta lấy vì ngươi đã vô địch thiên hạ đây. Vũ Hoàng Cổ Đế than thở một tiếng, nói, không thể tham phá không không, ai dám gọi vô địch. Không tới không không cảnh giới, cuối cùng là thân bất do kỷ. Thiên Lý nói, như vậy, thành tựu giao dịch, người tiền đặt cuộc là cái gì? Muốn ta dâng ra tinh không cổ đạo, chỉ sợ ngươi phải ra chút máu. Đồ quyền hình ảnh, đến nơi này, bỗng nhiên dừng lại. Diệp Thần đang vô cùng khẩn trương nhìn, rất muốn biết Vũ Hoàng Cổ Đế cùng sau lưng Thiên Lý, cụ thể giao dịch chi tiết là cái gì. Nhưng mà, màn này, lại bị dừng lại nhảy vọt qua. Một bức bức mới hình ảnh, lại đang Diệp Thần trước mắt lướt qua. Mà lần này hình ảnh, đã là giao dịch sau khi kết thúc nội dung. Thiên Lý vô cùng hài lòng, nói, rất tốt, ngươi tiền đặt cuộc, ta rất hài lòng, ta có thể đem tinh không cổ đạo nhường cho ngươi, nhưng ngươi nếu lại giúp ta giết một người. Vũ Hoàng Cổ Đế nói, giết ai? Thiên Lý nói, Nhâm Phi Phàm. Vũ Hoàng Cổ Đế nghe được cái tên này, ha ha cười một tiếng, nói, Nhâm gia thiên mệnh sao? Ngươi sợ hắn thay thế ngươi địa vị. Thiên Lý yên lặng không nói, một đoàn quang mang lóe lên, cho dù nó cũng không phải là thân người, thế nhưng cổ kiêng kỵ ý, cho dù ai cũng có thể thấy rõ. Trong truyền thuyết Thiên Lý, đang kiêng kỵ Nhâm Phi Phàm. Hơn nữa, còn muốn mượn Vũ Hoàng Cổ Đế tay, đem Nhâm Phi Phàm giết chết. Vũ Hoàng Cổ Đế nói, người yên tâm, ta cùng Nhâm Phi Phàm, cũng có cửu hận, người này nhiều lần phá hoại ta bố trí, ta cũng muốn giết hắn rất lâu rồi. Cùng hắn trở lại thái thượng thế giới, ta cái đầu tiên cầm hắn khai đao. Thiên Lý nói, không kịp đợi, nếu là hắn có cơ hội trở lại thái thượng, vậy thời tiết muốn thay đổi, ai cũng không thể ngăn lại hắn, ngươi phải thừa dịp hắn tu vi còn không viên mãn, đem hắn giết chết. Vũ Hoàng Cổ Đế nhướng mày một cái, nói, tên này trốn trốn tránh tránh, ta làm sao biết hắn ở nơi nào. Thiên Lý nói, hắn ngay tại địa tâm vực, ngươi lợi dụng trận tự quyết, bày cửu đỉnh đại trận. Cướp lấy địa tâm vực khí vận, tiêu diệt luân hồi chi chủ thời điểm, thuận tay đem hắn giết chết liền có thể. Vũ Hoàng Cổ Đế ha ha cười một tiếng, nói, lúc đầu vậy Nhâm Phi Phàm, ngay tại địa tâm vực bên trong sao. Tên này thực lực không kém, hơn nữa huyết nguyệt đồ sát thiên trảm cùng hy hoàng lôi ấn thần thông, cực kỳ cường hãn, muốn giết chết hắn, khó hơn lên trời, nơi nào là thuận tay như thế đơn giản. Thiên Lý nói, vậy ta bỏ mặc, đây là chuyện ngươi. Tóm lại ta muốn Nhâm Phi Phàm chết, ngươi là thái thượng thế giới đệ nhất cao thủ, vậy Nhâm Phi Phàm lợi hại hơn nữa, có thể đỡ nổi ngươi Phạm Thiên Thần Công. Vũ Hoàng Cổ Đế cười nói, ha ha, ta lại thử một chút, cùng cửu đỉnh đại trận kết thành, ta ý chí có thể hạ xuống địa tâm vực, vậy hết thảy vấn đề, đều có thể giải quyết dễ dàng. Tất cả hình ảnh, đến đây kết thúc. Diệp Thần, tài quyết chi chủ các người, xem xong tất cả hình ảnh, đều là chấn động ngạc xuất thần. Nhìn về Huyền Cơ Nguyệt cùng Đế Thích Thiên. Huyền Cơ Nguyệt nói, chớ nhìn ta cũng không biết, là Vô Vô Thiên Thư chủ động đem tình báo giao cho ta. Diệp Thần cao mày trầm tư, thiên cơ cảm ứng dưới, tự nhiên biết tình báo này là thật. Nói cách khác, Vũ Hoàng Cổ Đế cùng Thiên Lý đạt thành giao dịch, thành công bắt lại tổ đường quyền sở hữu. Hiện tại, địa tâm vực vậy cái tinh không cổ đạo, lại nữa thuộc về Thiên Lý, mà là quay về vạn khư tất cả. Làm giá, Vũ Hoàng Cổ Đế trả giá một cái thần bí tiền đặt cuộc, ngoài ra còn đáp ứng Thiên Lý, muốn sớm diệt trừ Nhâm Phi Phàm. Cuộc giao dịch này, Thiên Lý, vì sao phải công khai? Diệp Thần nhướng mày một cái, đây là Vũ Hoàng Cổ Đế cùng Thiên Lý thần bí giao dịch, nhưng Thiên Lý nhưng mượn Vô Vô Thiên Thư tay, trực tiếp công khai, ngang hàng gánh gai Vũ Hoàng Cổ Đế. Tài quyết chi chủ ha ha cười một tiếng, nói, xem ra trong truyền thuyết, Thiên Lý,
vậy không muốn nhìn thấy Vũ Hoàng Cổ Đế một nhà độc quyền, chỉ là không biết Vũ Hoàng Cổ Đế mưu đồ là cái gì. Huyền Cơ Nguyệt nói, Phổ Vô Thiên Thư đã nói cho ta, Vũ Hoàng Cổ Đế chuẩn bị lấy Tinh Không Cổ Đạo là hạch tâm, bố trí một cái siêu cấp trận pháp. Trận pháp này, đại biểu trận tự quyết trung cực nghĩa sâu xa, có thể bao trùm toàn bộ địa tâm vực. Trận này, tên là Cửu Đỉnh Đại Trận. Một khi Cửu Đỉnh Đại Trận kết thành, vạn khư hơi thở, có thể áp chế toàn bộ địa tâm vực, đến lúc đó, Vũ Hoàng Cổ Đế ý chí có thể hạ xuống, đó đúng là địa tâm vực ngày tận thế. Nghe được Huyền Cơ Nguyệt lời nói này, toàn trường người kinh hãi dị biến sắc. Vũ Hoàng Cổ Đế, chính là thái thượng thế giới đệ nhất cao thủ, nếu như hắn ý chí hạ xuống, vậy đủ để nghiền nát toàn bộ địa tâm vực, không người có thể ngăn lại hắn. Không thể nào, cái này không thể nào. Tài quyết chi chủ thân thể run rẩy, hắn mặc dù là địa tâm vực bá chủ, nhưng hắn thực lực, cùng Vũ Hoàng Cổ Đế chênh lệch quá xa. Hơn nữa, hắn đã từng vẫn là Vũ Hoàng Cổ Đế pháp bảo, hai người tới giữa, là vua tôi chủ tớ quan hệ. Nếu như Vũ Hoàng Cổ Đế ý chí hạ xuống, chỉ cần một cái ý niệm, liền có thể xóa bỏ hắn. Huyền Cơ Nguyệt nói, không việc gì không thể nào, Tinh Không Cổ Đạo bên kia, đã bị vạn khư hơi thở bao phủ, ta phái người đi thăm dò qua, không người có thể sống trở về. Y nói, là Vũ Hoàng Cổ Đế đã khống chế tổ đường, chuẩn bị lấy tổ đường là hạch tâm, bố trí Cửu Đỉnh Đại Trận, bao phủ toàn bộ địa tâm vực. Địa tâm vực lãnh thổ vô cùng bát ngát, uyển như tinh không vậy mênh mông, nếu như cái này thế gian, có trận pháp có thể bao trùm toàn bộ địa tâm vực, vậy trận pháp này, thật là không cách nào tưởng tượng to lớn, không cách nào tưởng tượng đáng sợ. Hồng Bi Trần thân thể vậy run rẩy, hắn vậy tu luyện trận tự quyết, trận pháp thành tựu khá là thâm hậu, nếu như toàn lực bùng nổ, có thể bao trùm chu vi ngàn vạn dặm chi địa, nhưng xa xa không làm được bao trùm toàn bộ địa tâm vực. Mà hắn không làm được. Vạn Khư Thần Điện, Vũ Hoàng Cổ Đế, nhưng có thể làm được. Một khi địa tâm vực, bị Vũ Hoàng Cổ Đế trận pháp bao phủ, vậy thì hoàn toàn xong đời. Vậy Cửu Đỉnh Đại Trận rốt cuộc là cái gì? Diệp Thần nhìn về Huyền Cơ Nguyệt, vội vàng hỏi. Huyền Cơ Nguyệt trầm tư một hồi, nói ta cũng không gặp qua, chỉ là Vô Vô Thiên Thư nói cho ta. Cửu Đỉnh Đại Trận, hạch tâm ở Tinh Không Cổ Đạo, ngoài ra có 9 cái tâm trận, phân phối ở 9 cái bất đồng phương vị. Cái này 9 cái tâm trận, chính là cửu đỉnh. Mỗi một cái, đỉnh, tối đa có thể chứa 9 đạo vạn khư cường giả ý chí. Cửu đỉnh đại trận một khi viên mãn, tổng cộng có thể chứa 9981 đạo vạn khư cường giả ý chí. Mỗi một cái cường giả, đều là vạn khư tinh nhuệ, so với Vũ Hoàng Phá Quân còn lợi hại hơn rất nhiều. Nghe nói như vậy, Diệp Thần nhất thời kinh hãi. Tài quyết chi chủ, Hồng Bi Trần các người, cũng là vô cùng kinh ngạc. Vũ Hoàng Phá Quân cường hãn, bọn họ dĩ nhiên là biết. Ban đầu Vũ Hoàng Phá Quân hạ xuống, đấu chữ quyết mũi nhọn, đơn giản là long trời lở đất. Mà hiện tại, nếu như vạn khư vậy cửu đỉnh đại trận kết thành, liền có thể phái ra 81 cái cường giả, người người cũng so Vũ Hoàng Phá Quân lợi hại, vậy thì thật là không cách nào tưởng tượng khủng bố. Nếu như cái này 81 đạo ý chí, toàn bộ lạc hạ, đó đúng là địa tâm vực hủy diệt lúc. Cái này 81 đạo vạn khư ý chí, đủ để áp chế địa tâm vực nhân quả, là Vũ Hoàng Cổ Đế sáng tạo phủ xuống điều kiện. Một khi Vũ Hoàng Cổ Đế hạ xuống, dù là chỉ là một đạo phân thân, một đạo ý chí, đều đủ để nghiền nát địa tâm vực, giết chết tất cả người. Cảm nhận được tương lai nguy cơ, tất cả mọi người đều trầm mặc xuống. Đây là bao trùm toàn bộ địa tâm vực, tất cả thế lực nguy cơ, vạn khư tuyệt đối không nhúng tay mềm, tuyệt đối sẽ đem tất cả người giết chết. Ta cảm thấy, bây giờ là thời điểm buông xuống ân oán. Lúc này, Đế Thích Thiên bay ra, ánh mắt đảo mắt nhìn toàn trường. Diệp Thần cùng Hồng Hà Tiên Tử liếc nhau một cái, đều là để tay xuống ở giữa kiếm. Hồng Hà Tiên Tử đem Hoang Ma Thiên Kiếm, đưa cho Diệp Thần, nói, lần này vạn khư nguy cơ, chỉ sợ không dễ dàng vượt qua. Vạn khư âm mưu sắp hạ xuống, hiện tại sẽ cùng Tài Quyết Thánh Đường, Địa Tâm Miếu tranh đấu, không có ý nghĩa. Thậm chí sẽ hao tổn địa tâm vực toàn thân thực lực, lại càng không lợi đối kháng vạn khư. Diệp Thần nhìn xem Tài Quyết chi chủ, lại nhìn xem Huyền Đế hai người, nói ân oán chỉ là tạm thời buông xuống, cùng vạn khư nguy cơ kết thúc, chúng ta tới giữa, còn có rất nhiều nhân quả muốn thanh toán. Đế Thích Thiên mỉm cười nói, đây là tự nhiên, luân hồi chi chủ, ta còn muốn chiếm đoạt huyết mạch ngươi,
mượn đột phá này tâm ma thần thông, du ngoạn tột cùng nhất cảnh giới, nếu như ta tâm ma thần thông, luyện đến tầng thứ 9, vậy chỉ sợ Vũ Hoàng cổ đế, đều phải biến thành ta tâm ma con rối. Không nói xong lời cuối cùng, Đế Thích Thiên chắp hai tay sau lưng, tóc trắng theo gió tung bay, lộ vẻ được vô cùng kiêu ngạo cùng tự tin. Tâm ma là hết sức hắn quỷ dị tồn tại, đủ để vượt qua cảnh giới chênh lệch, nếu như hắn tâm ma thần thông, thật có thể luyện đến tầng thứ 9, vậy cho dù là Vũ Hoàng cổ đế, đều có bị tâm ma tập sát nguy hiểm. Tâm ma đại chú kiếm, chỗ lợi hại nhất, là câu nhân tâm ma, chân chính giết người, không phải kiếm, mà là lòng người ma chướng. Địa vị càng cao, tu vi càng mạnh người, tâm ma thật ra thì ngược lại càng nghiêm trọng, bởi vì có chút cầu, dục vọng cũng quá lớn, rất dễ dàng nảy sinh tâm ma. Diệp Thần khinh thường cười một tiếng, nói, Đế Thích Thiên, chỉ hy vọng Vũ Hoàng cổ đế ý chí hạ xuống ngày, người còn có thể xem hôm nay như vậy cuồng ngông. Đế Thích Thiên đang muốn nói chuyện, chợt nghe trong hư không, sấm đại tác, có tử điện dị tượng nổi lên. Ừ, Diệp Thần ngẩng đầu nhìn trời. Nhưng thấy trên bầu trời, dị tượng vô cùng mãnh liệt, tử điện nhảy, vô số linh khí bốc hơi lên tới giữa, mơ hồ hóa ra một tòa đồng xanh cự đỉnh. Vậy đồng xanh cự đỉnh, không biết có bao nhiêu to lớn, trôi lơ lửng vắt ngang ở trên trời bên trong, thân đỉnh trên khắc từng đạo đồ đằng, vậy đồ đằng hình dáng khác nhau, có viễn cổ thiên thần, có hồng hoang cự thú, có linh ca tiên tử, có Phật môn hộ pháp. Diệp Thần cẩn thận một đếm, nhưng phát hiện thân đỉnh lên đồ đằng, vừa vặn có 9 nói. Tựa hồ đang đại biểu chín đạo vạn khư ý chí. Huyền Cơ Nguyệt, Đế Thích Thiên, Tài Quyết Chi Chủ, Hồng Bi Trần các người, cũng là vô cùng kinh ngạc nhìn phía bầu trời, khi thấy tòa kia đồng xanh cự đỉnh, tất cả người trong lòng cũng dâng lên một cái ý niệm. Vũ Hoàng cổ đế bố trí, bắt đầu rồi. Cửu đỉnh đại trận, cũng chính thức bắt đầu khởi động. Trên bầu trời đồng xanh cự đỉnh, cùng Diệp Thần các người dưới chân mặt đất, lẫn nhau đồng tình, giữa trời đất khí lưu xoay tròn. Tiếng gió hô hô. Rào. Đột nhiên, xa xa nước sông, một viên màu tím hạt châu bay lên trời. Đó là Kinh Chập Thiên Châu. Không tốt, Vạn Khư muốn lấy lại Kinh Chập Thiên Châu. Tài Quyết Chi Chủ thần sắc đại biến, nhất thời phát hiện không ổn. Kinh Chập Thiên Châu là Vũ Hoàng cổ đế dùng để phong ấn Tiêu Bố Y. Hiện tại, Vũ Hoàng cổ đế vì bày trận, nhưng muốn lấy lại Kinh Chập Thiên Châu, đảm nhiệm tâm trận nhiên liệu. Minh tự quyết, cho ta áp chế. Diệp Thần ánh mắt nhìn chằm chằm vậy Kinh Chập Thiên Châu, tay trái đột nhiên một chưởng vung ra, Minh tự quyết bùng nổ, muốn đem hạt châu này, lần nữa dưới áp chế tới. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời đồng xanh cự đỉnh, vo ve chấn động đứng lên, vậy chín đạo đồ đằng bên trong, có một đạo đồ đằng sáng lên. Vậy đồ đằng, là một cái kim giáp chiến thần hình dáng, giống như viễn cổ thế giới người bảo vệ, khắc họa được trông rất sống động. Đồ đằng bên trong, bộc phát ra một cổ cực kỳ cường hãn sát phạt ý chí. Cái này cổ sát phạt ý chí, đánh vào đến Diệp Thần đầu óc bên trong, Diệp Thần dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, nhất thời bị chấn động nghiêm trọng, đầu một hồi biến dạng đau đớn. Đáng chết, đây chính là vạn khư ý chí sao? Diệp Thần cắn răng, vội vàng rút người ra lui về phía sau, ổn định tâm thần. Mà vào lúc này, vậy Kinh Chập Thiên Châu, đã bay đến trên trời. Cùng đồng xanh cự đỉnh dung hợp, thành khảm nạm ở cự đỉnh lên một viên năng lượng hạt châu. Mà cự đỉnh bên trên, vậy kim giáp chiến thần đồ đằng, ánh sáng lóe lên được lợi hại hơn. Đây là vạn khư ý chí, mau liên thủ đánh phá. Tài Quyết Chi Chủ chỉ cảm thấy ngập trời nguy cơ hạ xuống, ngửa mặt lên trời quát to một tiếng, dẫn đầu sông lên bay lên, một quyền hướng vậy cự đỉnh đồ đằng đập tới. Thần La Thiên Kiếm, Tâm Ma Đại Chú Kiếm. Huyết ảnh chín phá, trận tự quyết, Huyền Cơ Nguyệt, Đế Thích Thiên, Hồng Hà Tiên Tử, Hồng Bi Trần các người, vậy biểu hiện các bản lĩnh cao cường, liên thủ đánh vậy đồng xanh cự đỉnh. Đám người hợp lực nhất kích, cho dù là vũ trụ tinh không, đều có thể đánh được bạo diệt. Thế nhưng đồng xanh cự đỉnh vùng lân cận, nhưng bỗng nhiên bốc lên ngàn vạn điều trận văn, hóa thành tầng tầng cấm chế, đem mọi người công kích, toàn bộ ngăn trở. Diệp Thần thấy vậy. Gương mặt nhất thời trầm xuống, nói, đây là Vũ Hoàng cổ đế tự tay bố trí trận pháp, dùng sức mạnh không thể nào phá giải. Vũ Hoàng cổ đế cái này chịu đỉnh đại trận, đang đại biểu trận tự quyết trung cực nghĩa sâu xa, cửu đỉnh chấn thiên, thế gian không người nào có thể phá, không người có thể ngăn. Hồng Bi Trần môi run rẩy,
gương mặt trắng xám, chỉ cảm thấy sâu đậm chênh lệch. Hắn lấy vì mình trận tự quyết, thành tựu đã vô cùng lợi hại, nhưng cùng Vũ Hoàng cổ đế so sánh, nhưng là đom đóm nhật nguyệt khác biệt. Chí ít, hắn hoàn toàn không nhìn ra cái này cửu đỉnh huyền bí của đại trận. Diệp Thần nhìn chằm chằm Hồng Bi Trần, nói, ở trên tay ngươi có trận tự quyết bí tịch. Đưa cho ta xem. Hồng Bi Trần lui về phía sau một bước, nhất thời cảnh giác, nói, ngươi muốn làm cái gì? Diệp Thần hừ một tiếng, nói, Vũ Hoàng cổ đế tự tay bày trận, ngươi nếu như không có phá trận biện pháp, vậy thì giao cho ta thử một chút. Cái này cửu đỉnh đại trận, là dựa vào trận tự quyết bố trí ra, nếu như có thể bắt được trận tự quyết bí tịch, có lẽ có biện pháp phá giải. Hồng Bi Trần trong lòng động một cái, tự nhiên biết rõ Diệp Thần dị bẩm thiên phú, hắn hiểu không được bí ẩn, Diệp Thần dựa vào luân hồi huyết mạch chỗ diệu dụng, có lẽ có thể hiểu. Chỉ là, trận tự quyết cao thâm như vậy bí tịch, hắn làm sao có thể tùy tùy tiện tiện giao cho Diệp Thần. Diệp Thần khẽ cười nói, làm sao, không phải nói xong buông xuống ân oán, liên thủ đối kháng vạn khư sao? Ngươi còn muốn đẩy nhờ. Tài quyết chi chủ, Huyền Cơ Nguyệt, Đế Thích Thiên các người, ánh mắt vậy nhìn về Hồng Bi Trần. Tài quyết chi chủ nói, Hồng Bi Trần, nếu như ngươi không có phá trận biện pháp, có lẽ có thể để cho luân hồi chi chủ thử một chút. Hắn sợ nhất người, chính là Vũ Hoàng Cổ Đế, mà hiện tại, duy nhất có thể phá giải Vũ Hoàng Cổ Đế trận pháp người, chỉ có Diệp Thần, những người khác không có lớn như vậy khí vận, cao như vậy thiên phú. Hồng Bi Trần ánh mắt lóe lên, nhìn bầu trời ở giữa đồng xanh cự đỉnh, chỉ cảm thấy áp lực càng ngày càng lớn, cuối cùng không biết làm sao than thở một tiếng, nói trận tự quyết bí tịch, ta đặt ở địa tâm miếu, luân hồi chi chủ, 10 ngày sau ngươi tới địa tâm miếu tìm ta. Diệp Thần gật đầu nói, được, 10 ngày sau tạm biệt. Chú ý có bẫy, Hồng Hà tiên tử kéo kéo Diệp Thần tay, nhắc nhở. Diệp Thần nói, không sao, hôm nay vạn khư mới là địch nhân lớn nhất, muốn đến ba lão gia hỏa này, cũng không dám làm khó ta. Tài quyết chi chủ từ đầu đến cuối sợ Vũ Hoàng cổ đế, hỏi, luân hồi chi chủ, người dự định như thế nào phá trận? Diệp Thần suy tư một hồi, chỉ trên trời trôi lơ lửng cự đỉnh, nói cửu đỉnh đại trận, có 9 cái tâm trận. Nói cách khác, cự đỉnh chắc có 9 tòa, nhưng hôm nay chúng ta chỉ thấy một tòa. Xem ra Vũ Hoàng cổ đế muốn bày trận, cũng không nhẹ nhõm, hiện tại chỉ có một tòa cự đỉnh xuất hiện, hơn nữa các người xem cự đỉnh lên đồ đằng, chỉ sáng một đạo. Tài quyết chi chủ các người nhìn phía bầu trời, nhưng hôm nay trên vậy đồng xanh cự đỉnh, thân đỉnh 9 đạo đồ đằng, đúng là chỉ có một đạo sáng lên, ngoài ra đều là mờ tối trạng thái. Diệp Thần nói, nếu như ta không nhìn lầm, một đạo đồ đằng, đại biểu một đạo vạn khư ý chí, hôm nay chỉ có một cái đồ đằng sáng lên, nói cách khác, trước mắt phủ xuống vạn khư ý chí, chỉ có một đạo, xa xa không tới 9981 viên mãn cảnh giới. Vũ Hoàng cổ đế kế hoạch, là bố trí cửu đỉnh đại trận, để cho 81 cái vạn khư cường giả, ý chí hạ xuống địa tâm vực, trước thay hắn áp chế nhân quả, cuối cùng hắn lại hạ xuống. Cái này 81 đạo ý chí, đại biểu tính ra 99, hàm chứa cửu đỉnh trấn thiên chí lý, thiếu một thứ cũng không được. Mà hiện tại, chỉ có một đạo ý chí hạ xuống, khoảng cách viên mãn cảnh giới, không biết có còn xa lắm không. Tài quyết chi chủ ánh mắt sáng lên, nói, đây chính là nói, chúng ta còn có thở dốc bố cục thời gian. Diệp Thần gật đầu nói, đúng là như vậy, cửu đỉnh đại trận, chỉ ra hiện một đỉnh, hơn nữa chỉ có một đạo đồ đằng sáng lên. Chúng ta còn có thời gian nghiên cứu đối kháng. Nói tới chỗ này, Diệp Thần nhìn Hồng Bi Trần một mắt, nói, Hồng tiền bối, đừng quên trận tự quyết bí tịch, ta cần phải cẩn thận nghiên cứu một phen, tìm phương pháp phá trận. Hồng Bi Trần nói, cùng 10 ngày sau, người tới địa tâm miếu nói sau. Diệp Thần gật đầu một cái, nói, được, như vậy, ta cáo từ trước, nơi đây không thích hợp ở lâu, nơi này đã sắp biến thành vạn khư tâm trận, nếu như lại không rời đi. Chỉ sợ ở bị vĩnh viễn phong ấn ở này. Nói xong, Diệp Thần hướng Tiêu Khinh Nhan cùng Hồng Hà tiên tử vẫy vẫy tay, mang hai cô gái rời đi. Lần này tranh đấu, không nghĩ tới cuối cùng tất cả kẻ địch, đều được đối kháng vạn khư đồng minh, Diệp Thần cũng là vô cùng bất ngờ. Chuyến này hắn lớn nhất thu hoạch, chính là lấy được rồi binh tự quyết trung cực nghĩa sâu xa, bảo thiên binh. Lúc đầu phá vỡ luân hồi thiên kiếm cấm chế biện pháp, chính là dụng binh tự quyết trung cực nghĩa sâu xa. Diệp Thần chau mày, Tiểu Bố Y mặc dù không có nói rõ,
nhưng hắn lưu lại bí tịch bên trong ngọc bội, có tương quan nhân quả. Minh tự quyết trung cực nghĩa sâu xa, bạo thiên binh, đây là duy nhất phá vỡ luân hồi thiên kiếm cấm chế biện pháp. Chỉ có nắm giữ bạo thiên binh thần thông, mới có thể chân chánh chấp trưởng luân hồi thiên kiếm. Nhưng mà, muốn lĩnh ngộ bạo thiên binh, cần lấy giết chứng đạo, giết chết bên người tất cả người thân cận, đạt tới thái thượng vong tình cảnh giới, mới khá làm được chém hết phu tạp, chấp trưởng chí cao vô thượng luân hồi thiên kiếm. Trừ lấy giết chứng đạo, khẳng định còn có biện pháp khác. Diệp Thần trong lòng yên lặng suy nghĩ, hắn võ đạo, tự nhiên không phải là không cố tình cảm giết hại, khẳng định còn có những biện pháp khác, có thể lĩnh ngộ bạo thiên binh tinh túy. Lắc đầu một cái, Diệp Thần cũng không có muốn quá nhiều. Tìm luân hồi thiên kiếm, chuyện này quá xa xôi. Hiện tại trọng yếu nhất, là đối kháng vạn khư, nghĩ ra phá trận biện pháp. Nếu như cửu đỉnh đại trận, hoàn toàn viên mãn, đây tuyệt đối là địa tâm vực ngày tận thế, ai cũng không khả năng ngăn trở. Một khi Vũ Hoàng Cổ Đế hạ xuống, sợ rằng liền Nhâm Phi Phàm đều phải chết. Nhâm tiền bối cũng tới địa tâm vực, không biết đi nơi nào. Được rồi, trước hay là hồi Phong gia. Diệp Thần có chút nhớ mong Nhâm Phi Phàm, lúc này tạm biệt Hồng Hà Tiên Tử cùng Tiêu Khinh Nhan, một mình trở lại Phong gia tổ địa. Ngụy Dĩnh còn ở Phong gia tổ địa bên trong, Diệp Thần rất là muốn nàng. Hiện tại Ngụy Dĩnh là hắn phụ nữ, hai người có tuyệt đối quan hệ. Diệp Thần nhớ tới Ngụy Dĩnh từng màn kia ôn nhu, nội tâm vô cùng động tình, hôm nay vạn khư nguy cơ nghiêm trọng, mới có thể có Ngụy Dĩnh bầu bạn ở bên cạnh mình, dĩ nhiên là vô cùng may mắn sự việc. Kiếm thế trần địa. Không biết bao lâu, Doãn Hy Nhiên mở mắt ra, thở ra một ngụm chọc khí. Mà vậy ba thanh kiếm hiển nhiên cũng là hoàn thành nghi thức nào đó, hơi đung đưa. Nhâm Phi Phàm nhìn một cái đế kiếm, hỏi, nàng có thể lưu lại sao? Không quá ta có một cái nguyên tắc, người cùng không thể đối nàng làm bất lợi chuyện. Như ta biết được, người cùng đối với nàng làm bất lợi chuyện, ta tất nhiên không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải phá hoại người cùng vận duy nhiều năm, cái gọi là quy tắc trật tự. Đế kiếm lạnh lùng nói, thần thì linh thể, và chúng ta hỗ trợ lẫn nhau, đây là chuyện tốt, mặc dù chiếm đoạt cô gái này, có thể để cho chúng ta càng cường đại hơn, nhưng chúng ta cũng biết muốn tốc không đạt đạo lý, huống chi, kiếm thế trần địa. Dựa hết vào huyết ngưng thiên xa xa không đủ, còn cần cô gái này. Huyết ngưng thiên nghe nói như vậy, gương mặt hơi đỏ lên, có thể nếu ba kiếm cũng đáp ứng, nàng tự nhiên không lời có thể nói. Nhâm Phi Phàm biết chuyện chỗ này, liền nhìn về phía Doãn Hy Nhiên nói, người lựa chọn hoặc giả là đối với, bất quá hôm nay, ở ngươi hoàn toàn tiến vào kiếm thế trần địa bế quan trước, ta vẫn là muốn mang ngươi đi một chỗ. Liên quan tới người phụ thân. Doãn Hy Nhiên thân thể run lên, những năm này, nàng đối với phụ thân nhân vật này quá xa lạ. Thậm chí mình vẫn luôn là đi theo mẫu thân họ. Hôm nay, nàng mơ hồ đoán được cái này thực lực cường đại người đàn ông sẽ biết càng nhiều liên quan tới phụ thân sự việc. Nhưng chẳng biết tại sao, nàng sợ. Một mặt, nàng muốn là phụ mẫu báo thù, mặt khác, nàng vừa sợ mình chạm được máu rầm rề chân tướng. Do dự rất lâu, Doãn Hy Nhiên vẫn gật đầu một cái. Có lẽ mẫu thân vậy hy vọng mình biết chưa? Nhâm Phi Phàm nhìn một cái ba kiếm vào huyết ngưng thiên, ta mang nàng rời khỏi một chút, rất nhanh sẽ trở lại. Mạch Hàn, ta phát hiện ngươi song kiếm đạo cảm ngộ rất nhiều, người vậy tạm thời lưu lại tiếp tục cảm ngộ đi. Tô Mạch Hàn gật đầu một cái, ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, lâm vào trạng thái nhập định. Cùng ta tới. Nhâm Phi Phàm đối với Doãn Hy Nhiên nói. Hai đạo thân ảnh rất nhanh hướng kiếm thế trần địa lối ra đi. Đi ra kiếm thế trần địa, Doãn Hy Nhiên vẫn là không nhịn được hỏi, Nhâm tiền bối, ta phụ thân kết quả là một hạng người gì? Hắn là người tốt hay là người xấu? Nhâm Phi Phàm dừng lại, hai tròng mắt ngưng mắt nhìn phương xa, hồi lâu mới nói, hắn à, là cái người điên, mang trong lòng thế giới người điên, cũng là ta và luân hồi chi chủ bội phục nhất một người trong. Doãn Hy Nhiên thở ra một hơi. Chỉ ít mình phụ thân không là người xấu. Trước đây ta ở vực ngoại nghe nói không thiếu luân hồi chi chủ sự việc, hắn vì sao phải chuyển thế, hắn trí nhớ khôi phục sao? Nhâm Phi Phàm nhưng là lắc đầu một cái, bố trí của hắn, vẫn là chúng ta ba người cuối cùng lý tưởng, hắn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Vốn định mang ngươi đi gặp hắn một chút, bất quá. Ta tựa hồ cảm giác được tên này dưới mắt đụng phải phiền toái, cũng không cầm ngươi dính vào.
dù sao ngươi sau này sẽ ở kiếm thế trần địa, tổng gặp được hắn. Còn nữa, ngươi tốt nhất không muốn yêu hắn. Nhâm Phi Phàm câu nói sau cùng ý sâu dài. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Thần luân hồi chi chủ chuyển thế, tự nhiên không biết Doãn Hy Nhiên và Mục Vân Trần quan hệ, coi như hai người chung một chỗ, cũng không coi là rối loạn bối phận. Chỉ là, thành tựu bằng hữu, Nhâm Phi Phàm cũng không hy vọng như vậy. Có thể hết lần này tới lần khác, và luân hồi chi chủ tiếp xúc cô gái, cái nào không phải tim hiện lên hoa đào. Doãn Hy Nhiên nghe được câu này, cười lạnh một tiếng, vậy luân hồi chi chủ bất quá còn chân cảnh, cố nhiên thân phận nghịch thiên, huyết mạch mạnh mẽ, ta còn không luân lạc tới vừa ý hắn bước. Tốt lắm, Nhâm tiền bối, người muốn dẫn ta đi nơi nào? Nhâm Phi Phàm không nói gì nữa, trước người hư không biến dạng. Hai đạo thân ảnh lúc này biến mất. Nhưng ngay khi sắp biến mất lúc đó, tất cả mọi người đều không có chú ý tới Nhâm Phi Phàm diễn cảm có chút ngưng trọng. Rất nhanh, Doãn Hy Nhiên và Nhâm Phi Phàm liền là xuất hiện ở một miếng trước cửa đá. Nhâm Phi Phàm hai tròng mắt vẫn ngưng trọng như cũ, tựa hồ có chút tâm tư. Doãn Hy Nhiên hoàn toàn không có chú ý tới, nhìn cửa đá có chút hiếu kỳ, Nhâm tiền bối, đây là nơi nào? Người phụ thân ngây ngô được lâu nhất địa phương. Nhâm Phi Phàm không nghĩ nhiều nữa, đưa tay đặt ở trên cửa đá phù văn lưu chuyển, cuối cùng một đạo huyết quang lóe lên. Cửa lúc này mở ra. Nhâm Phi Phàm mang Doãn Hy Nhiên hướng bên trong đi. Làm hai người bước vào trong đó, một ly ly nến đèn thắp sáng, vô số bích họa ở trong vách tường kéo dài. Doãn Hy Nhiên nhìn bích họa, trong lòng hơi kinh hãi, diễn cảm cổ quái, những thứ này là võ đạo ý vận và quy tắc. Nhâm Phi Phàm gật đầu nói, người phụ thân là một cái võ si, hắn sẽ đem mình cảm ngộ ghi xuống, nơi này trở thành thuộc về hắn an tĩnh nhất chỗ tu luyện, từ hôm nay trở đi, nơi này cũng thuộc về ngươi. Người phụ thân cho nơi này lấy qua một cái tên Vũ Cực Thần Tim. Doãn Hy Nhiên đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, tốt tên cổ quái. Nhâm Phi Phàm cũng không giải thích, tiếp tục hướng ánh đèn kéo dài chi địa đi. Doãn Hy Nhiên chỉ như vậy đi theo, nhưng mỗi đi một bước, chẳng biết tại sao, phụ thân ghi lại hết thảy các thứ này, cũng để cho nàng trong cơ thể máu tươi cảm thấy sôi trào ý. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Thậm chí bất giác. Nàng tu vi đều có tăng lên. Cho đến Nhâm Phi Phàm bước chân dừng lại, Doãn Hy Nhiên phát hiện tự mình tới đến một cái to lớn hình cái vòng quảng trường. Giữa quảng trường có ba đạo tượng đá. Một đạo là huyết nguyệt pho tượng, một đạo là âm dương pho tượng, cuối cùng một đạo chính là một thanh kiếm pho tượng. Doãn Hy Nhiên mơ hồ đoán được cái gì, mở miệng nói, hắn phân biệt đại biểu Nhâm tiền bối, luân hồi chi chủ, còn có ta phụ thân. Nhâm Phi Phàm gật đầu một cái. Đưa tay ra, chạm trước kiếm kia pho tượng, rơi vào trầm tư. Hồi lâu sau, lẩm bẩm nói, nếu như bàn cờ này, luân hồi chi chủ thành công, vạn khư biến mất, hắn chấp trưởng luân hồi, nói không chừng có thể để cho ngươi phụ thân sống lại. Nhưng mà hết thảy các thứ này, cuối cùng là quá mức xa xôi. Doãn Hy Nhiên đột nhiên con ngươi híp lại, phát hiện cái gì, bước nhanh hướng một phương hướng đi, rất nhanh, nàng liền đứng ở một cái trong ao nước ương, đưa tay ra. Đụng vào ao nước nước, kinh ngạc nói, nước này. Nhâm Phi Phàm vậy đi tới, nói, đúng là thái thượng thế giới nước. Bất quá không phải vậy cái gọi là hồ tiên, mà là tĩnh tâm ao. Tu võ giả, tĩnh tâm là mấu chốt. Còn chưa cùng Nhâm Phi Phàm nói xong, Doãn Hy Nhiên liền trực tiếp nhảy vào trong đó, thân thể ngay tức thì bị ao nước bao trùm. Mà giờ khắc này, Doãn Hy Nhiên vậy cảm nhận được liền vì sao là đạo tâm thông suốt. Nàng nội tâm vô cùng yên lặng. Ao nước bên trong vậy từng cơn sương mù phiêu động, bao phủ Doãn Hy Nhiên, thậm chí để cho nàng có một loại đi sâu vào ảo cảnh cảm giác. Dần dần, sương mù tiêu tán, Doãn Hy Nhiên nhưng là phát hiện ao nước cuối, ngồi một người đàn ông. Nam tử tinh mắt mày kiếm, quanh thân còn quấn quy tắc ý, thậm chí và nàng có mấy phần giống nhau. Doãn Hy Nhiên có chút ngây dại, lẩm bẩm nói, đây là... Nhâm Phi Phàm nhưng là vào lúc này mở miệng nói, đây là người phụ thân ảo ảnh. Cái này tĩnh tâm ao, có linh, từ người phụ thân chết sau đó, liền sẽ thường xuyên sanh thành ảo ảnh, an ủi mình. Tĩnh tâm ao tuy có tĩnh tâm hiệu quả, nhưng chính nó lại không có làm được, ở nơi này rất lâu trong năm tháng, vẫn không có thích trong lòng. Doãn Hy Nhiên nhìn một cái phụ thân hư ảnh,
Ngay tại nàng phải dựa vào gần lúc đó, hư ảnh tiêu tán, hết thảy phảng phất từ không xuất hiện qua. Doãn Hy Nhiên trong lòng có chút thất lạc, đứng dậy rời đi tĩnh tâm ao, nhưng là thần kỳ phát hiện, mình cả người đồ xanh chưa bao giờ ướt đẫm. Tốt lắm, có kiểu đồ phải giao cho ngươi, ta trước một mực không biết nên xử lý như thế nào, nếu Mục Vân Trần có con gái, cũng nên cầm vật này giao cho ngươi. Nhâm Phi Phàm vừa nói, bên hướng phương hướng Tây Bắc đi. Làm đi tới cuối lúc đó, Nhâm Phi Phàm lấy ra một khối ngọc bội nguyên vẹn vách đá bên trong. Vách tường chấn động, vậy bích họa biến dạng, một cái to lớn hang đá lúc này xuất hiện. Hang đá bên trong có một cây khô ở giữa lại là một thanh kiếm. Cây khô quanh thân hiện lên điểm điểm tinh quang, tựa như một mực đang bảo vệ thanh kiếm này. Nhâm Phi Phàm năm ngón tay nắm chặt, vậy cây khô ở giữa kiếm liền bay đến trên tay hắn. Kiếm có thất tinh, mỗi một tinh cũng tô điểm một viên mang sắc thái hạt châu. Nhâm Phi Phàm chạm trước thân kiếm, tựa hồ mang theo tôn kính, cũng hoặc là tưởng nhớ, sau đó phá vỡ trên thân kiếm bảo vệ cấm chế, đạo đạo kiếm quang và quy tắc lưu truyền. Mặc dù không đạt tới đế kiếm, nhưng cũng là cực kỳ kinh khủng tồn tại. Nhâm Phi Phàm tướng kiếm ném cho Doãn Hy Nhiên, nói kiếm này tên là Thất Tinh Thiểm Vân Kiếm, là người phụ thân tự tay chế tạo, cũng là hắn vũ khí. Ngươi nhỏ vào máu tươi, lúc này nhận chủ đi, có nó, ngươi thực lực trong buổi họp thăng rất nhiều. Đáng tiếc, ở vô tận năm tháng và kỷ nguyên bên trong, vậy thất tinh ở giữa lực lượng dần dần trôi qua, nếu không sợ rằng ngươi mượn kiếm này, đều có phi thăng thái thượng thế giới cơ hội. Doãn Hy Nhiên tay cầm Thất Tinh Thiểm Vân Kiếm, trong lòng như cũ có vậy như bích họa vậy cảm giác quen thuộc, nàng bước ra một giọt máu tươi, chậm rãi nhỏ xuống. Ngay tức thì, thân kiếm đung đưa. Thất Tinh Thiểm Vân Kiếm bản muốn phản kháng, nhưng tựa hồ cảm giác được Doãn Hy Nhiên và Mục Vân Trần tới giữa nhân quả, cuối cùng buông tha. Mà Doãn Hy Nhiên vậy cảm giác được mình và kiếm này tạo thành liên lạc. Cảm ơn, Nhâm tiền bối. Doãn Hy Nhiên cung kính nói. Nhâm Phi Phàm nhưng là hơi có vẻ tịch mịch, hoặc giả là nghĩ đến ngày xưa bạn tốt chuyện xưa, trong lòng có chút khó chịu. Người trước ở chỗ này cảm ngộ mấy phần, nếu có đột phá, liền đột phá này. Như không cách nào đột phá, ta cũng nên đưa ngươi trở về. Còn có tấm phù chiếu này thu cất, nó là ngươi tiến vào nơi này chìa khóa. Chỉ cần trong lòng ngươi cảm giác, liền có thể đi vào. Nói xong, Nhâm Phi Phàm liền đem một đạo phù chiếu ném cho Doãn Hy Nhiên. Doãn Hy Nhiên nhận lấy phù chiếu, cũng không nói nhảm, hai tròng mắt nhắm lại, tiến vào trạng thái tu luyện. Rất nhanh, Diệp Thần ngự gió bay trở về Phong Gia. Nhưng gặp Phong Gia tổ địa, khắp nơi bất an ninh, xôn xao dị thường to lớn. Hồng Hân, Dừng Thiên Tiêu, Mạc Hàn Hy các người, cũng đang thương thảo cái gì? Diệp Thần sau khi nghe ngóng dưới, nguyên lai là vậy cựu đỉnh dị tượng sự việc. Cựu đỉnh đại trận dị tượng, chấn động toàn bộ địa tâm vực, Phong Gia tổ địa người cũng biết. Càng làm cho Diệp Thần giật mình, là rất nhiều người đều biết Vũ Hoàng cổ đế kế hoạch. Xem ra vị kia, Thiên Lý. Không chỉ có cầm tình báo tiết lộ cho Huyền Cơ Nguyệt Đế Thích Thiên, còn gieo rắc đến toàn bộ địa tâm vực bên trong đi, thật không sợ Vũ Hoàng cổ đế tức giận sao? Diệp Thần âm thầm tò mò, rất nhiều tầng dưới chót người, cũng biết Vũ Hoàng cổ đế bố trí cửu đỉnh đại trận, muốn hạ xuống địa tâm vực sự việc. Hiển nhiên, Thiên Lý đem tình báo hoàn toàn khuếch tán ra, nháo được mọi người đều biết. Cho nên, làm vậy cửu đỉnh dị tượng, vô căn cứ xuất hiện thời điểm. Địa tâm vực chính là hoàn toàn chấn động, người người sợ hãi. Ở nơi này hỗn loạn thời khắc, Diệp Thần đi tới Phong Gia tổ địa sau núi, một nơi tĩnh lặng sân nhỏ. Ngụy Dĩnh đang ở nơi này. Diệp Thần bước vào sân bên trong, chỉ cảm thấy một hồi lạnh lùng khí lạnh. Nhưng gặp Ngụy Dĩnh ngồi xếp bằng ở một bụi dưới cây bồ đề, cả người khí lạnh bốc hơi lên, tu vi hơi thở mơ hồ có chém ra đột phá dấu hiệu. Tựa hồ là cảm thấy được Diệp Thần đến. Ngụy Dĩnh mở mắt ra, mỉm cười đứng dậy, thu liếm công pháp, bước chậm chạy đến Diệp Thần bên người, hai tay ôm hắn cổ, ở hắn mặt trên hôn một cái, nói, ngươi trở về. Hai người phát sinh quan hệ sau đó, cử chỉ là thân mật hơn, không một chút ngăn cách. Diệp Thần ôm Ngụy Dĩnh eo, cảm nhận được vậy mềm mại và thiếu nữ thoải mái lạnh lẽo, vậy ở trên mặt nàng hôn một cái, nói, ngươi đột phá tu vi như thế nào. Ngụy Dĩnh có chút không biết làm sao. Thở dài một cái, nói, còn không được, đều do ngươi, huyết mạch như thế lợi hại, ta đạt được ngươi luân hồi máu,
không mấy tháng thời gian, sợ rằng không cách nào hoàn toàn hấp thu. Bất quá cũng chỉ có huyết mạch ngươi, mới có thể làm cho ta cái loại này tồn tại, thật sự có cơ hội lột xác. Chỉ có hoàn toàn hấp thu luyện hóa Diệp Thần luân hồi máu, Ngụy Dĩnh mới có thể chân tránh chém ra đột phá, mà hiện tại, nàng hiển nhiên vẫn không có thể hoàn toàn hấp thu. Diệp Thần cười một cái, móc ra một khối khí lạnh tràn ngập tinh thạch, nói, vật này cho ngươi, có thể phụ trợ ngươi tu luyện, đây chính là bảo bối tốt. Ngụy Dĩnh nhận lấy tinh thạch, chỉ cảm thấy một hồi lạnh lùng khí lạnh, cùng nàng khí cơ quả nhiên tương thông, kinh dị nói, đây là cái gì bảo bối. Diệp Thần nói, vật này kêu Thiên Hàn Ngọc Vẫn Tinh, đối với ngươi tu luyện có chỗ tốt. Khối này Thiên Hàn Ngọc Vẫn Tinh, chính là Trấn Nguyên Yêu Tôn đưa cho Diệp Thần đồ. Ngụy Dĩnh tò mò hỏi, bảo bối này ngươi từ nơi nào có được? Diệp Thần bấm một tí eo nàng, cười nói, ngươi muốn biết. Chúng ta vào trong nhà nói sau. Ngụy Dĩnh gò má một đỏ, nhưng vậy không có cự tuyệt. Diệp Thần liền ôm nàng, cùng nhau vào phòng, ban ngày si quấn đứng lên, một mực nháo đến tối. Thời gian, Diệp Thần đem những ngày qua trải qua, huyết yêu tộc cùng nhân tộc ân oán, hắn cùng tài quyết thánh đường tranh đấu, vũ hoàng cổ đế mưu đồ vân, đơn giản nói một lần. Ngụy Dĩnh sau khi nghe xong, nhưng là sắc mặt ngưng trọng, nói, hôm nay vạn khư nguy cơ nghiêm trọng như vậy, không bằng chúng ta trở về đi thôi. Nàng hôm nay có Diệp Thần làm bạn, chỉ muốn hưởng thụ hai người thời gian. Địa tâm vực quá nguy hiểm, nàng muốn trở lại thiên nhân vực, rời đi đất thị phi này. Diệp Thần trong lòng động một cái, nghĩ đến thiên nhân vực, liền nghĩ đến Kỳ Tư Thanh. Muốn đến lúc này Kỳ Tư Thanh, gối chiếc khó ngủ, rất có thể đang chờ hắn trở về. Có rảnh rỗi ta mang ngươi trở về một chuyến, chỉ là địa tâm vực nhân quả, cùng ta liên lụy quá sâu, không thể nào trốn tránh, sớm muộn vẫn phải trở về. Diệp Thần nhẹ nhàng vuốt ve Ngụy Dĩnh tóc, nói. Được rồi. Ngụy Dĩnh bĩu môi, tự nhiên rõ ràng Diệp Thần muốn lưng đeo đồ. Vô luận như thế nào, nàng cũng sẽ cùng bạn Diệp Thần, ứng đối tương lai nguy cơ. Hai người ban đêm lại náo loạn một đêm, mặc dù bên ngoài nguy cơ xác thực nghiêm trọng, nhưng thuộc về hai người chốc lát thời gian, nhưng là đặc biệt chân quý, tự nhiên không thể bỏ qua cái này vô thượng vui vẻ. Sáng sớm hôm sau, Ngụy Dĩnh còn đang ngủ say bên trong, Diệp Thần đã thật sớm tỉnh lại. Sải bước đi ra cửa, Diệp Thần dự định tu luyện một phen, qua mấy ngày đi liền địa tâm miếu một chuyến. Cùng lúc đó, Nhâm Phi Phàm gặp Doãn Hy Nhiên tiến vào trạng thái tu luyện đã rất lâu, chán tới giữa thoáng qua vẻ ngưng trọng. Hắn ngón tay bắt pháp quyết, bước ra một giọt máu tươi hóa hình, ngay tức thì hình thành một đạo hắn hư ảnh phân thân. Hư ảnh phân thân bảo vệ ở Doãn Hy Nhiên bên người, mà Nhâm Phi Phàm bản thể chính là biến dạng hư không, hướng một phương hướng đi. Rất nhanh, Nhâm Phi Phàm chính là đi tới địa tâm vực một nơi. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, cũng là thấy trên bầu trời, vậy đi đôi với vô số dị tượng mơ hồ hóa ra một tòa đồng xanh cự đỉnh. Vậy đồng xanh cự đỉnh, trôi lơ lửng vắt ngang ở trên trời bên trong, thân đỉnh trên khắc từng đạo đồ đằng, vậy đồ đằng hình dáng khác nhau, có viễn cổ thiên thần, có hồng hoang cự thú, có linh ca tiên tử, có Phật môn hộ pháp. Nên tới vẫn phải tới. Nhâm Phi Phàm thần sắc ngưng trọng, nhưng hắn bố cục bàn cờ này bên trong, biết rõ vạn khư sẽ như vậy. Vạn khư quyết không cho phép uy hiếp trưởng thành. Mà luân hồi chi chủ và mình đều là một đạo uy hiếp. Chỉ bất quá vạn khư những tên kia, cố nhiên biết mình ở vực ngoại, nhưng muốn tìm được mình cuối cùng quá khó khăn. Bất quá Diệp Thần không giống nhau, Diệp Thần tồn tại, vạn khư chỉ cần phái người điều tra, tất nhiên sẽ phát hiện. Nhưng hôm nay, vạn khư vận dụng cái này cửu đỉnh đại trận, là thiết tim muốn tiêu diệt hết thảy. Ngay tại Nhâm Phi Phàm trầm tư để gặp, một cái tóc trắng cô gái tuyệt đẹp đi tới Nhâm Phi Phàm là bên người. Chính là Tô Mạch Hàn. Nhâm Phi Phàm có chút bất ngờ, ngươi làm sao tới nơi này? Tô Mạch Hàn nhìn vậy cự đỉnh, đôi mi thanh tú một nhăn mày, sau đó nói, ta cũng cảm thấy nơi này dị tượng, muốn tới xem, lại không nghĩ rằng ngươi cũng ở đây. Doãn Hy Nhiên đâu? Nhâm Phi Phàm trả lời, nàng ở bảo vệ thuộc về cơ duyên của nàng, chờ ta lát nữa đi trở về. Ngay tại lúc này, Tô Mạch Hàn đưa tay ra, kéo lại Nhâm Phi Phàm tay, một chút nhàn nhạt lại tinh tế nhiệt độ đụng chạm. Tô Mạch Hàn quan tâm nói, ngươi có phải hay không cảm thấy vạn khư ra tay quá nhanh?
Nhâm Phi Phàm nhưng là lắc đầu một cái, cũng không phải là quá nhanh, mà là quá chậm. Tô Mạch Hàn ngẩn ra, tại sao? Nhâm Phi Phàm giải thích, cửu đỉnh đại trận, còn lại 8 đỉnh không hạ xuống, mà đây một đỉnh chỉ có một đạo ý chí, còn dư lại 8 đạo cũng không xuất hiện, như vậy thứ nhất, cho chúng ta thời gian còn rất nhiều. Bất quá, Thái Thượng Thế Giới muốn đối với địa tâm vực ra tay, vượt qua thời gian và không gian thủ đoạn, tự nhiên không dễ, thậm chí trở ngại quá nhiều, khả năng này là Vạn Khư duy nhất nắm chắc phần thắng thủ đoạn đi. Tô Mạch Hàn bừng tỉnh, lại nói, nếu thật là cửu đỉnh đại trận hoàn toàn tạo thành, người muốn xuất thủ không? Nhâm Phi Phàm lâm vào ngắn ngủi trầm tư, cuối cùng lắc lắc đầu nói, vẫn là phải xem Diệp Thần, dẫu sao Diệp Thần mới là chấp cờ người, ta cũng tin tưởng hắn. Nhưng nếu thật đến sinh tử tồn vong thời điểm, ta tất nhiên muốn bại lộ, sau đó ra tay, dù là cùng những tên kia trao đổi, ta cũng muốn ngăn cản. Diệp Thần phải còn sống, còn phải còn sống đi Thái Thượng Thế Giới, nơi đó có quá nhiều đồ muốn chờ hắn. Vừa dứt lời, một đạo mềm mại liền ngã vào Nhâm Phi Phàm trong ngực. Tô Mạch Hàn ôm thật chặt Nhâm Phi Phàm, gắt gao ôm trước, hốc mắt có chút lật đỏ, Phi Phàm, ta không muốn ngươi trao đổi, cũng không muốn ngươi chết. Ta muốn ngươi còn sống, nếu quả thật có như thế một ngày, ta có thể tự bạo, ta không tiếc bất cứ giá nào cũng phải giúp ngươi cùng nhau ngăn cản. Nhâm Phi Phàm nghe được câu này, cúi đầu xuống, vậy nặng nề hai tròng mắt thay đổi có chút ôn nhu, hắn đưa tay ra xoa xoa Tô Mạch Hàn đầu, năm ngón tay thuận qua sợi tóc, vuốt ve đến Tô Mạch Hàn gánh, mở miệng nói, ngươi quên vị kia từng cho ta xem bói qua, ta nào có như thế dễ dàng chết. Huống chi, ngươi và ta cũng phải tin tưởng Diệp Thần à. Diệp Thần mặc dù vẫn còn chân cảnh, nhưng đột phá đã thật to tăng nhanh, thực lực tăng trưởng cũng là cực kỳ nhanh chóng, người gặp qua thế gian còn có ai, ở còn chân cảnh là có thể đối kháng trăm giả cảnh. Người lại gặp qua ai, có thể chấp trưởng nhiều ngày như vậy kiếm. Luân hồi thiên kiếm còn không xuất hiện, nếu thật xuất hiện, Diệp Thần mạnh mẽ, vừa mới bắt đầu. Tô Mạch Hàn lúc này mới cảm giác thoáng an tâm, cho tới nay, nàng nghe Nhâm Phi Phàm quá nhiều lần nói tới Diệp Thần. Nàng cũng là chứng kiến Diệp Thần kiếp trước và cái này nhất thế, nhưng nếu là nói Diệp Thần và Luân Hồi Chi Chủ có tư cách đối kháng Vạn Khư, tuyệt đối không phải hiện tại, cũng không phải đời trước. Chỉ có thể xem Diệp Thần tương lai. Ngay tại lúc này, Nhâm Phi Phàm cảm giác được cái gì, đối với Tô Mạch Hàn nói, đi thôi, có người tới, nơi đây, rất nhanh sẽ bị càng nhiều hơn địa tâm vực tồn tại phát hiện, địa tâm vực không biết bản đồ quá nhiều, nếu có như vậy cấp bậc cao thủ âm thầm ra tay, đổ là chuyện tốt. Chỉ sợ những tên kia, cũng không dám đối kháng Vạn Khư, chỉ một vị làm vậy cái gọi là con rùa đen giúp đầu. Nhâm Phi Phàm Tô Mạch Hàn sau lưng hư không biến dạng, rất nhanh hai đạo thân ảnh liền biến mất. Mà đang ở hai người sau khi rời đi không bao lâu, hai cái ông già áo bào đen xuất hiện. Áo bào đen che ở bọn họ phần lớn mặt mũi, chỉ có vậy hoa dâm dâu, ở trong gió hơi phiêu động. Hai người ngưng mắt nhìn vậy cự đỉnh, trong con ngươi lưu chuyển màu đen đường vân. Cực kỳ tà ý. Hồi lâu, một người trong đó mở miệng nói, phá, ngươi cảm thấy thấy thế nào? Vậy được gọi là, phá, tồn tại, lắc đầu một cái, nói, trong này lực lượng quá mức mạnh mẽ, chúng ta nếu như ra tay, tất nhiên sẽ cái đầu tiên chết, hay là để cho những cái kia địa tâm vực người thân hắn hỏa đi đối mặt đi. Nếu thật đến sinh tử tồn vong thời khắc, chúng ta hoặc là thử nghiệm, hoặc là rời đi. Chúng ta vĩnh viễn không muốn làm vậy ra mặt chim. Hai cái người áo bào đen tựa hồ đạt thành loại nào đó nhận thức chung, cuối cùng bóng người hóa là một đạo hắc vụ, tiêu tán ở giữa trời đất. Sau một nén nhang, Nhâm Phi Phàm và Tô Mạch Hàn đi tới Doãn Hy Nhiên trước mặt. Mà Doãn Hy Nhiên hiển nhiên vậy tiến vào hồi cuối. Tô Mạch Hàn và Nhâm Phi Phàm cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm, kiên nhẫn chờ đợi. Lại qua hồi lâu, Doãn Hy Nhiên đột nhiên mở mắt ra, trên mình mơ hồ có một chút đột phá ý. Phải biết bước vào trăm giả cảnh sau đó, mỗi một tầng cảnh giới nhỏ đều là thật khó đột phá. Mà từ Doãn Hy Nhiên khí tức trên người tới xem, chỉ cần gặp lại một ít nhỏ cơ duyên, hoặc giả là ở kiếm thế trần địa hơn tu luyện một hồi, đều đủ để rất sắp đột phá. Doãn Hy Nhiên chú ý tới chẳng biết lúc nào xuất hiện Tô Mạch Hàn, hơi kinh hãi, sau đó vậy không so đo nguyên do, hướng Tô Mạch Hàn gật đầu một cái. Sau đó, nàng nhìn về phía Nhâm Phi Phàm. Cung kính nói, Nhâm tiền bối, ta hấp thu được xong hết rồi, bất quá nhiều thứ hơn, cần phải từ từ tiêu hóa. Nhâm Phi Phàm hai tay chắp sau lưng, nói, đã như vậy,
ta cái này thì mang ngươi hồi kiếm thế trần địa. Doãn Hy Nhiên ngẩn ra, nhanh như vậy. Nhâm Phi Phàm gật đầu một cái, hôm nay địa tâm vực thế cục có biến, ngươi ở kiếm thế trần địa sẽ an toàn hơn một ít, nếu là có năng lực, liền tận lực hơn đột phá một ít, như vậy đến nguy cơ lúc đó, có lẽ còn có thể bảo vệ tánh mạng. Doãn Hy Nhiên lúc này mới chú ý tới cái gì, hỏi có phải hay không và Vạn Khư có liên quan. Nhâm Phi Phàm và Tô Mạch Hàn nhìn nhau, ngược lại là không nghĩ tới Doãn Hy Nhiên như vậy thông minh, một tí liền đoán được. Còn chưa cùng Nhâm Phi Phàm và Tô Mạch Hàn làm ra phản ứng, Doãn Hy Nhiên liền nói, Nhâm tiền bối, ta biết được, ta sẽ không ngừng tu luyện, hiện tại rồi mời mang ta hồi kiếm thế trần địa. Rất nhanh, ba người liền trở lại kiếm thế trần địa. Huyết Ngưng Thiên mặc dù không có rời đi kiếm thế trần địa, nhưng nhiều hơn thiếu thiếu vậy cảm giác được vực ngoại một ít động tĩnh. Nhâm Phi Phàm đối với Huyết Ngưng Thiên nói, máu tiểu thư, sau này, Hy Nhiên liền nhờ ngươi, nàng là ta bạn thân hài tử, hy vọng ngươi có thể hơn nhiều tha thứ. Huyết Ngưng Thiên đối với Nhâm Phi Phàm loại thái độ này, ngược lại có chút ngoại lệ, dẫu sao Nhâm Phi Phàm thực lực, có lẽ một cái ánh mắt đều đủ để tiêu diệt mình, như vậy tồn tại, không nên hết sức cao ngạo, làm sao sẽ dùng loại thái độ này. Huyết Ngưng Thiên không nghĩ nhiều nữa, nói tiền bối nói đùa, nàng là bị ba kiếm lựa chọn, đối với ba kiếm mà nói, đối với kiếm thế trần địa mà nói, cũng là một chuyện tốt, ta tự nhiên sẽ chiếu cố. Hơn nữa, con bé này thực lực hoàn toàn không kém gì ta, nếu như tu luyện tiếp nữa, nói không chừng ta còn cần nàng bảo vệ. Nhâm Phi Phàm cười một tiếng, coi như là trả lời, rồi sau đó, hắn nhìn về phía Tô Mạch Hàn, nhàn nhạt nói, thời gian xong hết rồi. Chúng ta cũng nên rời đi. Ta cũng nên đi gặp Diệp Thần. Mạch Hàn, người chờ lát nữa đi một chỗ khác chờ ta. Các vị, cáo từ. Nói xong, Nhâm Phi Phàm và Tô Mạch Hàn chính là hướng kiếm thế trần địa lối ra đi. Cùng Nhâm Phi Phàm và Tô Mạch Hàn rời đi sau đó, Huyết Ngưng Thiên nhìn về phía Doãn Hy Nhiên, nói ta so ngươi lớn tuổi, ngươi liền kêu ta tỷ tỷ đi. Doãn Hy Nhiên vậy thật là khôn khéo. Biết sau này ở kiếm thế trần địa sinh hoạt, còn muốn dựa vào Huyết Ngưng Thiên, liền thân thiết kêu một tiếng tỷ tỷ. Huyết Ngưng Thiên tâm tình hiển nhiên không tệ, dẫu sao cho tới nay, một người ở kiếm thế trần địa, mặc dù tu luyện là rất lâu và hưu quạnh, nhưng nếu có người bầu bạn, tổng không phải một chuyện xấu. Muội muội, tỷ tỷ vậy không lễ vật gì đưa ngươi, máu này tâm kiếm quyết liền đưa ngươi. Nói xong, Huyết Ngưng Thiên vung tay lên. Một bản ngọc giản chính là hướng Doãn Hy Nhiên đi. Doãn Hy Nhiên nhận lấy máu tâm kiếm quyết, cảm ơn tỷ tỷ. Sau đó Doãn Hy Nhiên mở ra ngọc giản, nhưng là mắt đẹp co giúp một cái, nàng kiếm đạo thành tựu cố nhiên không sâu, nhưng cũng biết máu này tìm kiếm quyết chỗ cường đại. Cầm cái này thành tựu lễ ra mắt, cũng quá mức xa xỉ. Tỷ tỷ, kiếm quyết này, Doãn Hy Nhiên có chút do dự. Huyết Ngưng Thiên nhưng là cười một tiếng, kiếm quyết này thật ra thì cho tới nay ta đều không cách nào nguyên vẹn tu luyện, người thiên phú hẳn so ta mạnh mẽ không ít, nói không chừng ngươi có thể phát huy nó giá trị. Tốt lắm, kiếm thế trần địa, mỗi ngày lúc này, một trong những quy tắc sẽ cực kỳ mạnh mẽ, chúng ta không bằng thật tốt tu luyện. Địa tâm vực tựa hồ xảy ra không thái bình sự việc, ta cảm thấy đây là một cái tín hiệu không tốt. Chỉ có mạnh mẽ, chúng ta mới có năng lực ở nguy cơ tới lúc đó, có năng lực chống lại. Hai nữ nhìn nhau, đều tiến vào trạng thái tu luyện. Phong gia. Diệp Thần đang chuẩn bị tiến vào trạng thái tu luyện, đột nhiên, hắn cảm giác được cái gì, vội vàng hướng một phương hướng đi. Hắn mới vừa đi ra sân, nhưng thấy trước mắt hư không đột nhiên vặn vẹo, xuất hiện một cái vết nứt không gian. Vậy bên trong vết nứt không gian, mơ hồ có huyết nguyệt trói lọi tràn ngập ra. Nhâm tiền bối. Diệp Thần sững sờ một chút, nhưng bắt được một đạo quen thuộc hơi thở, đó là Nhâm Phi Phàm hơi thở. Hắn vội vàng bước vào vậy vết nứt không gian bên trong, nhưng đi tới một cái huyết nguyệt thế giới. Bầu trời bên trong, có 9 luân huyết nguyệt lơ lửng, huyết nguyệt dưới, một tòa cao ngạo đỉnh núi bên trong, một người thanh niên nam tử đứng. Diệp Thần vội vàng bay đến đỉnh núi kia trên. Hướng vậy chàng thanh niên nói, Nhâm tiền bối, vẫn khỏe chứ? Vậy chàng thanh niên, chính là Nhâm Phi Phàm. Nhâm Phi Phàm gật đầu một cái, nói, xin lỗi, Vạn Khư nguy cơ quá mức nghiêm trọng, ta chỉ có thể lấy loại phương thức này gặp ngươi, chỗ này là ta mở ra ra huyết nguyệt thế giới nhỏ, ngươi có thể chịu đựng nơi này hơi thở. Nhâm Phi Phàm tự tay mở ra thế giới,
quy luật huy áp cực kỳ to lớn, Diệp Thần vậy cảm thấy một hồi áp lực, nhưng còn ở tiếp nhận trong phạm vi, nói, có thể miễn cưỡng. Nhâm Phi Phàm nói, rất tốt, xem ra ngươi tu vi, là càng ngày càng tinh tiến. Diệp Thần nói, Nhâm tiền bối, không nói cái này, vạn khư ý chí hạ xuống, ngươi nhưng có phương pháp phá giải. Thiên Lý muốn mượn Vũ Hoàng Cổ Đế tay giết ngươi. Lần này vạn khư nguy cơ, cực kỳ nghiêm trọng, là Vũ Hoàng Cổ Đế tự mình ra tay, ở sau lưng mưu đồ. Vũ Hoàng Cổ Đế mục tiêu, có ba cái. Cái đầu tiên, là nghiền diệt địa tâm vực, thu lấy nơi này khí vận, tăng lên thực lực. Trước mắt Vũ Hoàng Cổ Đế tu vi, đã đến thực tế viên mãn, là người có thể tiếp xúc tới tột cùng nhất cảnh giới. Tiến thêm một bước, đó chính là không không. Không không cảnh giới, không thể miêu tả, không thể biết, liền hư vô khái niệm cũng không tồn tại. Hiện tại Vũ Hoàng Cổ Đế thu lấy địa tâm vực khí vận, là vì đánh vào không không cảnh giới làm chuẩn bị. Muốn dòm ra không không, tốt nhất biện pháp, dĩ nhiên là lợi dụng Thiên Võ Ngọa Long Kinh, nhưng Thiên Võ Ngọa Long Kinh, ở cựu Nhật chi chủ trong bảo tàng, so với tìm bảo tàng, dĩ nhiên là nghiền diệt địa tâm vực dễ dàng rất nhiều. Mà Vũ Hoàng Cổ Đế mục tiêu thứ hai, chính là giết chết Diệp Thần, diệt trừ luân hồi cái này tai họa ngầm. Một khi Vũ Hoàng Cổ Đế hạ xuống, vậy Diệp Thần cơ hồ là hẳn phải chết, liền Nhâm Phi Phàm cũng không gánh nổi hắn. Thậm chí, cho dù là Nhâm Phi Phàm, đối mặt Vũ Hoàng Cổ Đế, chỉ sợ cũng muốn thua. Dẫu sao, Vũ Hoàng Cổ Đế là thái thượng thế giới người mạnh nhất, đời này võ đạo nhất đỉnh cấp, có khả năng nhất đột phá thực tế, tiếp xúc tới không không tồn tại. Còn như cái thứ ba mục tiêu, đó chính là chu diệt Nhâm Phi Phàm, đây là Vũ Hoàng Cổ Đế cùng Thiên Lý giao dịch. Hiện tại ở Vũ Hoàng Cổ Đế uy áp hạ, Nhâm Phi Phàm cũng phải cẩn thận một chút, cũng không có ở đại thế giới cùng Diệp Thần gặp nhau, mà là để cho Diệp Thần tiến vào hắn thế giới nhỏ bên trong. Diệp Thần thấy Nhâm Phi Phàm như thế ngưng trọng hình dáng, vậy cảm thấy lần này nguy cơ nghiêm trọng, chỉ hy vọng Nhâm Phi Phàm có phương pháp phá giải. Nhâm Phi Phàm nhưng là lắc đầu một cái, nói, Vũ Hoàng Cổ Đế tự tay bố trí, không như vậy dễ dàng phá giải, bất quá, chí ít chúng ta có thời gian trong 3 năm. Diệp Thần nói, 3 năm. Nhâm Phi Phàm nói, đúng vậy, cửu đỉnh đại trận muốn bày thành công, làm 81 đạo vạn khư ý chí, toàn bộ hạ xuống, chí ít cần 3 năm thời gian. Diệp Thần nói cách khác, 3 năm sau đó, Vũ Hoàng Cổ Đế đại công cáo thành, hắn liền muốn đích thân hạ xuống, trấn áp hết thảy. Nhâm Phi Phàm nói, nếu như chúng ta không cách nào phá trận mà nói, vậy kết cục đúng là như vậy, một khi Vũ Hoàng Cổ Đế đích thân tới, đúng là địa tâm vực ngày tận thế, cũng là ta ngươi ngày tận thế. Diệp Thần tim mãnh liệt nhảy lên, nói, không được, vậy chúng ta phải ngăn cản. Cái này trong 3 năm, vô luận như thế nào, đều phải phá giải vậy cửu đỉnh đại trận, tuyệt không thể để cho trận pháp kết thành. Hiện tại cửu đỉnh đại trận, đã có một đỉnh hạ xuống, mà trong 3 năm, cửu đỉnh toàn bộ hạ xuống, trấn áp địa tâm vực chín phương. Đến lúc đó, ở cửu đỉnh trấn thiên khí tượng hạ, Vũ Hoàng Cổ Đế đem từ thái thượng thế giới rơi xuống, toàn bộ địa tâm vực đều phải táng diệt ở trong tay hắn, mà Diệp Thần cùng Nhâm Phi Phàm, chỉ sợ cũng khó thoát một kiếp. Diệp Thần thật sâu cảm thấy áp lực, bây giờ muốn sẽ đối kháng, chỉ có hiểu trận tự quyết. Nếu như có thể lĩnh ngộ trận tự quyết bí pháp, có lẽ có thể tìm được phá giải cửu đỉnh đại trận biện pháp. Nhâm Phi Phàm nói, phá giải cửu đỉnh đại trận, đúng là cần dựa vào trận tự quyết, bất quá hiện tại, ngươi cùng ta đi một chuyến, ta mang ngươi đi một chỗ. Diệp Thần nói, đi nơi nào? Nhâm Phi Phàm nói, ngươi cùng ta tới thì biết, muốn phá giải vạn khư ý chí, ngươi phải biết những cái kia ý chí, ngọn nguồn ra từ nơi nào. Vừa nói, Nhâm Phi Phàm ngự gió bay lên, đi huyết nguyệt thế giới chỗ sâu bay đi. Diệp Thần trong lòng tò mò, liền đi theo bay đi. Hai người ngự gió bay vút, rất nhanh đi tới huyết nguyệt thế giới bên bờ, nơi này lại có một cái không gian đường hầm. Nhâm Phi Phàm mang Diệp Thần, đạp nhập không gian đường hầm bên trong. Hai người một đường đi tới trước, càng tiến về phía trước, Diệp Thần càng cảm thấy một hồi quen thuộc hơi thở. Đó là thiên nhân vực hơi thở. Nhâm tiền bối, cái này không gian đường hầm, đi thông thiên nhân vực. Ngươi muốn mang ta hồi thiên nhân vực. Diệp Thần vô cùng giật mình, hỏi. Nhâm Phi Phàm gật đầu một cái, nói, không sai, ta muốn mang ngươi đi địa phương, ngay tại thiên nhân vực, chỗ đó kêu, Khư Uyên, là vạn khư chân truyền bảo địa. Diệp Thần kinh nghi bất định, nói, Khư Uyên,
chân truyền bảo địa lại là ý gì? Nhâm Phi Phàm nói, chân truyền bảo địa, chính là Vãn Khư đào tạo đệ tử chân truyền địa phương, người nhanh lên một chút cùng ta đi qua đi. Vừa nói tăng nhanh tốc độ phi hành. Diệp Thần trong lòng lại là tò mò, liền vội vàng đi theo đi lên. Nhâm Phi Phàm nói, lần này Vũ Hoàng Cổ Đế bố trí, cướp lấy tinh không cổ đạo, hắn cùng thiên lý giao dịch, làm được thiên địa khí voi kịch biến, địa tâm vực cùng thiên nhân vực, nhân quả khép kín đã không có như vậy nghiêm trọng, vậy thật may như vậy, nếu không ta muốn mang ngươi đi chỗ đó Khư Uyên, sợ rằng còn phải hao phí một phen trắc trở. Ngay lúc nói chuyện, Nhâm Phi Phàm đã bay đến không gian đường hầm cuối, phía trước có ánh sáng hiện lên. Hắn mang Diệp Thần, từ lối ra bay ra ngoài. Diệp Thần trước mắt ánh mặt trời lóng lánh, hắn hơi hơi hí mắt, ngưng thần vừa thấy, nhưng phát hiện mình đã ra địa tâm vực, trở lại thiên nhân vực bên trong. Chúng ta trở lại thiên nhân vực. Diệp Thần ngẩn người, cẩn thận cảm ứng dưới, quả nhiên phát hiện thiên nhân vực cùng địa tâm vực, nhân quả khép kín không có trước kia như vậy nghiêm trọng, lấy Nhâm Phi Phàm thực lực, có thể làm được dễ dàng tự do chạy đi chạy lại. Loại biến hóa này, dĩ nhiên là bởi vì Vũ Hoàng Cổ Đế bố trí, cùng thiên lý giao dịch, cửu đỉnh đại trận bố trí, cũng đưa đến thiên địa khí voi thay đổi. Hiện tại Diệp Thần muốn trở về nói, cũng không cần đi tinh không cổ đạo, có thể phong tỏa phong ra tổ địa vị trí, hoặc là huyết yêu sơn mạch vị trí, trực tiếp biến dạng hư không trở về. Nhìn thiên nhân vực sơn thủy phong cảnh, Diệp Thần nhớ lại Kỳ Tư Thanh, tâm thần hơi rung động. Hắn cùng Kỳ Tư Thanh, còn có nối lại tiền duyên ước định. Đi thôi, chúng ta đi Khư Uyên xem. Nhâm Phi Phàm hướng Diệp Thần ngoắc tay, ngự gió đi trên trời bay đi. Diệp Thần gật đầu một cái, cũng biết bây giờ không phải là suy nghĩ lung tung thời điểm, đi theo lên. Nhâm Phi Phàm biến dạng hư không, mang Diệp Thần lên đường. Rào. Chỉ chốc lát sau đó, hai người từ hư không bên trong kẽ hở đi ra, nhưng đi tới một cái tiên cảnh vậy thế giới. Diệp Thần híp mắt, nhưng gặp thế giới trước mắt, sơn thủy liên miên, giang sóng sóng trào, đan ven núi quái thạch, núi cao chót vót kỳ phong, giao cỏ kỳ hoa phân bố, thanh tùng thúy bách dày đặc, có thải phượng gà cảnh kêu to, kỳ lân độc nằm, thọ lộc tiên hồ chạy trong đó, gặp người không sợ hãi, khói dáng tiên sương mù tràn ngập, giống như tiên nhân bức họa, khá là lộng lẫy. Nơi này chính là Vạn Khư chân truyền bảo địa sao? Không nghĩ tới vực ngoại lại có loại địa phương này. Diệp Thần rất là kinh ngạc, chỉ cảm thấy cái này phía Khư Uyên, cất giấu địa mạch linh khí, đặc biệt đậm đà, nếu như ở chỗ này tu luyện, có thể tạo được chuyện đỡ tốn nửa công sức hiệu quả. Nhâm Phi Phàm nói, cái này phiến Khư Uyên, nhưng thật ra là Linh Khư Thiên Châu biến thành. Diệp Thần nói, Linh Khư Thiên Châu. Nhâm Phi Phàm nói, ừ, Linh Khư Thiên Châu, chính là 33 thiên thái thượng thần khí, thập đại thiên châu một trong, đã từng là Vạn Khư độc môn pháp bảo. Vậy Linh Khư Thiên Châu, từ mang đại khí vận, có thể mở ra thế giới, tạo hóa sinh linh. Vạn Khư lấy Linh Khư Thiên Châu làm căn cơ, chế tạo ra liền Khư Uyên, dùng để đào tạo đệ tử chân truyền. Diệp Thần cả kinh nói, vậy Linh Khư Thiên Châu, vì sao sẽ xuất hiện ở vực ngoại? Nhâm Phi Phàm nói, là bị ta đánh rớt. Diệp Thần lại là kinh ngạc, nói, Nhâm tiền bối, người nói gì sao? Nhâm Phi Phàm nói, đó là rất lâu chuyện lúc trước, năm đó thập đại lão tổ phi thăng, Vũ Hoàng Cổ Đế đầu tiên thành lập Vạn Khư thần điện. Cùng cựu Nhật chi chủ tranh bá 5 tháng kéo dài rất lâu, hai bên ngươi chết ta sống, chém giết vô cùng là thảm thiết. Vũ Hoàng Cổ Đế lợi dụng Linh Khư Thiên Châu, cuồn cuộn không ngừng chế tạo ra từng cái cường giả, cuối cùng giành được nghiệp bá. Ta đản sanh vu tranh bá thời đại thời kỳ cuối, ra đời lúc có chân long ngậm bảo, phượng hoàng ré dài, điềm lành tràn ngập ngàn vạn dặm, khí tượng cực lớn, ở ta mới vừa sanh ra thời điểm, Vũ Hoàng Cổ Đế liền cảm thấy ta là uy hiếp. Muốn diệt trừ ta. Chỉ là ta từ nhỏ khiêm tốn, ẩn nhẫn không phát, Vũ Hoàng Cổ Đế từ đầu đến cuối không mượn được cớ giết ta. Sau đó ta tu luyện thành công, chém ra 97, Vũ Hoàng Cổ Đế cảm thấy ta thiên phú quá ngoại hạng, chuẩn bị không tiếc bất cứ giá nào, coi như không mượn được cớ, cũng phải trước đem ta giết chết. Diệp Thần rung động nói, chém ra 97, Nhâm tiền bối, người năm đó đột phá trăm gia cảnh, chém ra số lượng. Đạt tới 97 đạo. Nhâm Phi Phàm nói, đúng vậy. Diệp Thần trợn mắt hốc mồm, nói chém ra 97, thiên phú này cũng quá ngoại hạng chứ. Coi như là Vũ Hoàng Cổ Đế, hắn chém ra số lượng,
cũng chỉ có 93 đạo à. Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên, lại là chỉ có 81 đạo mà thôi. Nhâm Phi Phàm nhướng mày một cái, nói, đừng cầm vận mệnh tâm ma cùng ta so sánh, bọn họ còn chưa xứng. Diệp Thần nói, xin lỗi. Nhâm Phi Phàm cười nói, ta chém ra số lượng, mặc dù đạt tới 97 nói, nhưng cuối cùng không phải nhất đỉnh cấp, tột cùng nhất cảnh giới, là chém ra 100 nói, tất cả võ đạo gông xiềng, toàn bộ chảm phá, có thể thả ra cường đại nhất tiềm lực. Diệp Thần nói, cái này thế gian, thật có người có thể chăm ra chém hết sao? Nhâm Phi Phàm nói, có, người nọ chính là ngươi. Diệp Thần ngạc nhiên, chỉ mình nói ta. Nhâm Phi Phàm nói, đúng vậy, ngươi luân hồi huyết mạch, đại biểu chư thiên cao nhất thiên phú, ta phỏng đoán ngươi là vạn cổ tới nay, duy nhất một, có thể đạt thành chăm ra chém hết thành tựu người. Diệp Thần cười khổ một tí, nói, nơi nào có như thế dễ dàng, liền ngươi cũng không thể làm được chăm ra chém hết, ta như thế nào có thể làm được. Nhâm Phi Phàm cười nói, ta tin tưởng ngươi thiên phú. Diệp Thần lắc đầu một cái, nói, không nói cái này, bây giờ ta, khoảng cách chăm gia cảnh còn quá xa xôi. Dừng một chút, đổi chuyện nói, đúng rồi, vậy sau đó thì sao? Vũ Hoàng Cổ Đế muốn giết ngươi, sau đó chuyện gì xảy ra? Nhâm Phi Phàm ánh mắt nhìn về phương xa, trong mắt híp lại, tựa hồ đang nhớ lại cổ xưa câu chuyện, nói, sau đó, ta tự nhiên không muốn bó tay chờ chết. Lặng lẽ rời đi thái thượng thế giới. Ở trước khi rời đi, ta bước vào Khư Uyên, giết sạch bên trong tất cả người, bao gồm chấn thủ người cùng vạn khư tương lai đệ tử chân truyền, còn đem cái thế giới này đánh rớt, coi như là cho Vũ Hoàng Cổ Đế một cái dạy bảo, hắn muốn xé rách ra mặt, ta tự nhiên không nhúng tay mềm. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, nhưng gặp Nhâm Phi Phàm trong mắt lãnh đạm bình tĩnh, tựa như ngày xưa ác liệt sát phạt, chỉ là của người khác câu chuyện vậy. Đi thôi, đi xuống xem. Nhâm Phi Phàm hướng Diệp Thần ngoắc tay, mang hắn hạ xuống Khư Uyên bên trong. Cái này phiến Khư Uyên, là Linh Khư Thiên Châu biến thành, đã từng vạn Khư Thần Điện đào tạo đệ tử chân truyền địa phương, sau đó bị Nhâm Phi Phàm đánh rớt. Diệp Thần tò mò quan sát bốn phương, cũng không gặp có người, nhưng có thể loáng thoáng bắt được vạn Khư còn sót lại khí vận năng lượng, chỉ là quá mức mỏng manh, khó mà cảm ứng rõ ràng. Nhâm Phi Phàm nói, Vũ Hoàng Cổ Đế bố trí cửu đỉnh đại trận, chuẩn bị để cho 81 đạo vạn khư ý chí hạ xuống, những cái kia vạn khư cường giả ý chí, phần lớn ở Khư Uyên bên trong thai nghén ra, người có thể ở chỗ này cảm ngộ, nếu là có thể trấn áp những cái kia ý chí khí vận ngọn nguồn, cái này của cờ ngươi rất có thể thắng được. Diệp Thần trong lòng động một cái, nếu như Nhâm Phi Phàm là nói thật, như vậy Khư Uyên giá trị, tuyệt đối là không phải chuyện đùa. Bởi vì Khư Uyên là đào tạo vạn khư chân truyền cường giả địa phương, là những cái kia chân truyền cường giả khí vận ngọn nguồn. Lần này cửu đỉnh đại trận, vạn khư phủ xuống cường giả ý chí, vô cùng mạnh mẽ, nếu như Diệp Thần có thể trấn áp những cường giả kia khí vận ngọn nguồn, liền có thể áp chế bọn họ, chiếm đoạt tiên cơ. Đơn giản mà nói, chính là áp chế Khư Uyên, liền có thể áp chế vạn khư ý chí. Diệp Thần nói, Nhâm tiền bối, lấy ngươi thực lực, muốn áp chế vạn khư ý chí. Há chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Vì sao còn cần ta? Nhâm Phi Phàm lắc đầu một cái, nói cái này thế gian, có người có thể bị giết chết, nhưng sẽ không bị trấn áp, bởi vì ý chí của bọn họ quá mạnh mẽ, võ đạo tín niệm kiên định, năm đó ta tắm máu Khư Uyên thế giới thời điểm, không có một người khuất phục, người người đều là chiến đấu đến cuối cùng. Vạn khư đệ tử chân truyền, người người đều là tàn bạo hiếu chiến, dũng mãnh cương liệt hạng người, không có ngoắc đuôi xin xỏ đồ. Ngươi thân cái luân hồi huyết mạch, uy áp cực lớn, cái này thế gian chỉ có ngươi ra tay, mới có thể chế trụ vạn khư ý chí. Diệp Thần nhướng mày một cái, nói, Nhâm tiền bối, vậy ta phải làm sao, mới có thể áp chế vạn khư ý chí, thành công phá cuộc. Nhâm Phi Phàm nói, ở nơi này thử nghiệm một tí, xem có thể hay không tìm được linh khư đạo thạch. Diệp Thần nói, linh khư đạo thạch. Nhâm Phi Phàm nói, ừ, linh khư đạo thạch. Là chế tạo Linh Khư Thiên Châu vật liệu, cũng là Linh Khư Thiên Châu hạch tâm, nắm trong tay Linh Khư Đạo Thạch, tương đương với nắm trong tay Linh Khư Thiên Châu. Đừng quên, cái này phiến Khư Uyên tiên cảnh, chính là Linh Khư Thiên Châu biến thành, Linh Khư Đạo Thạch là địa mạch nhất hạch tâm, vậy là khí vận ngọn nguồn hạch tâm. Ta luôn muốn tìm Linh Khư Đạo Thạch, thế nhưng đá tựa hồ sản sinh ra linh trí, từ đầu đến cuối ẩn núp ta tìm mấy chục ngàn năm,
từ đầu đến cuối không tìm được. Ngươi có thể thử nghiệm tìm, nếu như có thể tìm được linh khư đạo thạch, ngươi thì có áp chế vạn khư ý chí, hơn nữa phá cuộc tư cách. Diệp thần nói, tiền bối, liền ngươi cũng không tìm được, ta như thế nào có thể tìm được. Nhâm Phi Phàm cười nói, ta tin tưởng ngươi khí vận, ở nơi này thử nghiệm tìm đi, ta chờ ngươi tin tức tốt. Nói xong, Nhâm Phi Phàm hóa thành một hồi gió mát, trực tiếp rời đi. Tiền bối. Diệp thần tiến lên trước một bước, ngẩn ngơ, lại không nghĩ rằng Nhâm Phi Phàm trực tiếp đi. Hắn chau mày xuống, hiện tại vạn khư nguy cơ nghiêm trọng, bên trong 3 năm, cửu đỉnh đại trận thì phải hoàn toàn bày thành công, mà muốn phá trận, đối kháng vạn khư ý chí, một là muốn dựa vào trận tự quyết, hai là phải tìm được linh khư đạo thạch, nắm trong tay linh khư thiên châu, từ đó áp chế vạn khư ý chí khí vận. Thế nhưng linh khư đạo thạch, liền Nhâm Phi Phàm cũng không tìm được, Diệp thần thì như thế nào có thể tìm được. Thôi, ở nơi này tìm một chút đi. Diệp thần không biết làm sao, liền ở khư uyên tiên cảnh bên trong, tràn đầy không mục đích, khắp nơi tìm, hy vọng có thể tìm được linh khư đạo thạch. Chỉ là cái này khư uyên tiên cảnh bên trong, không một bóng người, chỉ có tùng bách rừng rậm, tiên hồ thú vật, cũng không gặp có cái gì khác thường. Như vậy mờ mịt tìm 3 ngày, cơ hồ đem toàn bộ khư uyên tiên cảnh lật lần, nhưng cũng không phát hiện gì. Hắn có thể mơ hồ cảm giác được, nơi này đích xác là cất giấu một đạo khí tức thần bí, nhưng đối phương theo nhờ địa mạch, che giấu ở thân hình, thậm chí tránh thoát Nhâm Phi Phàm tai mắt, hắn thì như thế nào có thể tìm được. Đã 3 ngày, còn không tìm được, vậy linh khư đạo thạch, rốt cuộc ở nơi nào? Diệp thần chau mày, hắn thời gian không hề nhiều, cùng địa tâm miếu ước định, lập tức tới ngay, hắn còn muốn đi địa tâm miếu một chuyến, không thể ở chỗ này thời gian dài lưu lại. Đang suy nghĩ tới giữa, chợt gặp bầu trời phương xa, có ánh sáng màu đỏ thẫm bung ra, vậy hồng quang thần hy lóa mắt, ánh người mắt, một đầu chu tước ngửa mặt lên trời dài đề, phá không tới. Lệ! Hồng mang qua lại gian, vậy chu tước bay đến Diệp thần trước mặt, rơi xuống đất hóa thành một cô gái. Cô gái kia chính là Kỳ Tư Thanh. Tư Thanh, là ngươi. Diệp thần thấy Kỳ Tư Thanh hạ xuống, nhưng là thất kinh. Thời khắc này Kỳ Tư Thanh, đỉnh đầu lơ lửng một hạt châu, hồng mang bắn tán loạn, chính là võ thần Thiên Châu. Nàng võ thần Thiên Châu sau khi thức tỉnh, tu luyện nhiều ngày, kiếp trước nữ võ thần huyết mạch, đã hoàn toàn khôi phục được đỉnh cấp. Trước mắt Kỳ Tư Thanh tu vi, là nửa bước trăm gia cảnh, sắp chém ra đột phá. Nữ võ thần huyết mạch cháy hạ, nàng cả người che lấp một tầng màu đỏ thấm chiến giáp xít sao bao lấy nàng đầy đặn dáng vẻ, buộc vòng quanh gần như đường cong hoàn mỹ, áo giáp trên còn điêu khắc chu tước đổ đằng, khá là lộng lẫy. Diệp thần, người trở về thiên nhân vực, làm sao không tìm ta? Kỳ Tư Thanh nhìn Diệp thần, hơi có chút cáu giận chất vấn, trên mình chiến giáp hóa thành hồng quang cởi ra, hiện ra cả người quần dài quần áo trang sức, bám váy ở trong gió phiêu dơ. Sau lưng là khư uyên tiên cảnh vân vụ sơn đỉnh, người đẹp phong cảnh, dung như vậy một thể, cho dù là cáu giận tư thái, cũng gọi người cảnh đẹp ý vui. Lúc đầu Diệp thần trở lại thiên nhân vực sau đó, Kỳ Tư Thanh bắt được hắn hơi thở, cho nên tự mình hạ xuống. Diệp thần ngẩn người, bất đắc dĩ nói, ta có chuyện rất trọng yếu phải xử lý, vốn là dự định xử lý xong, lại đi Huyễn Trần Phong tìm ngươi, ừ. Nối lại tiền duyên. Trước đây Kỳ Tư Thanh ở Huyễn Trần Phong bên trong, thay Kỳ Lâm hộ pháp. Nếu như không ngoài ý muốn gì, lúc này Kỳ Lâm đã luyện hóa Tiên Phù Thiên Thư, cùng Vân Đính Thiên Thư dung hợp, Mưa Gió Vô Tướng 4 cuốn cao nhất thiên thư, nàng đạt được 2 cuốn, tu vi nhất định thật to lột xác. Kỳ Tư Thanh nghe được nối lại tiền duyên 4 chữ, gò má hơi đỏ lên, răng cắn môi đỏ mọng một cái, nói, ngươi còn nhớ nối lại tiền duyên, vậy ngươi làm sao không lập tức đến tìm ta? Vạn khư nguy cơ hạ xuống, ta cần phải nghĩ biện pháp đối kháng. Diệp thần lấy lại bình tĩnh, đem Vũ Hoàng Cổ Đế tự mình ra tay, ở địa tâm vực bày trận, cửu đỉnh chấn thiên nguy cơ buông xuống, hắn muốn phá trận, Nhâm Phi Phàm mang hắn tới khư uyên tiên cảnh, tìm linh khư đạo thạch vân. Vân sự việc, cũng cùng nhau nói rõ ràng. Kỳ Tư Thanh sau khi nghe xong, nhất thời kinh hãi, nói, vạn khư lão tổ muốn đích thân ra tay sao? Hắn nếu là hạ xuống, ai có thể đỡ nổi hắn? Diệp thần nói, đúng là như vậy, cho nên, chúng ta phải ở trong 3 năm, phá hỏng cửu đỉnh đại trận bố trí, nếu như không phá hết mà nói, làm cửu đỉnh chấn thiên ngày,
chính là Vũ Hoàng Cổ Đế hạ xuống lúc đó, đó đúng là chư thiên vạn giới ngày tận thế. Kỷ Tư Thanh mặt đẹp hiện lên vẻ ngưng trọng, lại không nghĩ rằng vạn khư nguy cơ, nhanh như vậy liền hạ xuống. Không nghi ngờ chút nào, hiện tại Diệp Thần áp lực, đặc biệt to lớn. So với Tư Tình Nhi Nữ, rõ ràng cho thấy chánh sự muốn chặt. Kỷ Tư Thanh biết chân tướng, tự nhiên sẽ không trách trách Diệp Thần, nhẹ nhàng cầm hắn tay, nói, người muốn tìm Linh Khư Đạo Thạch, vậy ta và ngươi cùng nhau tìm. Được. Diệp Thần tâm thần hơi rung động, liền cùng Kỷ Tư Thanh sóng vai tiến về phía trước, hai người ở Khư Uyên Tiên Cảnh bên trong tìm bốn phía, hy vọng có thể tìm được Linh Khư Đạo Thạch tung tích. Chỉ là vậy Linh Khư Đạo Thạch, sản sinh ra trí khôn, đã sớm ẩn nặc, hai người tìm cả ngày, vậy không việc gì thu hoạch. Đến màn đêm buông xuống, hai người vẫn là không thu hoạch được gì, ở một cây đại thụ hạ nghỉ ngơi. Vậy Linh Khư Đạo Thạch quá mức xảo quyệt, muốn tìm được nó, chỉ sợ khó hơn lên trời. Diệp Thần có chút không biết làm sao, hắn có thể khẳng định, Linh Khư Đạo Thạch ngay tại Khư Uyên Tiên Cảnh bên trong, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không tìm được. Cho dù là Nhâm Phi Phàm, hao tốn mấy chục ngàn năm, vậy không có tìm được, có thể gặp vậy Linh Khư Đạo Thạch ẩn núp sâu. Kỷ Tư Thanh ôn thanh nói, không có sao, từ từ tìm đi, tổng sẽ tìm được. Diệp Thần lắc đầu một cái, nói chỉ có 3 năm thời gian ngắn như vậy, cửu đỉnh đại trận thì phải bày thành công, muốn ở trong 3 năm tìm được vậy Linh Khư Đạo Thạch, nơi nào có như thế dễ dàng. Kỷ Tư Thanh hàm răng cắn chặt môi đỏ mọng, mắt đẹp lóe lên một tí, trong lòng tựa hồ vùng vẫy chút gì, sau đó đột nhiên ôm Diệp Thần cổ, ở môi hắn trên hôn một tí. Diệp Thần cả người như giống như điện giật, kịch liệt chấn động một cái, trợn mắt hốc mồm nhìn Kỷ Tư Thanh, ừ. Kỷ Tư Thanh gò má một đỏ, cắn răng nói, đem ngươi luân hồi huyết mạch, giao phó cho ta, ngươi ta huyết mạch hòa vào nhau, ta có thể đột phá, ngươi cũng có tăng thêm, đến lúc đó, chúng ta tìm lại vậy Linh Khư Đạo Thạch, liền dễ dàng rất nhiều. Kiếp trước Kỷ Tư Thanh, là nữ võ thần Khúc Trầm Yên, chọn đời hầu hạ ở Diệp Thần cỡ đó, hai người nhân quả dây dưa cực sâu, nếu quả thật huyết mạch xung hợp, âm dương song tu, nhật nguyệt bổ sung, đối với hai người mà nói. Đều có cực lớn chỗ tốt. Hơn nữa, cái này nhất thế, hai người cộng kinh sống chết, cảm tình cực sâu, khắc cốt quyến luyến, còn kém một tầng cửa sổ giấy không có thọt phá. Diệp Thần hít sâu một hơi, nhẹ nhàng ôm Kỷ Tư Thanh eo thon chi, tầng này cửa sổ giấy, là thời điểm thọt phá. Tư Thanh, người quyết định xong sao? Diệp Thần ánh mắt lấp lánh nhìn Kỷ Tư Thanh, ánh mắt vô cùng nóng rực. Kỷ Tư Thanh gò má đỏ ửng say lòng người. Hô hấp có chút gấp rút, nói quyết định xong. Diệp Thần nói, ngươi không hối hận. Kỷ Tư Thanh nói, không hối hận. Diệp Thần nuốt nước miếng một cái, nói tốt lắm, ta tới. Ở lòng hắn bên trong, Kỷ Tư Thanh vẫn là nữ thần vậy tồn tại, hiện tại rốt cuộc có thể một thân dung nhan, hắn nhất thời có dũng khí ảo mộng vậy cảm giác, không dám tin tưởng. Kỷ Tư Thanh cắn răng, nói, ngươi làm sao la lý giải dòng. Muốn tới thì tới. Ta lại sẽ không ăn ngươi ngươi. Nói xong, Kỷ Tư Thanh chủ động đứng dậy, xoay mình đem Diệp Thần đè ở dưới người, hai tay cùng Diệp Thần 10 ngón tay tương khấu, mắt đẹp sáng quắc nhìn hắn. Hai người cơ hồ là không khoảng cách tiếp xúc, lỗ mũi đụng lỗ mũi, môi đụng môi. Diệp Thần có thể ngửi được Kỷ Tư Thanh trên mình từng cơn thơm dịu, cũng cảm nhận được thiếu nữ thân thể mềm mại cùng ấm áp, tâm thần nhất thời say mê. Kỷ Tư Thanh vung tay lên. Bốn phía lá cây theo gió tới, còn quấn hai người, hình thành một quả cầu, đem hai người bọc lại. Mà ở lá cây này quả cầu bên trong, nhưng dần dần truyền ra tất tất tốt tốt cởi quần áo tiếng, sau đó là từng trận vui vẻ mỹ mi âm, liền bầu trời mặt trăng tựa hồ vậy xấu hổ, ẩn núp vào đám mây tới giữa. Cuối cùng này một tầng cửa sổ giấy, rốt cục thì bị Diệp Thần thọt phá. Sáng sớm hôm sau, ở sáng sớm giữa gió lạnh cùng trong sương mù, Diệp Thần cùng Kỷ Tư Thanh, từ vui vẻ mộng đẹp bên trong tỉnh lại. Hai người nhìn nhau, không kềm hãm được, lại si quấn một hồi. Sau nửa giờ, hai người lại lưu luyến không thôi tách ra. Diệp Thần khẽ vuốt ve Kỷ Tư Thanh tóc, nói, người hiện tại cảm giác như thế nào? Kỷ Tư Thanh lúc này da thịt đỏ thắm, khí sắc đặc biệt tốt, nói ta đạt được ngươi luân hồi huyết mạch bồi bổ, phỏng đoán sắp đột phá trăm gia cảnh, người đâu? Nàng cùng Diệp Thần nhân quả dây dưa cực sâu. Kiếp trước kiếp này quyến luyến không ngừng, cho nên nàng đạt được luân hồi huyết mạch sau đó, luyện hóa hấp thu muốn so với Ngụy Dĩnh đơn giản rất nhiều,
phỏng đoán mấy ngày nữa thời gian, là được hoàn toàn viên mãn, mượn luân hồi huyết mạch lực lượng, đột phá đến trăm gia cảnh. Diệp thần nói, ta cùng ngươi âm dương hòa vào nhau, tu vi vậy tinh tiến không thiếu. Lúc này Diệp thần tu vi, đạt tới còn chân cảnh 5 tầng thiên điểm giới hạn, chỉ thiếu chút xíu nữa, liền có thể đột phá, tấn thăng tới 6 tầng thiên. Kỷ Tư Thanh vui vẻ nói, vậy thì tốt quá, chúng ta nếm thử nữa tìm linh khư đạo thạch. Vừa nói mặc vào quần áo. Diệp thần gật đầu một cái, vậy mặc xong quần áo, chuẩn bị lần nữa tìm. Hu hu hu. Mà ngay tại lúc này, chân trời bỗng nhiên có một món khói độc trào đáng, vậy khói độc phá không tới, tốc độ cực nhanh, khí thế vô cùng là hung hãn. Diệp thần ánh mắt trầm xuống, ngưng thần phòng bị, nhưng chợt, nhưng từ vậy khói độc bên trong, bắt được một món quen thuộc hơi thở. Là Kỷ Lâm hơi thở. Kỷ Lâm vậy bé gái tới. Diệp thần hơi kinh hãi, vậy khói độc hạ xuống, thu liễm thành hình người, nhưng là một cái xinh đẹp đáng yêu thiếu nữ, chính là Kỷ Lâm. Lúc này Kỷ Lâm tu vi hơi thở, đạt tới quá chân cảnh hậu kỳ, so với trước kia, rất nhiều tiến bộ. Hiển nhiên, luyện hóa Vân Đính Thiên Thư cùng Tiên Phù Thiên Thư, nàng thu được ích lợi to lớn. Mà ở hai cuốn Thiên Thư bồi bổ hạ, lúc này Kỷ Lâm, thân thể trưởng thành rất nhiều, đã sơ cái thiếu nữ thanh sắc quy mô, ở sáng sớm ánh mặt trời chiếu rọi xuống, da thịt vinh như thu cúc, đúng dịp cười tươi như vậy, mắt đẹp lưu phán, đừng cái một phen ý vị. Nha, lá ép, không đúng, Diệp thần ca ca, người quả nhiên trở về, thật lâu không gặp à. Kỷ Lâm thấy Diệp thần, nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ, chạy tiến lên, kéo Diệp thần cánh tay, đung đưa trái phải trước, mặt đầy vui mừng. Kỷ Tư Thanh mới vừa cùng Diệp thần mai nở hai lần, hiện tại vẫn cứ có say lòng người vẻ, thấy Kỷ Lâm tới, gò má ửng đỏ, tựa hồ có chút chột dạ, nói, Kỷ Lâm, ngươi như thế tới. Kỷ Lâm nhìn một chút Diệp thần. Lại nhìn vọng Kỷ Tư Thanh, trong ánh mắt lộ ra vẻ hồ nghi, luôn cảm giác bầu không khí là lạ, hai người tựa hồ có gì không đúng sức lực. Nhưng nàng tuổi tác còn nhỏ, đối với chuyện nam nữ tỉnh tỉnh mê mê, tuy phát hiện không đúng, nhưng cũng không biết chuyện gì xảy ra, nói, tỷ tỷ, người nói Diệp thần ca ca trở về, người muốn đi ra ngoài tìm hắn, ta cũng rất là nhớ mong hắn, liền vậy đi ra tìm ngươi, các ngươi quả nhiên ở chỗ này. Kỷ Tư Thanh nói, ta nói hết rồi ngươi không cần theo tới, ta chậm một chút sẽ trở về tìm ngươi. Kỷ Lâm hì hì cười một tiếng, nói ta không kịp đợi. Nhìn khắp bốn phía, gặp cái này phiến Khư Uyên tiên cảnh, khắp nơi khói dáng sương mù dày đặc, giống như nhân gian thánh cảnh vậy, nhất thời tò mò hỏi, nơi này là địa phương nào, các ngươi ở chỗ này du sơn ngoạn thủy sao? Diệp thần trong lòng động một cái, nói Kỷ Lâm, ngươi tới đúng dịp, chúng ta tìm một kiểu đồ. Người cũng tới hỗ trợ đi. Kỷ Lâm nắm trong tay Vân Đính Thiên Thư, mà Vân Đính Thiên Thư có thể diễn hóa Vân Đính dịch bàn cờ, suy diễn vạn giới nhân quả, đối với tìm linh khư đạo thạch cũng có cực lớn tác dụng. Vì vậy, Diệp Thần liền đem linh khư đạo thạch sự việc đơn giản hướng Kỷ Lâm nói một lần. Kỷ Lâm kinh nghi bất định, nói, lúc đầu chỗ này là linh khư thiên châu diễn hóa thành sao? Vậy linh khư thiên châu cùng tỷ tỷ ta võ thần thiên châu so sánh, cái nào lợi hại? Diệp thần nói, thập đại thiên châu, đều là giống nhau lợi hại, không có chia cao thấp, chỉ xem người sử dụng thực lực, người sử dụng tu vi càng mạnh, liền càng có thể phát huy thiên châu uy lực. Kỷ Lâm bĩu môi nói, được rồi, vậy thập đại thiên châu là thái thượng thần khí, uy lực chắc hẳn rất là lợi hại, đáng tiếc ta không có. Diệp thần cười nói, người có hai cuốn cao nhất thiên thư, đã là không được tạo hóa, không thể so với thái thượng thần khí kém đi nơi nào. Kỷ Tư Thanh nói, tốt lắm, nhanh lên một chút tìm đi, thời gian không nhiều lắm. Nàng biết Diệp thần cùng địa tâm miếu ước chừng, hiện tại thời gian cấp bách, tốt nhất là có thể ở ước định trước, tìm được linh khư đạo thạch. Như vậy thứ nhất, Diệp thần sau này cũng không cần qua lại bôn ba. Diệp thần gật đầu một cái, lúc này sử dụng nguyện vọng thiên tinh. Kỷ Lâm bàn tay vung lên, khẽ quát một tiếng, Vân Đính bàn cờ, lên. Một tấm bàn cờ to lớn, ở chân trời nổi lên. Vậy trên bàn cờ, khắc từng đạo cổ xưa phù văn, tràn ngập tiên khí. Đó là Tiên Phù Thiên Thư phù văn. Thời khắc này Kỷ Lâm, hai cuốn thiên thư hoàn mỹ dung hợp, thần thông ở quá chân cảnh trong phạm vi, đã coi như là đạt tới đỉnh cao, chỉ cần lại cho nàng một chút thời gian, nàng sớm muộn có thể chém ra đột phá. Diệp thần cười nói, Kỷ Lâm, ngươi tu vi không tệ.
Kỷ Lâm cười nói, hi hi, đều là may mà Diệp Thần ca ca chiếu cố. Lập tức thúc giục linh khí, vậy vân đính bàn cờ tiên khí bung ra, lộ vẻ được vô cùng lộng lẫy. Mà Diệp Thần nguyện vọng thiên tinh, liền trôi lơ lửng ở trên bàn cờ. Bàn cờ chịu đựng tinh thần, trôi lơ lửng ở trên trời, bức họa này mặt, vô cùng nguy nga. Như vậy, chúng ta bắt đầu tìm linh khư đạo thạch đi. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, thúc giục nguyện vọng thiên tinh, quát lên, ta cầu nguyện, nhân quả thấy rõ, thông thiên triệt địa. Rào. Cái này cầu nguyện tiếng vừa rơi xuống, nguyện vọng thiên tinh nhất thời tóe ra một đạo nóng rực ánh sáng, lay động vặn vẹo một hồi, sau đó đột nhiên phong tỏa một phương hướng, bắn thẳng đến đi. Ở bên kia, Diệp Thần lập tức dọc theo nguyện vọng thiên tinh chỉ thị, đi phương hướng kia bay vút đi. Lúc này nguyện vọng thiên tinh, đạt được Kỷ Lâm vân đính bàn cờ chịu đựng, hai hai chồng thêm, uy lực tăng lên gấp bội, cơ hồ là trong nháy mắt, liền dòm ngó thấy linh khư đạo thạch vị trí. Kỷ Tư Thanh cùng Kỷ Lâm thấy vậy, vậy vội vàng đuổi theo Diệp Thần. Ba người đi tới Khư Uyên một góc vắng vẻ bên trong, nhưng phát hiện nơi này có một khối đá bia, che lấp rêu xanh, loang lổ mà cổ xưa. Tấm bia đá này, chôn ở trong bùn đất, nếu như không phải là có nguyện vọng thiên tinh chiếu sáng, Diệp Thần căn bản phát hiện không tới. Lúc đầu linh khư đạo thạch ở chỗ này. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, trước hắn khổ khổ tìm, thật ra thì vậy dùng nguyện vọng thiên tinh điều tra qua, nhưng từ đầu đến cuối điều tra không tới. Ngày hôm nay cùng Kỷ Tư Thanh song tu sau đó, tu vi tiến bộ, lại mượn nữa giúp Kỷ Lâm vân đính thiên thư, mới rốt cuộc tìm được linh khư đạo thạch chỗ. Khối này linh khư đạo thạch, chính là linh khư thiên châu chỗ cốt lõi, đã sản sinh ra trí khôn. Diệp Thần cảm giác được, bia đá bên trong cất giấu một đạo linh thức, tựa hồ ở sợ hãi chút gì, run lẩy bẩy, không dám hiện thân. Đi ra đi, người không chạy thoát. Diệp Thần một tiếng hò hét, vậy bia đá quả nhiên dâng lên một hồi thanh mang. Sau đó, một người đạo sĩ trang phục ông già, bóng người chậm rãi từ bia đá bên trong nổi lên. Lão kia người sắc mặt trắng bệch, ánh mắt sợ hãi tới cực điểm, muốn vùng vẫy chạy khỏi, nhưng hắn khí cơ bị nguyện vọng thiên tinh phong tỏa, cả người bị một đoàn ánh sáng trắng chiếu sáng ở, nhưng không cách nào nhúc nhích. Này, lão đầu tử, người đừng nghĩ chạy, nếu không đừng trách ta không khách khí. Kỷ Lâm nhìn chằm chằm lão đạo kia sĩ, bàn tay toát ra một món khói độc. Kỷ Tư Thanh vậy thả ra chu tước linh khí, nghiêm thần đề phòng. Ha ha, luân hồi chi chủ, không nghĩ tới cuối cùng là bị ngươi tìm được. Lão đạo kia sĩ chính là linh khư đạo thạch hóa thân, linh khư thiên châu khí linh, hiện tại không che giấu, bị Diệp Thần hoàn toàn khống chế, phát ra một tiếng thảm đạm cười nhạt. Diệp Thần nói, quy thuận ta có thể tha ngươi không chết. Vậy linh khư đạo sĩ lắc đầu một cái, nói ta vạn khư thần điện, không có khom lưng khủy gối hạng người, ngươi như tự xưng là vượt qua thiên mệnh, vậy thì cho ta một thống khoái. Hắn tự biết sống chết một phát, mệnh ở một sớm một chiều, trong mắt không che giấu được sợ hãi tuyệt vọng, nhưng giọng như cũ kiên định, cho dù đối mặt cái chết uy hiếp, cũng không từng khuất phục. Diệp Thần trong lòng trầm xuống, Nhâm Phi Phàm quả nhiên nói không sai, vạn khư thần điện người, tính tình vô cùng dũng mãnh cương liệt. Người người võ đạo hung hãn, tín niệm kiên định, cho dù là chết, vậy sẽ không đầu hàng kẻ địch. Như vậy tồn tại, vô cùng khó giải quyết, khó đối phó vô cùng. Lão đầu tử, người miệng thật là cứng rắn, rõ ràng đều sợ được cả người phát run, còn muốn cậy mạnh. Kỷ Lâm hừ một tiếng, tiến lên trước một bước, một chưởng vung ra, từng luồng nặng uyên khói độc, giống như rắn độc vậy bão tố bắn ra, quấn quanh ở đó linh khư đạo sĩ trên thân thể. À. Lão đạo kia sĩ một tiếng hét thảm, thân thể gặp phải khói độc tập sát, giống như bị ngàn vạn con rắn độc triền thân, thống khổ hành hạ, không cách nào dùng lời nói hình dạng. Hắn ngã xuống tại chỗ trên đất, che mặt vặn vẹo, thân thể trên đất sôi trào, kêu thảm thiết liền liền, cả người suy suy toát ra khói đen, phát ra mùi hôi cháy khét. Ở Kỷ Lâm khí độc bị hành hạ, hắn tiếp nhận thống khổ, đặc biệt to lớn. Kỷ Lâm, Kỷ Tư Thanh đều không nhẫn nhìn xuống. Muốn gọi Kỷ Lâm dừng lại. Kỷ Lâm nhưng không việc gì mềm tay, nói tỉ tỉ, lão này xương cứng rắn rất, nhất định phải hung hăng hành hạ hắn mới chịu phục. Nói xong, Kỷ Lâm càng mãnh liệt hơn, thúc giục khí độc, vậy linh khư đạo sĩ thân thể, ở khói độc ăn mòn, da thịt mục nát, lộ ra vệt trắng xương, hình dáng đặc biệt thê thảm. Bé gái, người hành hạ ta cũng không dùng,
ta đường đường vạn khư người trong, há sẽ sợ ngươi. Lão đạo kia sĩ khàn cả giọng, thảm đạm ánh mắt nhìn chằm chằm Kỳ Lâm. Kỳ Lâm thấy hắn vậy máu rầm rề ánh mắt, trong lòng nhất thời tức giận, nói ta đây muốn xem ngươi xương cứng bao nhiêu. Nói xong, Kỳ Lâm sau lưng hiện ra hai cuốn thiên thư, Vân Đính thiên thư cùng Tiên Phủ thiên thư hơi thở, cũng bùng nổ đến mức tận cùng. Ở hai cuốn thiên thư ra chỉ xuống, nàng khói độc uy lực, đơn giản là khủng bố, hình thành một cái kịch độc thế giới, đem chu vi hơn 10 dặm mặt đất, toàn bộ ăn mòn thành một mảnh phế tích, tất cả sơn xuyên con sông, khói dáng tiên sương mù, toàn bộ gặp phải khí độc ăn mòn, từng luồng nọc độc hội tụ thành sông, bốn phía lao nhanh trước. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, ôm Kỳ Tư Thanh eo thon, vận công chống đỡ khí độc. Mà vậy Linh Khư đạo sĩ, thân ở kịch độc thế giới trung tâm, sở thụ hành hạ, thật là khó có thể tưởng tượng. Chốc lát tới giữa, lão đạo kia sĩ cả người máu thịt, kém không nhiều bị ăn mòn hầu như không còn, chỉ còn lại một ít nám đen tĩnh mạch, bao trùm ở biến thành màu đen xương trắng trên, hình dáng so với cương thi ác quỷ còn đáng sợ hơn rất nhiều. Làm sao, ngươi chịu đầu hàng liền sao? Kỳ Lâm lông mày nhướng lên, lạnh giọng hỏi. Vậy Linh Khư đạo sĩ tê liệt trên đất, như một cái xác sống, nói, Vạn Khư thần điện, không có ngoác đuôi xin xỏ hạng người. Người hôm nay như vậy hành hạ ta, ngày khác cửu đỉnh chấn thiên, Vũ Hoàng lão tổ đích thân tới, hắn sẽ thay ta trả thù, người tương lai chịu hành hạ, đem có thể so với ta thảm thiết trăm lần. Kỳ Lâm thấy lão đạo kia sĩ, bị hành hạ được như thế thê thảm, lại còn không chịu khuất phục, nhất thời bị kinh động, nhìn về Diệp Thần, nói, Diệp Thần ca ca, làm thế nào? Diệp Thần trầm ngâm một hồi, nói, được rồi, nếu hắn không chịu khuất phục, vậy thì cho hắn một thống khoái đi. Có một số việc, không muốn làm được thật là quá đáng. Kỳ Lâm nóng nảy vẫn là hung dữ liền điểm, hung ác như vậy hành hạ người, Diệp Thần nhưng cũng chưa chắc làm được. Nếu đối phương dẫu có chết bất khuất, Diệp Thần cũng không muốn lại bị hành hạ đi, liền hướng Kỳ Tư Thanh nháy mắt. Kỳ Tư Thanh hội ý, rút ra chu tước phi kiếm, một kiếm đem Linh Khư đạo sĩ tim đâm thủng. Luân hồi chi chủ, đa tạ. Lão đạo kia sĩ cảm kích nhìn Diệp Thần một mắt. Rốt cuộc giải thoát, thân xác cùng thần hồn, đều ở đây Kỳ Tư Thanh kiếm khí hạ, hoàn toàn chôn vùi. Mà ở lão đạo kia sĩ sau khi chết đi, toàn bộ Khư Uyên thế giới, cũng kịch liệt chấn động lên, không gian quy luật bắt đầu sụp đổ, cả thế giới bắt đầu tiêu diệt. Nơi này muốn sụp đổ, đi mau, không còn kịp rồi. Diệp Thần một tay ôm Kỳ Tư Thanh, một kéo tay Kỳ Lâm, ngự gió bay đến bầu trời. Cái đó lão đạo sĩ. Là Linh Khư đạo thạch hóa thân, cũng là Linh Khư thiên châu khí linh, hắn vừa chết, mảnh thế giới này đều phải sụp đổ. Diệp Thần, Kỳ Tư Thanh, Kỳ Lâm ba người, bay đến trên bầu trời, nhìn xuống đi xuống, nhưng gặp Khư Uyên thế giới khắp nơi sụp đổ, trong thế giới rất nhiều linh thú chim, tất cả đều sợ hãi kêu bôn tẩu, cuối cùng ở ngày tận thế sụp đổ bên trong, toàn bộ tiêu diệt. Hết thảy đều ở đây biến mất. Vù vù. Khư Uyên thế giới sụp đổ sau đó. Một viên nho nhỏ hạt châu từ địa mạch trong phế tích, chậm rãi bay lên trời. Hạt châu này, chính là Linh Khư Thiên Châu. Chỉ là, viên này Linh Khư Thiên Châu, đã hoàn toàn mất đi linh quang, đổi được vô cùng ảm đạm, hơn nữa hạt châu ngoài mặt, hiện đầy vết rách, bị tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Diệp Thần hơi kinh hãi, cách không một nhiếp, đem Linh Khư Thiên Châu nắm trong tay. Hơi một cảm ứng, Diệp Thần chính là phát hiện, ở Linh Khư Thiên Châu bên trong. Có một cái hoang vu phế tích thế giới. Mảnh thế giới này, thật ra thì đã từng là Khư Uyên tiên cảnh, chỉ là bởi vì khí linh chết đi, thế giới đã băng diệt hủy diệt. Ở nơi này phiến sụp đổ thế giới trung ương, đứng sừng sững một khối loang lổ bia đá vậy hiện đầy vết rách, linh khí tẫn tán. Đáng tiếc, Diệp Thần một hồi uyển chuyển than thở, vậy bia đá, dĩ nhiên là Linh Khư Thiên Châu hạch tâm, Linh Khư đạo thạch. Chỉ là, khí linh chết đi, Linh Khư đạo thạch vậy đi theo văng tung tóe. Diệp Thần muốn lợi dụng Linh Khư Thiên Châu, đối kháng Vạn Khư mà nói, nhất định phải trước đem Linh Khư đạo thạch tu bổ. Mà tu bổ Linh Khư đạo thạch sau đó, Linh Khư Thiên Châu tự nhiên cũng có thể đi theo khôi phục. Dựa vào binh tự quyết, cũng có thể tu bổ, nhưng cần thời gian. Diệp Thần suy nghĩ, trước mắt hắn binh tự quyết tu vi, có thể nói đại thành, mặc dù không đạt tới Tiêu Bố Y như vậy đỉnh cấp cảnh giới. Nhưng muốn tu bổ Thái Thượng Thần Khí, Thập Đại Thiên Châu, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Hắn nguyện vọng thiên tinh,
vạn yêu tiên trì, đều có thể dùng làm chữa trị vật liệu. Chỉ là, cái này cần thời gian. Diệp Thần không hề thiếu vật liệu, binh tự quyết thần thông vậy đủ quá cường hãn, nhưng đặc biệt thiếu thời gian. Khoảng cách cửu đỉnh đại trận bày thành công, chỉ có 3 năm thời gian. Thời gian trong 3 năm, chân thực quá ngắn, Diệp Thần cũng không có nắm chắc, trong khoảng thời gian này, đem Linh Khư Thiên Châu tu bổ hoàn hảo. Nếu như không có Linh Khư Thiên Châu mà nói, đối kháng vạn khư, thì phải cố hết sức rất nhiều. Chúng ta trở về đi thôi. Diệp Thần lắc đầu một cái, cũng không có còn muốn quá nhiều, dù sao hiện tại Linh Khư Thiên Châu đã tới tay, sau này lại nghĩ biện pháp tu bổ chính là. Lập tức Diệp Thần mang Kỷ Tư Thanh, Kỷ Lâm, cùng biến dạng hư không rời đi, trở lại Huyễn Trần Phong. Sau đó, Diệp Thần hướng Nhâm Phi Phàm phát ra đóng kín một cái phi kiếm truyền thư, nói rõ Linh Khư Thiên Châu chuyện. Hắn không hề biết Nhâm Phi Phàm đi nơi nào, phi kiếm truyền thư này tràn đầy không mục đích, nhưng hàm chứa hắn ý chí, Nhâm Phi Phàm thần thông quảng đại, nhất định có thể bắt được. Ở Huyễn Trần Phong bên trong, Diệp Thần bồi bạn Kỷ Tư Thanh 2 ngày. Sau đó, Diệp Thần trở lại Huyết Tử Ngục, chuẩn bị viếng thăm Huyết Thần cùng Hạ Nhược Tuyết, cho biết vạn khư nguy cơ chuyện. Còn không bước vào Máu Tử Vực, Diệp Thần con ngươi liền hơi co rúm một cái. Bởi vì, hắn lại phát hiện một người quen hơi thở. Diệp Lăng Thiên. Nhưng mà Diệp Lăng Thiên hẳn ở Hoa Hạ mới đúng. Vì sao sẽ xuất hiện ở vực ngoại, quỷ dị hơn xuất hiện ở Huyết Tử Ngục? Diệp Thần bước ra một bước, còn chưa đến gần, Huyết Thần các người đã sớm phát giác Diệp Thần tồn tại. Mà thân ảnh quen thuộc kia vậy xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Chính là Diệp Lăng Thiên. Lăng Thiên, Diệp Thần kích động nói. Diệp Lăng Thiên gặp được điện chủ, là một nam nhi 7 thước, lại hốc mắt ửng đỏ. Lại là quỳ xuống Diệp Thần trước người. Bất quá một cổ lực lượng vô hình lại để cho Diệp Lăng Thiên đứng lên. Đứng nói, Lăng Thiên, người tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây? Vì sao thật lâu không cho ta ngọc bội truyền tin? Còn nữa, Hoa Hạ thế nào? Diệp Thần trong lòng có quá nhiều nghi ngờ. Diệp Lăng Thiên nhìn một cái Hạ Nhược Tuyết vào Huyết Thần, liền trực tiếp nói, điện chủ, Hoa Hạ xảy ra chuyện. Về phần tại sao không liên lạc được ngươi, là bởi vì là chẳng biết tại sao, ngọc bội kia không cách nào liên lạc. Ta chỉ có thể tự mình trở về. Diệp Thần con ngươi híp lại, cảm thấy sự việc có chút kỳ hoặc, tiếp tục nói, chẳng lẽ và linh khí dị biến có liên quan. Diệp Lăng Thiên gật đầu một cái. Mặc dù linh khí dị biến còn không nghiêm trọng đến trình độ cao nhất, nhưng không ra mấy năm, trái đất cùng với Hoa Hạ cũng sẽ xảy ra chuyện. Đã từng ngài thiết lập ám điện đều bị làm tan rã, hiện tại Côn Lôn Hư và Hoa Hạ, là một vị kêu Viên Đạo Phong người định đoạt. Tên này là linh khí dị biến người được lợi, hơn nữa sau lưng có vực ngoại người nhúng tay, thế cục có chút phức tạp. Như sẽ đối kháng, ta cảm thấy vẫn là phải ngài tự mình lên đường. Còn nữa, khối kia Hoa Hạ luân hồi huyền bi, chúng ta đã có rơi xuống, ở ta trước khi rời đi, một lần cuối cùng xuất hiện ở Hoa Hạ Thanh Long Sơn Mạch. Diệp Thần nho nhỏ nghe, sau đó nói, cầm ngươi biết hết thảy đều nói cho ta, là hết thảy. Diệp Lăng Thiên không dám thở ơ, lại đem trước và Hạ Nhược Tuyết nói sự việc cũng nói một lần, bất quá lần này, hắn nói vô cùng cặn kẽ. Mấy giờ sau đó, Diệp Thần trong mắt híp, rơi vào trầm tư. Dưới mắt. Tốt nhất là rời đi lên đường đi Hoa Hạ. Hắn bây giờ thực lực, biến dạng tầng tầng quy tắc và hư không, đi Hoa Hạ, không tính là quá phức tạp. Vậy không như vậy nguy hiểm, bất quá quả thật sẽ tiêu phí một ít thời gian. Cũng may vạn khư còn chưa hạ xuống, địa tâm vực và vực ngoại cũng không có nguy hiểm. Bất quá hắn và địa tâm vực 3 vị lão tổ có ước định, kết quả là nên lập tức lên đường đi Hoa Hạ, vẫn là nói, đi trước địa tâm miếu. Mấy tức sau đó, Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, có quyết định. Mình ngược lại là không bằng đi Hoa Hạ xem, tận lực lấy loại nào đó không gian trận pháp, đả thông Hoa Hạ và vực ngoại liên lạc, như vậy vậy thuận lợi lui tới. Còn như địa tâm miếu 3 vị lão tổ, hắn gửi một phong phi kiếm truyền thư, tin tưởng 3 vị lão tổ cũng có thể hiểu mình. Huyết Thần tựa hồ là biết Diệp Thần phải đi những địa phương khác, liền mở miệng nói cần ta cùng nhau đi sao. Diệp Thần lắc đầu một cái, không cần, ngươi như đi, nói không chừng còn chưa đến gần, chỗ kia địa phương liền biến mất. Huyết Thần cũng không phải là đến từ Hoa Hạ, hơi lơ là, trên người nhân quả, liền sẽ để cho Hoa Hạ hóa là bụi bặm.
Hạ Nhược Tuyết vào lúc này mở miệng nói, còn ta đâu? Diệp Thần nhìn một cái Hạ Nhược Tuyết, cảm giác được trên người nàng có một chút đột phá ý, liền nói, Nhược Tuyết, ngươi ở lại chỗ này, hoặc là ngươi cũng có thể đi địa tâm vực tu luyện, ta phát hiện trên mình ngươi có đột phá ý, tiếp theo vực ngoại thế cục không quá lạc quan, ngươi càng mạnh, đến ngày hôm đó, phần thắng liền càng lớn. Ta một người đi là được. Còn có Lăng Thiên, ngươi vào huyết thần tiền bối cùng nhau tu luyện, Hoa Hạ ta tự mình đi một chuyến. Nhiều năm như vậy không trở về, ngược lại có chút nhớ. Vừa vặn, khối kia Hoa Hạ luân hồi huyền bi, ta cũng muốn gặp gặp. Sau đó Diệp Thần liền bắt đầu chế tạo không gian truyền tống trận. Hắn mặc dù có thể tùy ý biến dạng hư không, nhưng Hoa Hạ và vực ngoại cuối cùng khoảng cách quá xa xôi. Mấu chốt mình không thể quá mức cường thế phá hoại Hoa Hạ quy tắc. Nếu không, chỉ sẽ để cho Hoa Hạ rơi vào sâu hơn nguy cơ bên trong. Ước chừng một ngày, một đạo không gian truyền tống trận chính là chế tạo thành công. Hạ Nhược Tuyết hiếu kỳ nói, Diệp Thần, như vậy sẽ hay không có vấn đề? Diệp Thần con ngươi híp lại, đối với ta sẽ không có ảnh hưởng gì, ta bước đầu dự định truyền tống ở Ninh Ba, bất quá, phỏng đoán vẫn sẽ bị ảnh hưởng cuối cùng chỗ rơi, cũng tốt, trở về buông lỏng một ít ngày cũng không tệ. Hạ Nhược Tuyết liếc một cái Diệp Thần, sau đó đưa tay ra ôm lấy Diệp Thần, nói ta đợi ngươi trở lại. Được. Diệp Thần khẽ mỉm cười, sau đó chính là hướng đám người nói tạm biệt. Rồi sau đó, ngón tay bắt pháp quyết, trận pháp mà động, sau lưng hư không đột nhiên biến dạng. Ngược lại là không nghĩ tới sẽ là dùng như vậy hình thức về nhà. Chỉ như vậy, Diệp Thần ở hư không chảy loạn bên trong độ qua 2 ngày. Cái này 2 ngày đối với Diệp Thần mà nói nhưng là vô cùng rất lâu. Trong đầu hắn phất qua rất nhiều quen thuộc khuôn mặt. Không biết những người đó có tốt không? Đột nhiên, Diệp Thần thấy được một đạo ánh sáng, sau đó vô số quy tắc ở quanh thân phun trào. Cùng lúc đó, 10 cướp thần ma tháp bên trong. Một phiến vô tận biển lửa. Mà trong biển lửa lại xuất hiện một cái bàn cờ to lớn. Bàn cờ như vũ trụ, con cờ như tinh thần. Một đạo hư ảnh ngồi xếp bằng, tràn ngập vô tận thần bí. Mà đối diện với hắn, chính là một cái thiếu niên. Thiếu niên hai tròng mắt như sao, đạo tâm thông suốt, nhìn bàn cờ rơi vào trầm tư. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát hiện, cái này thiếu niên chính là Chu Huyên. Chu Huyên và 10 cướp thần ma tháp sau lưng vị kia, đã không biết xuống bao lâu cờ. Này cờ là đạo cờ, ở võ đạo thế giới đều là cực kỳ hiếm thấy. Đạo tâm và cảm ngộ cũng có thể là tử. Bởi vì quá ít có người đạo tâm và võ đạo cảm ngộ cũng cực kỳ ưu việt, cho nên đạo cờ vậy đều là những cái kia cực kỳ đại lão tiêu khiển công cụ. Chu Huyên hoặc giả là tiếp xúc này cờ trẻ tuổi nhất tồn tại. Chu Huyên không hiểu đạo cờ, vậy do mượn hắn võ đạo cảm giác và lĩnh ngộ, lại có thể rất miễn cưỡng xuống nhiều ngày như vậy cờ. Nhưng mà hắn hôm nay có chút tâm phiền ý loạn. Hắn cảm giác mình phải thua. Nếu là thua trước, Diệp Thần không có chạy tới, có lẽ mình cũng chỉ có thể trở thành vậy 10 cướp thần ma tháp sau lưng con rối. Chu Huyên không cam lòng. Một bên Bạch Liên cuối cùng mắt thấy, nàng nhiều lần muốn phải giúp Chu Huyên, thế nhưng đạo cờ thật sự là quá mức phức tạp. Nàng xem không hiểu, vậy không có năng lực nhúng tay. Chu Huyên, đến phiên ngươi, ngươi đã suy tư 3 ngày. Ngươi có thể lựa chọn buông tha. Bất quá, ta khuyên ngươi không muốn làm cái loại này không có kết quả chống cự. Ngươi quan tâm ngươi công tử, vậy luân hồi chi chủ. Ta không ngại nói cho ngươi một ít chuyện, vạn khư ý chí đã hạ xuống địa tâm vực. Muốn không được bao lâu, có thể mấy tháng, có thể mấy năm, ngươi khẩu khẩu thanh thanh công tử liền phải bỏ mạng ở đó chút cực kỳ cường đại tích chữ ở trên tay. Bất cứ lúc nào, đều phải đem mạng của mình nắm ở trên tay mình, mà không phải là cầm hy vọng ký thác vào trên người người khác. Vậy hư ảnh thanh âm nhàn nhạt truyền tới, phảng phất có loại nào đó ma lực, xuyên thấu Chu Huyên tâm hồn, để cho hắn dao động. Chu Huyên hai tròng mắt ứ máu, không nói gì, hắn trong đầu tràn đầy quá nhiều thanh âm. Bất quá những thanh âm này cũng không phải là 10 cướp thần ma tháp sau lưng thanh âm, mà là Diệp Thần và Chu Huyên tới giữa đối thoại. Chu Huyên một mực dùng những lời này được khích lệ mình. Đột nhiên, Chu Huyên trong mắt chảy ra một giọt máu nước mắt, lỗ tai hai bên cũng có máu rỉ ra. Bạch Liên thấy một màn này, có chút lộ vẻ xúc động, nàng không để ý hết thảy hướng hư ảnh đi tới. Lại là quỳ xuống, nói tiền bối,
Chu Uyên đã như vậy, không cần thiết tiếp tục nữa. Tiếp tục như vậy nữa, hắn sẽ chết. Vậy hư ảnh nhưng là thờ ơ, hồi lâu, mới đúng Bạch Liên nói, gừng cửu lê, người biết những thứ này năm tháng, là ai thu nhận ngươi sao? Ngươi bây giờ là ở dạy ta làm chuyện. Bạch Liên thân thể mềm mại ngẩn ra, mới vừa muốn nói chuyện, một cổ lực lượng vô hình liền đem nàng trôi lơ lửng ở trong hư không. Bạch Liên sắc mặt trắng bệch đến trình độ cao nhất, nàng cảm giác mình không cách nào nói chuyện, không thở nổi, tựa như một giây kế tiếp, liền sẽ hóa là một đạo xương máu. Chu Uyên tựa hồ cảm giác được cái gì, chật vật ngẩng đầu lên, khi thấy Bạch Liên thống khổ như vậy một màn, hắn bước ra một bước, đạo tâm hội tụ, đi xuống một bước cờ, đừng động nàng, hiện tại đến ngươi. Vậy hư ảnh lúc này mới chú ý tới bàn cờ, khóe môi nhếch lên một chút nghiền ngẫm, sau đó cổ lực lượng kia liền đem Bạch Liên buông. Bạch Liên ném xuống đất, ngược lại có chút chật vật. Bạch Liên hơi có vẻ cảm kích nhìn một cái Chu Uyên, sau đó nhìn về phía bàn cờ. Hư ảnh giờ phút này cũng là ngưng mắt nhìn bàn cờ, rơi xuống một viên chữ, không thể không nói, ngươi thiên phú vượt ra khỏi ta đối với ngươi dự trù, ngươi càng như vậy, ta liền càng là muốn lợi dụng ngươi. Bất quá, ngươi tựa hồ đã thua. Chu Uyên nghe được câu này, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhìn về phía bàn cờ, hai tròng mắt tràn đầy kinh hãi, lại là lẩm bẩm nói, không thể nào. Không thể nào, ta lại đi nhầm. Hư ảnh hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt nói, vạn sự đã sớm định trước, ngươi thực lực không chịu được như vậy, định trước bại bởi ta. Đáng tiếc, đợi không được ngươi luôn mồm có thể sáng tạo kỳ tích công tử. Nhưng vào lúc này, Táng Thiên Biển, Thần Uyên, một đạo tựa như áp đảo thiên địa nam tử bóng người xuất hiện ở lối vào. Thần Uyên chi chủ tự nhiên thời gian đầu tiên cảm giác được cái gì, đi tới lối vào, nhưng thấy đâm đầu đi tới người đàn ông, Thần Uyên chi chủ con ngươi hơi co rúm một cái, rồi sau đó chắp tay nói, Nhâm tiên sinh. Nhâm Phi Phàm gật đầu một cái, cũng không quá nhiều nói, mà là thẳng hướng một phương hướng đi. Rất nhanh, hắn liền đi tới một tòa tháp lớn trước mặt. Hắn nhìn tháp lớn, con người huyết nguyệt không ngừng lưu chuyển, tựa hồ nhìn thấy gì, sau đó khóe miệng phát họa một đạo nụ cười, bước ra một bước, bóng người tiêu tán ở giữa trời đất. Mười cướp thần ma tháp bên trong. Hư ảnh ngạo nghễ lại lạnh như băng đối với Chu Uyên nói, ngươi cảm thấy bàn cờ này còn có thể lật bàn sao? Chu Uyên lệ rơi đầy mặt, nhưng cũng không dám tiếp nhận trước mắt thực tế. Hắn biết mình thua, có thể đời này cũng sẽ không còn được gặp lại công tử. Lòng hắn bên trong vô hạn hối hận, ban đầu ở Thần Uyên tu luyện, cũng không nên tùy tiện bước vào nơi đây. Ước chừng mấy giây, Chu Uyên trong đầu thoáng qua quá nhiều đồ, cuối cùng hắn có lẽ đón nhận thực tế, nước mắt ngừng. Hư ảnh tựa hồ đoán được cái gì, nói, nguyện ý thỏa hiệp. Ngươi sớm nên như vậy. Bàn cờ này, ngươi thua đã không thể thua nữa. Nhưng ngay khi Chu Uyên chuẩn bị mở miệng thời điểm, một đạo thanh âm đạm mạc nhưng là đột nhiên truyền tới. Bàn cờ này, tựa hồ cũng không có thua, không phải sao? Hư ảnh, Chu Uyên, Bạch Liên ba người đồng loạt ngẩn ra, nơi này làm sao có thể sẽ có cái người thứ tư thanh âm? Kinh hãi nhất không ai bằng vậy đạo hư ảnh, hắn chưa từng phát hiện nơi này có người xông vào à? Ai có thể ở mình mí mắt phía dưới làm ra cái loại này vượt qua quy tắc chuyện? Rất nhanh, ba người trong tầm mắt xuất hiện một người đàn ông bóng người. Nam tử nhìn như phổ thông. Nhưng quanh thân lộ ra khí chất, nhưng cho người kinh hoàng và uy hiếp cảm giác. Chính là Nhâm Phi Phàm. Làm Bạch Liên thấy Nhâm Phi Phàm lúc đó, diễn cảm lại là cổ quái đến trình độ cao nhất, Nhâm đại ca, ngươi làm sao? Nhâm Phi Phàm nhìn Bạch Liên như nhau, cười một tiếng, ngược lại là thật lâu không gặp, ta sớm nên đến thăm ngươi. Bạch Liên có chút không phản ứng kịp, tạm thời tới giữa không biết nên nói cái gì. Cuối cùng, nàng mới nghĩ tới điều gì? Hỏi, Nhâm đại ca, ngươi là tới cứu chúng ta sao? Nhâm Phi Phàm nhưng là lắc đầu một cái, xin lỗi, muốn cứu các ngươi, còn phải là Diệp Thần, hôm nay ta, trên mình nhân quả quá nặng, nếu như và các ngươi dính, đối với các ngươi mà nói không phải là chuyện tốt. Sau đó, Nhâm Phi Phàm tầm mắt rơi vào Chu Uyên trên mình, ước chừng nhìn ba tức, Nhâm Phi Phàm mới gật gật đầu nói, không sai. Chu Uyên nhìn Nhâm Phi Phàm, tạm thời tới giữa cũng không biết nên nói cái gì. Nhưng từ Bạch Liên trong miệng, hắn đoán được người đàn ông này và công tử quan hệ cực kỳ không bình thường, thậm chí có thể đại biểu công tử. Chu Uyên còn chưa mở miệng nói chuyện,
Nhâm Phi Phàm chính là chỉ điểm một chút ở Chu Huyên ấn đường, Chu Huyên con người ngay tức thì hiện lên quang. Nhâm Phi Phàm khẽ mỉm cười, bây giờ biết nên đi như thế nào bước kế tiếp sao? Chu Huyên con người vui mừng, chợt gật đầu, cảm ơn, Nhâm tiền bối. Nhâm Phi Phàm cười một tiếng, sau đó nhìn về phía vậy hư ảnh, không dám tự mình đi ra đạo cờ. Còn chơi cái loại này trò lừa bịp, bất quá, ta hướng dẫn một tí thằng nhóc này, cũng không quan hệ đi. Hư ảnh không nói gì, nhưng là ai cũng có thể cảm nhận được hắn tức giận trong lòng. Cùng lúc đó, Hoa Hạ. Hư không biến dạng. Một đạo thân ảnh cực nhanh rơi xuống. Vô tận gió lớn phun trào. Cuối cùng, đạo thân ảnh kia rơi vào vách núi bên trên, cuồn cuộn bụi bặm phun trào, thậm chí có không thiếu đá vụn lăn xuống. Đạo thân ảnh này dĩ nhiên là Diệp Thần. Xem ra hồi Hoa Hạ vậy không như vậy dễ dàng. Diệp Thần đã từ luân hồi mộ địa bên trong lấy ra một bộ năm đó nghỉ ngơi trang mặc vào, bất quá đã nhiều năm như vậy, trào lưu đã đổi, thế nhưng thân có chút châu ba ba nghỉ ngơi trang mặc ở Diệp Thần vậy thẳng thân thể, lại phối hợp vậy biểu tình lãnh đạm, ngược lại là có khác một phen khí chất. Ngoại ô vách núi bên trên, Diệp Thần vậy cùng ánh trăng tướng đan vào trong mắt đen nhánh bên trong, đổ ánh ra phương xa vậy ăn chơi trác táng thế gian. Hoa Hạ, ta cuối cùng hay là trở về tới, thật là đã lâu à? Bất quá đây là ở đâu? Tựa hồ không phải ở Ninh Ba. Năm đó Ninh Ba quật khởi, rồi đến tỉnh Chiết Giang, lại ở Kinh Thành và Lâm Tuyệt Long cuộc chiến, cách nhiều năm như vậy, không biết có còn hay không người nhớ ta. Những cái kia bạn cũng không biết thế nào. Đột nhiên, Diệp Thần con người đông lại một cái, quả nhiên, hắn cảm giác được rõ rệt Hoa Hạ linh khí dị biến càng ngày càng nghiêm trọng. Thậm chí hắn linh thức phóng thích, có thể cảm giác được có nhiều chỗ linh khí, thậm chí có thể sánh bằng một ít vực ngoại chi địa. Cái này thả ở lúc trước, cơ hồ không thể nào. Linh khí đậm đà, cố nhiên là chuyện tốt, nhưng Diệp Thần lại phát hiện cái này bên trong linh khí, hàm chứa một chút ma khí và âm sát ý. Ngắn hạn tu luyện, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, thậm chí có thể để cho cổ võ giả không ngừng đột phá, nhưng lâu dài mà nói, đối với người bình thường và người tu luyện tuyệt không là một chuyện tốt. Khó trách Diệp Lăng Thiên để cho hắn mau sớm chạy về. Nếu như mình trễ nữa cái một năm, sự việc thiết tưởng không chịu nổi. Ngay tại Diệp Thần phải đem linh thức phóng thích xa hơn lúc đó, trên bầu trời sấm sét màu tím đột nhiên vần quanh, Diệp Thần vội vàng thu hồi. Xem ra, ta tồn tại, đối với Hoa Hạ mà nói, cuối cùng là quá mức cường đại, mặc dù Hoa Hạ không áp chế nổi ta quá nhiều, nhưng ta cũng không thể tùy ý ra tay. Một khi ra tay, có lẽ đối với Hoa Hạ mà nói là hủy diệt đả kích. Diệp Thần không gấp trước rời đi, hắn nhắm mắt, hơi cảm thụ Hoa Hạ thiên đạo quy tắc. Từ cảnh giới của mình mặc dù không cao, nhưng hôm nay mình thực lực chiến đấu đạt tới trăm giả cảnh, nếu như tùy tiện ra tay, hơi lơ là, cũng sẽ để cho Hoa Hạ quy tắc bể tan tành, mặt đất vỡ vụn. Đến lúc đó chính là Hoa Hạ tội nhân thiên cổ. Xem ra, vẫn là ta chủ động cầm tu vi đè thấp một ít đi. Thậm chí cửu thiên thần thuật và đạo linh lửa những thứ này đều không thể tùy tiện vận dụng. Không quá ta lần này tới Hoa Hạ, chủ yếu vẫn là vì giải quyết linh khí dị biến và tìm được khối kia Hoa Hạ luân hồi huyền bi, còn lại sự việc ngược lại không cần làm quá nhiều, còn nữa, thuận tiện đem cái đó viên đạo phong vậy giải quyết chung liền đi. Sau đó Diệp Thần lại từ luân hồi mộ địa bên trong lấy ra một cái tương tự điện thoại di động tồn tại, đây là năm đó mình ở Long Hồn làm tổng giáo quan lúc đó. Long Hồn để lại cho mình, bên trong Internet một ít cơ cấu tin tức. Nếu là ở dã ngoại hoặc là đặc thù chi địa, cũng có thể nhận được tín hiệu. Hắn lúc ấy thành tựu Hoa Hạ cổ võ giới người thứ nhất, làm sao có thể sẽ cậy vào vật này, cho nên làm kim lãnh nhạn giao cho hắn, sau đó hắn liền không có dùng qua, cũng không biết, vật này, bây giờ còn có dùng sao. Rất nhanh, Diệp Thần vật trong tay chớp mắt, hắn cần phải mau sớm biết rõ mình rời đi mấy năm qua này. Hoa Hạ các hạng động tính. Bổn đài tin tức thực thì phát. Theo có liên quan chuyên gia suy đoán, năm gần đây không khí chất lượng chỉ số rối loạn, không biết nguyên tố tràn ngập, có thể sẽ đưa tới loài người phản ứng không thoải mái, chiếu tình cảnh này phát triển, trái đất hoặc đem không thích hợp nữa loài người cư trú, hơn nữa ngày này sẽ rất mau tới đến. Loài người phải tìm được ứng đối phương pháp. Nước Mỹ nhà giàu nhất Mars khác đang nghiên cứu đi sao hỏa kế hoạch. Tạm thời tới giữa. Các nơi bạn trên mạng bình luận lời công kích đồng loạt lướt màn hình. Chẳng lẽ loài người thật muốn ngày cuối cùng,
nếu có thể xem trong phim truyền hình như vậy tu luyện bay lên trời là tốt. Không thể nào tồn tại cổ võ giả, bất quá là tự nhiên tai họa thôi. 5 năm trước, Hoa Hạ không phải có nhân vật thần bí độ kiếp phi thăng sao? Trước đây có bạn trên mạng đưa ra nghi vấn, năm gần đây siêu hiện tượng tự nhiên dồn dập xảy ra, thiên địa linh khí này dị biến phải chăng cùng 5 năm trước một vị kia họ Diệp. Theo dòng điện tư lạp tiếng vang lên, vật trong tay ánh sáng biến mất, rất hiển nhiên, hết pin. Diệp Thần tiện tay vứt bỏ cái này xem điện thoại di động đồ chơi, giang hai cánh tay hít một hơi cái này đã nhập cuối mùa thu gió khuya, hắn nhắm hai mắt lại, hưởng thụ giờ khắc này, Hoa Hạ hơi thở. Đã từng là, vậy không hoàn toàn là. Sau một lúc lâu, hắn mở hai mắt ra, con người đông lại một cái, lẩm bẩm nói, liền gió mùi vị đều thay đổi, đúng mảnh không gian thậm chí liền tầng khí quyển trung đô bị thẩm thấu. Mới 5 năm, liền đã đến loại trình độ này. Diệp Thần cau mày, suy tư nói. Tiếp tục như vậy nữa, người bình thường phát bệnh cùng với chết trước tiên càng ngày sẽ càng cao, thậm chí sẽ xuất hiện đại quy mô ôn dịch hoặc là người truyền người hiện tượng. Thời gian ngắn, tiện nghi là đám kia tu luyện cổ võ các lão bất tử đạt tới đời sau. Bọn họ nắm giữ phương pháp tu luyện có thể giữ được mình, nói không chừng, linh khí dị biến, để cho 5 năm trước những cái kia các lão bất tử mạnh hơn. Vậy Viên Đạo Phong đột nhiên mạnh mẽ, phỏng đoán cũng cùng chuyện này có liên quan. Viên Đạo Phong, luân hồi huyền bi, vực ngoại, Hoa Hạ, cái này tới giữa rốt cuộc liên lạc cái gì? Diệp Thần từ vậy vách núi bên trên nhảy xuống, bóng người hướng trong rừng chạy trốn, được thua thiệt là đêm không trăng gió lớn, cũng không người khác phát giác, nếu không tất cả lớn sàn tìm kiếm, hot, chính xác là không chạy. Mới vừa rồi hạ xuống, rõ ràng cảm thấy quy tắc mảnh vụn xâm nhập. Ban đầu xác định vị trí đã xuất hiện sai lệch, ta cũng không trở về đến Ninh Ba cũng hoặc là tỉnh Chiết Giang, liền thế giới ý chí cũng đã bắt đầu thức tỉnh sao. Trái đất tự thân ra đời ý thức, đây cũng không phải là tin tức tốt. Một đường tiến về trước, đón mông lung ánh trăng, một cái rộng rãi bằng phẳng nhựa đường đường uyển như du long vậy ẩn núp ở Diệp Thần xem có thể đạt được cuối. Diệp Thần bước chân đạp ở trên quốc lộ, hắn nhịp bước tràn vào chậm, có đường địa phương, thì có xe cộ đi qua. Nếu là bị người phát hiện dị thường, khó tránh khỏi sẽ đưa tới không cần thiết chú ý. Đi một đoạn đường, lặng yên không một tiếng động gian sương mù nổi lên bốn phía, màu xanh nhạt sương mù cho cái này tịch liêu quốc lộ tăng thêm một chút lạnh lẽo. Diệp Thần cau mày, bất thình lình sương mù, quả thực quỷ dị. Hắn dừng bước lại, cường đại linh thức quét qua chu vi mấy chục cây số, ở hướng tây bắc vị một thành phố thoáng qua một chút yếu ớt chập chờn, chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Diệp Thần con người đông lại một cái, vốn định phóng thích mạnh hơn linh thức, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là thôi, mình tồn tại đã để cho Hoa Hạ thiên đạo thậm chí còn quy tắc cảm giác được uy hiếp, nếu thật là cá chết lưới rách, đối với Hoa Hạ bằng hữu mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Dẫu sao, nơi này là hắn chân chính trên ý nghĩa nhà. Giờ khắc này Diệp Thần ánh mắt dần dần ngưng trọng, căn cứ Diệp Lăng Thiên có được tình báo, luân hồi huyền bi cái đó bé gái lần trước xuất hiện ở Thanh Long Sơn mạch vùng lân cận. Mà mình chuyến này mục đích cũng ở đây nơi này. Diệp Thần quyết định trước đi tìm hiểu rõ ràng, chẳng biết tại sao, trong lòng luôn có một tơ cảm giác bất an. Suy nghĩ lật bay gian, một tiếng quen thuộc tiếng còi truyền tới, Diệp Thần nhìn xa xa một chiếc từ xa đến gần xe taxi, hắn vẫy vẫy tay. Mình thời gian ngắn còn chưa thích ứng Hoa Hạ không gian quy tắc, còn chưa muốn tùy tiện biến dạng hư không tốt. Sư phụ, vào thành. Đi Việt thành. Xe tài xế thao một hơi phương nam khoang, quan sát một chút Diệp Thần, tựa hồ đang suy nghĩ, hơn nửa đêm ở đâu ra người. Diệp Thần cười cười, gật đầu mở cửa xe chui vào. Đối với Diệp Thần mà nói, tài xế này vẫn là mình hồi Hoa Hạ cái đầu tiên nhìn thấy người Hoa. Mới vừa còn có sương mù, như thế một hồi liền giải tán, gần đây sao, những thứ này kỳ kỳ quái quái sự việc thật là hơn. Xe tài xế mắt gặp bầu không khí quá yên lặng, tán gẫu nói. À, sư phụ ngươi cũng tin những cái kia trên lưới ban bố đồ. Diệp Thần cười một tiếng, hỏi. Tài xế vừa nghe, lập tức hứng thú ta cũng làm không rõ ràng, bởi vì ta là chạy ca đêm xe, cho nên sẽ gặp một ít. Tài xế tiếp tục nói, bất quá những thứ này cũng không có trên lưới truyền như vậy tà hồ, người tu luyện cổ võ giả có tồn tại hay không, cùng chúng ta những thứ này tóc húi cua người dân vậy không có quan hệ gì, cầm mấy ngàn khối tiền lương, thao cái gì cán bộ tim đâu. Diệp Thần không khỏi mỉm cười cười một tiếng, đúng vậy, khi đó mình,
không cũng giống như nhau tâm tính sao? Bất quá là ở hắn vị mưu kỳ sự thôi. Như trong lòng không có cửu hận, như không có rơi vào hồ đông tiền, có thể hết thảy các thứ này cũng sẽ không phát sinh đi. Bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, mình thành tựu luân hồi chi chủ chuyển thế, bỏ mặc vận mệnh như thế nào thay đổi, cuối cùng vẫn là sẽ đi lên đối kháng vạn khư trên đường đi. Hai người bảy rẽ tám kéo một lần tán gẫu, trong bất chi bất giác, đã là vừa mới lên đèn, cùng trước kia vậy tịch liêu bóng đêm so sánh, nơi này càng giống như là thiên đường nhân gian. Ở đâu ngừng, tài xế cười hỏi nói. Trước mặt giao lộ là được, Diệp Thần cởi dây nịt an toàn ra, làm bộ đưa tay hướng trong ngực duỗi đi. Xe tài xế vội vàng ngăn lại, nhìn một cái Diệp Thần ăn mặc có chút cũ cũ, liền ngăn lại Diệp Thần vậy đưa về phía trong ngực tay phải ha ha nói, tiểu Diệp, cùng ngươi rất hợp ý, vừa vặn cũng là thuận đường về nhà, không tính tiền. Diệp Thần ngượng ngùng gãi đầu một cái, ở tài xế một ngăn trở nữa hạ thành công ngồi một chuyến quá giang xe. Nhìn xe hơi đèn sau biến mất ở con đường cuối, Diệp Thần sờ một cái trong ngực so mặt đều làm sạch lót trong túi áo, không biết làm sao cười một tiếng, quên ở luân hồi mộ địa bên trong thả chút tiền. Lần nữa mở nhàn nhạt linh thức, toàn thành phố lấy Diệp Thần là trung tâm tiệm xu đổi được trong suốt, mỗi cái sinh mạng trạng thái cũng có thể bị hắn rõ ràng cảm giác được. Hắn bất quá là muốn thử một chút có thể hay không phát hiện cái gì hữu dụng tin tức. Tạm thời tới giữa, nhà ai thất lạc mèo chó. Nhà nào người đàn ông dụ dỗ hộp đêm công chúa bị lão bà đuổi theo mắng, đủ loại bàng tạp tin tức tất cả đều tràn vào Diệp Thần đầu óc. Một lát sau, Diệp Thần chau mày, lại là không thu hoạch được gì, vậy hoa hạ luân hồi huyền bi tin tức, giống như là đá chìm biển rộng không thể đoán. Ừ, đây là, bỗng nhiên Diệp Thần tựa hồ là phát hiện cái gì, quay đầu hướng sau lưng chợ đêm đi tới. Diệp Thần cách mấy trăm mét, liền nghe được thanh âm ồn ào. Mấu chốt có một đạo hơi thở, cực kỳ quen thuộc. Lại và hắn có nguyên nhân quả liên quan. Tử Hàm, người cần gì phải như vậy cố chấp, lại không cần phải làm gì, cũng chỉ là phụng bồi ta ăn một bữa cơm mà thôi. Sao ngươi ở chợ đêm này đi làm thêm đi làm không biết thu vào cao nhiều ít lần, nếu như. Vạn Chính Hào háo sắc ánh mắt không ngừng quan sát cô gái, trong đó hàm nghĩa đã là không nói bày tỏ. Vạn Chính Hào, khuyên người chết liền điều này tim đi. Vô luận như thế nào, chúng ta tới giữa là không thể nào, liền bằng hữu đều không được làm, người bây giờ hành vi để cho ta cảm thấy buồn nôn. Cô gái chán ghét thanh âm truyền tới Vạn Chính Hào trong tai. Ha ha ha, ở Việt Thành, còn không ai dám cự tuyệt ta, cự tuyệt Vạn gia, người biết ý vị như thế nào sao? Ta có lòng nâng đỡ ngươi, không biết phải trái nhưng mà phải trả giá thật lớn. Vạn Chính Hào ngón trỏ nhẹ nhàng nâng dậy cô gái cằm. Ở nàng vậy quật cường gương mặt bên trên nhẹ nhàng vạch qua, hài hước cười nói. Cô gái cũng là một chút không khách khí, dư quang liếc một cái đưa đến miệng ngón tay, hung hăng cắn. À, Vạn Chính Hào đích một tiếng kêu rên vang khắp cả con phố, hắn lảo đảo lui về phía sau mấy bước, hướng về phía sau lưng mấy tên hộ vệ áo đen lạnh lùng nói, mang đi nàng. Mấy tên hộ vệ làm bộ đi lên, lúc này một đạo thanh âm nhàn nhạt đột nhiên vang lên, các ngươi muốn mang đi ai? Đám người nghe vậy nhìn lại, cách đó không xa một mặt cho lãnh đạm trẻ tuổi nam tử đứng chắp tay. Nam tử cả người trâu trông mong đồ dạo phố, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, nhất là cặp mắt kia. Tựa như trải qua vạn năm thời gian vậy. Tử Hàm, thật lâu không gặp. Chắc có 5 năm liền đi. Người tới chính là Diệp Thần, hắn khẽ ngoắc một cái hướng về phía Lưu Tử Hàm nói, đối với một bên mấy người, nhưng là làm như không nghe. Diệp Thần tuyệt đối không nghĩ tới, về lại hoa hạ, cái đầu tiên nhìn thấy người quen lại là Lưu Tử Hàm. Năm đó tỉnh Chiết Giang, mình vào huyết minh trịnh trưởng lão đánh một trận, suýt nữa chết, cuối cùng bị tỉnh Chiết Giang thôn Tùng Sơn một cái bé gái cứu. Hắn thậm chí còn loáng thoáng nhớ cái cô gái này dùng một chiếc bỏ hoang xe đẩy tay, khó khăn đem mình đẩy đến nhà. Cái cô gái đó chính là trước mắt Lưu Tử Hàm, lúc ấy bất quá 13-14 tuổi. Lúc ấy... mình còn thuận tay cứu nàng tê liệt ở giường phụ thân. Chỉ bất quá ngày xưa bé gái, đã duyên dáng yêu kiều, thậm chí trước ngực ngạo nghễ cũng là khá cái quy mô. Ngươi là lá, Diệp đại ca, trước mắt cô gái không thể tin nhìn trước mặt nam tử, nàng có chút nhận ra, lại có chút không xác thực định, kích động tạm thời tới giữa không nói ra lời. Dẫu sao Diệp Thần rời đi thật nhiều năm. Thời gian này nàng thử nghiệm tìm kiếm qua, thậm chí đi qua bót cảnh sát.
nhưng là cũng không tra được liên quan tới Diệp đại ca bất kỳ tin tức. Diệp đại ca giống như nhân gian bốc hơi vậy. Thậm chí bởi vì chuyện này, Lưu Tử Hàm còn uất ức một đoạn thời gian, cho đến tiến vào đại học mới chuyển tốt rất nhiều. Thằng nhóc ngươi là ai? Vạn Chính Hào nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện xa lạ nam tử, trầm giọng nói. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác trước mắt nam tử có chút cổ quái. Nào có người hai tay chắp sau lưng. Mấu chốt cái này nam tử thần lên khí thế cực kỳ quỷ dị, nhìn như yên lặng, nhưng lại như một đầu sư tử được nhìn chằm chằm mình vậy. Diệp Thần bịt tai không nghe thấy, đi tới Lưu Tử Hàm trước người, kéo tay nàng liền phải rời khỏi. Thằng nhóc, ta khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác, đắc tội Vạn gia, ai cũng không cứu được ngươi. Vạn Chính Hào thần sắc âm trầm, trên cao nhìn xuống nói. Cút, Diệp Thần cho hắn câu trả lời chỉ có một chữ. Ở đâu ra dã tiểu tử, thật là cho mặt không biết xấu hổ đồ, đã như vậy, liền không nên trách ta. Vạn Chính Hào sắc mặt mấy độ biến ảo, tay phải nhẹ nhàng vung lên, mấy tên hộ vệ chen nhau lên. Trong đó một tên mặc màu đen sức lực trang, bắp thịt đường cong rõ ràng sắp căng bể quần áo cao lớn nam tử một quyền vung tới, chạy thẳng tới Diệp Thần ngực. Hiển nhiên muốn hạ sát thủ. Diệp Thần lãnh đạm ánh mắt tràn đầy không thú vị, thậm chí ở hắn trong mắt, hết thảy cũng chậm. Chậm đến hắn cũng không muốn động. Ngay lập tức, một quyền nện ở Diệp Thần ngực. Nhưng mà Diệp Thần tự mình nhưng là không nhúc nhích tí nào, thậm chí bước chân cũng không có di động. Có thể vậy cao lớn hộ vệ nhưng là diễn cảm cực độ dữ tợn, hắn cảm giác tay mình muốn bể. Cực độ vặn vẹo. Giống như một quyền đập vào một đạo vách sắt bên trên. Người trước mắt này rốt cuộc là yêu quái gì? Diệp Thần không biết làm sao lắc đầu một cái, nhẹ nhàng vung tay lên, một cái tát đã phiến ra. Bót một trường, ngay lập tức tới giữa, gió lớn lên, cao lớn nam tử Nguyễn Miên Miên vậy thì phải ngã xuống. Diệp Thần nhìn một cái người vây xem chung quanh rất nhiều, thậm chí giơ lên điện thoại di động ở chụp. Hắn lắc đầu một cái, vậy không dùng tới cái khác kinh thế hãi tục thủ đoạn. Trực tiếp một tay bắt chàng trai cổ, vung đá vậy đem nam tử đập về phía Vạn Chính Hào các người. Hắn cũng không muốn trở thành ngày mai tin tức nhân vật chính. Âm đích một tiếng xem đánh bowling vậy, mấy vị nghiêm chỉnh huấn luyện hộ vệ thẳng tắp ngã trên đất. Vào Huyền Cơ Nguyệt, tài quyết chi chủ loại cao thủ này động thủ qua, mới phát hiện Hoa Hạ võ lực trị giá chân thực thấp đáng thương, có lẽ đây chính là vô địch cô quạnh đi. Diệp Thần trong lòng nhàn nhạt nói, chợt kéo Lưu Tử Hàm tay. Rời đi chợ đêm đường phố. Vạn Chính Hào vùng vẫy đứng dậy, nhìn Diệp Thần rời đi hình bóng, suy đoán đối phương hẳn làm qua quân nhân, nếu không không thể nào như thế sẽ đánh. Hắn thu hồi vậy trắng trợn giết người vậy ánh mắt, do dự hồi lâu, cầm lên điện thoại trong tay, Trần Bá, ngươi giúp ta giết người. Hình ảnh quay về. Diệp Thần kéo Lưu Tử Hàm tay, thẳng đến lại cũng nghe không gặp sau phía đám người huyên náo, hắn quay đầu nhìn Lưu Tử Hàm. Lưu Tử Hàm cũng là một mặt kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi tại sao lại ở đây? Hai người hai miệng đồng thanh nói. Ta ở nơi này đi học à? Diệp đại ca, ta cũng 19 tuổi, cũng hẳn học đại học rồi, đang ở phụ cận Việt Thành Đại học Sư phạm. Ngươi cũng biết nhà ta điều kiện không được tốt lắm, mặc dù trường học miễn ta học phí, nhưng buổi tối đi ra đi làm thêm cũng có thể hơn được lợi một ít tiền. Kết quả? Lưu Tử Hàm hai tay chia ra, tỏ ý Diệp Thần chuyện kế tiếp hắn đã gặp được. Không ngoài chính là Phú Nhị Đại vừa ý Hoa Khôi trường học, uy hiếp dụ dỗ cầu gãy thôi. Diệp đại ca, ta phát hiện, ngươi cùng 5 năm trước so sánh, một chút không thay đổi sao. Lưu Tử Hàm mắt to trên dưới qua lại đánh giá Diệp Thần. Thời gian thật mau, 5 năm không gặp, ngươi cũng lên đại học, khi đó ngươi còn là một cô gái nhỏ. Diệp Thần nhàn nhạt nói. Diệp Thần đầu óc bên trong hiện ra 5 năm trước, mình bị vậy Huyết Minh lão gia vây công. Lõm sâu trùng vây thương hoảng hốt chạy thoát thân lúc đó, vậy đối với mình thi lấy giúp đỡ cô gái nhỏ, hiện tại cũng đã là duyên dáng yêu kiều đại mỹ nhân. Này, Diệp đại ca ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Lưu Tử Hàm hai tay ở Diệp Thần trước mắt lắc lư. Diệp Thần thu hồi suy nghĩ, không việc gì, dày vò một đêm, ta đều đói, ta mời ngươi ăn cơm đi. Một lát sau, hai người bóng người xuất hiện ở một khách sạn mắc tiền tiệm cửa. Ách Diệp đại ca! Ngươi xác định ở nơi này ăn. Lưu Tử Hàm nhìn xem Diệp Thần, ý là đồ chơi này có thể không tiện nghi. Diệp Thần khẽ mỉm cười, mới vừa trở về, cái này thứ nhất bữa ăn tối, ước chừng phải ăn một chút tốt. Nói sau, cũng không cần ta trả tiền.
Diệp Thần lựa chọn nơi này, chủ yếu vẫn là bởi vì loại địa phương này tương đối thanh tĩnh, Diệp Thần cũng không muốn ở loại người như vậy hơn tai mắt lẫn lộn địa phương. Ừ, Lưu Tử Hàm không hiểu nổi Diệp Thần muốn làm cái gì, đang nàng ngẩn ra để gặp, Diệp Thần đã đi vào vậy nguy nga lộng lẫy phòng khách. Phục vụ viên, chọn món ăn. Cùng lúc đó, khách sạn Hilton trước cửa, Vạn Chính Hào bóng người đứng, các ngươi xác định, Lưu Tử Hàm và thằng nhóc kia vào nơi này. Bên cạnh nam tử khom người gật đầu nói, Vạn Thiếu, ta chính mắt nơi gặp, bọn họ hai người đi vào có một hồi. Gái điếm thúi, đi theo Tiểu Bạch Kiểm tới lêu lổng. Ta đợi hồi để cho ngươi quỳ xuống ta trước mặt cầu xin tha thứ, còn như ngươi vậy nhân tình, chỉ có thể chúc hắn đời sau đầu người nhà tốt. Vạn Chính Hào liếm môi một cái, lạnh giọng nói. Trần Bá, kính nhờ. Vạn Chính Hào sau lưng đi ra một vị hoa áo lót ông già, một đôi bản chính lão Bắc Kinh dày vải, đi bộ dưới chân không mang theo dậy một tiếng gió. Không sao, ông già đối với Vạn Chính Hào thái độ tuy chưa đến nỗi khom lưng khuỵu gối, nhưng cũng là dành cho đáp lại. Vạn Chính Hào đưa tay ra dấu mời, đi theo ông già cùng đi vào khách sạn. Lúc này Diệp Thần tự nhiên cảm giác được hết thảy các thứ này, còn chân cảnh tu vi ở vực ngoại có thể không coi vào đâu, nhưng ở Hoa Hạ, có thể là xa xa vượt qua thiên đạo tồn tại. Bất quá đối với hết thảy các thứ này, Diệp Thần cũng không để bụng, như cũ hưởng thụ Hoa Hạ thức ăn ngon. Vực ngoại đồ mặc dù mùi vị không tệ, nhưng luôn cảm giác ít đi chút gì. Mà Hoa Hạ thức ăn, có thể mới là chất phác nhất tồn tại. Đáng tiếc lần này không mang Kỷ Lâm trở về. Nếu không con bé này tuyệt đối cực kỳ hưng phấn. Như thế nào, mùi vị không tệ đi. Diệp Thần nhìn trước mặt ăn ngốn nghiến Lưu Tử Hàm, cười hỏi nói. Lưu Tử Hàm ngẩng đầu, còn chưa tới kịp phát biểu ý kiến, ngoài cửa truyền tới tiếng âm. Thằng nhóc, chém đầu cơm ăn như thế vui sướng. Một câu tiếng giễu cợt truyền tới, chỉ gặp cửa phòng riêng ngầm đích một tiếng văng tung tóe, hoa áo lót ông già cúi đầu không nói, hoành bước mà bên trong. Vạn Chính Hào bóng người theo sát phía sau. Diệp Thần cầm lên trước bàn khăn giấy ưu nhã lau miệng, ngẩng đầu trong nháy mắt, nhưng là làm vậy hoa áo lót ông già một hồi kinh hãi. Chẳng biết tại sao, hoa áo lót ông già phát hiện mình hoàn toàn nhìn không thấu Diệp Thần, cái loại này nhìn không thấu, thậm chí mang một chút sát ý kinh thiên. Có ý tứ, lại là cổ võ giả, tu vi tựa hồ vậy cũng không tệ lắm. Diệp Thần có lòng nơi niệm, đã quyết định liền quyết tâm, nhổ cỏ tận gốc. Mình còn không cách nào biết được viên đạo phong rơi xuống, cho nên càng ít người biết mình thân phận càng tốt, nếu không có cổ võ giả truyền tin tức cho viên đạo phong, vậy đem thất bại trong gang tấc. Tử Hàm, người đi tìm một tí phục vụ viên, thúc giục một tí món. Diệp Thần quay đầu hướng về phía Lưu Tử Hàm nói. Nhưng mà, Lưu Tử Hàm còn muốn nói gì, nhưng là bị Diệp Thần khoát tay tỏ ý ngăn lại. Diệp Thần tiếp tục nói, yên tâm đi, ta trong lòng hiểu rõ. Lưu Tử Hàm gật đầu một cái, ở hắn nhận biết bên trong, Diệp đại ca vẫn luôn tựa hồ rất có thể đánh, chắc là trong truyền thuyết người có luyện võ, nàng đứng dậy liền đi ra ngoài, có thể Vạn Chính Hào bóng người nhưng đi về trước cản lại. Alo, cản nàng đường cũng không tốt, việc giữa chúng ta giải quyết xong, người muốn như thế nào đều được. Diệp Thần thanh âm đạm mạc truyền tới Vạn Chính Hào trong tai, hắn không ngăn cản nữa, mặc cho Lưu Tử Hàm rời đi phòng riêng. Thằng nhóc thúi. Ngươi ngược lại là ổn định, ngươi có thể biết ngươi tiếp theo sẽ chết. Vạn Chính Hào phân bố sát cơ ánh mắt nhìn Diệp Thần, nhàn nhạt nói. Mà sau lưng hắn hoa áo lót ông già xúc thế đãi phát. Ngươi nói thực ra quá nhiều. Diệp Thần ngáp một cái, từ trên bàn tiện tay bắt một chi đũa, vèo tiếng xé gió vạch qua, ngay lập tức tới giữa, Vạn Chính Hào lên tiếng đáp lại ngã xuống đất, nơi cổ họng các loại hoa tách thả ra. 10 phút đưa bác sĩ. Còn có thể cùng Diêm Vương ra tách tách cổ tay tử. Từ đầu chí cuối, chưa từng đứng dậy Diệp Thần, ổn định nói. Nhìn Diệp Thần thủ đoạn, hoa áo lót ông già đầu tiên là cả kinh, chợt ý thức được cái gì, hắn không khỏi được kinh hô thành tiếng, là ngươi, ngươi là cái tên kia, ám điện. Diệp Thần thầm nói một tiếng không ổn, cái lão gia hỏa này là cổ võ giả, nói không chừng tiếp xúc qua một ít thứ, khám phá mình thân phận. Người này, lưu không được. Lá ông già bước chân rời về phía sau nửa bước, sẽ không nhận sai, nhất định là hắn. Không chiến trước khiếp ông già đã sớm mất đi tiên cơ, Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, một cổ lực lượng vô hình nhưng là giữ lại ông lão cổ họng, để cho không cách nào mở miệng. Ngươi biết quá nhiều,
Diệp Thần thuận thế một chưởng đẩy ra, trong hư không chưởng ấn đánh vào ông già ngực, đem chấn động bay. Nhìn như mềm nhũn một chưởng, nhưng đã gãy hắn tất cả sức sống. Tại chỗ mấy tên hộ vệ giống như là thấy được Diêm Vương ra vậy, rối rít tứ tán bỏ chạy, Diệp Thần bắt lại trong đó một tên dẫn đầu hắc y nhân, phiền toái ngươi thu thập một tí, còn nữa, nhớ lễ tân tính tiền. Nói xong, xoay người rời đi. Hoa Hạ cổ võ giả xem ra đích xác là bởi vì là linh khí dị biến càng ngày càng nhiều. Ám điện và long hồn cũng không biết thế nào. Đến lúc đó đi gặp bọn hắn một chút đi. Bên xuống lầu bên suy nghĩ Diệp Thần đối diện đụng phải Lưu Tử Hàm. Diệp đại ca, bên trong, Lưu Tử Hàm kinh ngạc ánh mắt chỉ hành lang cuối phòng riêng. Diệp Thần cười một tiếng, nhàn nhạt nói, không có sao, đã hòa bình giải quyết, vậy không còn sớm, chúng ta vậy rút lui đi. Ngươi xác định, Lưu Tử Hàm vẫn là có chút hoài nghi. Đó là đương nhiên, chúng ta trò chuyện với nhau thật vui, bữa cơm này đều là Vạn Chính Hào mời. Diệp Thần cười ha ha nói. Đúng rồi, ngươi còn được hồi trường học, trễ nữa liền không trở về được. Diệp Thần nhìn muốn nói lại thôi Lưu Tử Hàm, đưa lên một chút tay mình đồng hồ, tỏ ý thời gian không còn sớm. Đúng như dự đoán, Lưu Tử Hàm thành công bị Diệp Thần kéo ra sự chú ý, kêu lên một tiếng, xong rồi. Không tới một giờ. Hai người khẩn cấp vội vàng ra cửa, hướng Việt Thành Đại học Sư Phạm đi về phía. Cùng lúc đó, một tòa xấp xỉ 200 mét vuông, lại tường thể cũng mạ vàng huy hoàng chính sở bên trong, một phiến tĩnh mịch, bầu không khí ngưng trọng đến mức tận cùng. Chỉ có đám người cổ họng một lần nghẹn ngào nhẹ tiếng ô ô. Bên trong phòng khách một tên trừng mắt mày rậm, mặc khéo léo âu phục người trung niên đi qua đi lại. Dày ra thanh âm thanh thúy ở trong phòng khách trình diễn ra một khúc ai ca. Âm đích một tiếng, người đàn ông trung niên đột nhiên đem sảnh trước quý giá bình hoa một cái ngã xuống đất, trên trán nổi gân xanh, rốt cuộc là ai giết con trai ta, trong vòng nửa giờ ta muốn kết quả. Người đàn ông trung niên chính là Việt Thành nhà giàu có, Vạn Mỗi gia chủ, Vạn Kim Hùng. Lão Kim, này người thân phận không đơn giản, liền trước mắt nắm giữ tình báo tới xem, Trần lão là bị đối phương nháy mắt giết. Trần Phong thành tựu cổ võ người tu luyện nhất mạch, 5 năm trước cũng đã là cổ võ giới nổi danh cường giả, thậm chí nhiều lần ra vào Côn Lôn hư, hơn nữa trước mắt thiên địa dị biến nhân tố ở đây, linh khí từng bước hồi phục sau đó, hắn tu vi đã sâu không lường được, đối phương lại có thể đem hắn trong nháy mắt giết. Một bên cụt một tay người thần bí phân tích nói. Ý ngươi là, Vạn Kim Hùng ánh mắt bi thiết, trầm giọng nói. Theo người bên dưới nói, người này khá là trẻ tuổi. Lại có trong nháy mắt giết Trần Phong thủ đoạn, Trần Phong trước khi chết nói ra một cái chữ Diệp. Người thần bí tiếp tục phân tích. Không biết tộc trưởng có từng nghe nói qua 5 năm trước truyền xôn xao cái đó thần bí thanh niên. Vạn Kim Hùng trong mắt chớp mắt, bất quá là trên lưới không có chút nào căn cứ lời bàn thôi, chẳng lẽ. Người đoán không sai, người này có thể là Diệp Thần, 5 năm trước đi Côn Lôn hư tồn tại, bất quá hắn tin tức bị người cưỡng chế phong tỏa. Chỉ có thể căn cứ một ít lời đồn đãi suy đoán mấy phần, có chút lời đồn đãi nói tên này, ở linh khí dị biến trước, nắm giữ loại nào đó tả môn bí thuật, muốn lấy phi thăng. Sau đó chẳng biết tại sao biến mất, bất quá lời đồn đãi tên này kẻ thù rất nhiều, đã bị người chém chết. Thật ra thì ta năm đó ở tỉnh Chiết Giang cục võ đạo, cũng cùng thằng nhóc này kết thù qua. Người thần bí nói đạt tới nơi này, cắn chặt hàm răng, hiển nhiên cũng là và Diệp Thần có thù oán. Nhưng mà hắn hoàn toàn không được rõ Diệp Thần ở Côn Lôn hư chuyện phát sinh, càng không biết Diệp Thần lúc rời trái đất sau đó, ám điện vì không để cho quá nhiều người chú ý đến điện chủ trên mình, cố ý thả một ít không có hiệu quả tin tức, lúc này mới hình thành cái loại này lời đồn đãi. Vạn Kim Hùng nhìn hắn vậy trống rỗng cánh tay phải, tựa hồ là rõ ràng liền cái gì. Trần Phong không phải Diệp Thần đối thủ, cái này ở tình lý bên trong, năm đó thằng nhóc này ở Hoa Hạ đều là cực kỳ chói mắt tồn tại. Năm đó, Hoa Hạ võ đạo bảng xứng đáng không thẹn thứ nhất. Chiếu ngươi mà nói, hắn hoặc là chết, hoặc là chính là rời đi, vì sao lại trở về? Vạn Kim Hùng không rõ ràng. Sợ rằng, cùng mấy năm qua này linh khí dị biến có liên quan, hắn nhất định có mục đích, bất quá, cưỡng ép vượt qua thế giới hạ xuống, định sẽ phải chịu quy tắc lực vặn cổ, Diệp Thần giải quyết Trần Phong sau vội vàng thoát đi, vậy ấn chứng một chút, hắn bị thương trên người. Cụt một tay người thần bí khẳng định nói. Hắn tự nhiên không biết Diệp Thần thực lực là kinh khủng dường nào, cho dù biết, vậy sẽ không tin tưởng. Ý ngươi là,
Vạn Kim Hùng tròng mắt híp một cái. Chúng ta hợp tác không thay đổi, ta giúp người đánh chết Diệp Thần, là tử trả thù, người Vạn gia võ điển trên thiên, cho ta mượn xem một chút. Cụt một tay người thần bí đưa ra điều kiện. Làm sao dẫn hắn đi ra? Vạn Kim Hùng nghiêm giọng nói. Hắn ở chỗ này không có gánh nặng, hôm nay nhưng là cùng một cái cô bé chung một chỗ, hẳn biết, liền từ nàng vào tay đi, nàng nếu như xảy ra chuyện, họ Diệp sẽ không ngồi nhìn bỏ mặc. Đến lúc đó, hắn vừa xuất hiện hẳn phải chết, còn như người nữ oa này, ta cũng nhân tiện tay giúp ngươi giải quyết hết, coi là đưa tặng. Cụt một tay người thần bí âm chắc chắc thanh âm truyền tới Vạn Kim Hùng trong tai. Vạn Kim Hùng sắc mặt nhiều lần biến ảo, suy nghĩ luôn mãi, cắn răng gật đầu. Trần Phong thi thể xử lý xong đi, lệnh công tử sự việc, mời nén bi thương. Cụt một tay người thần bí xoay người dậm chân rời đi, ta đi chuẩn bị một tí, dẫn hắn mắc câu. Ngay tại hai người đạt thành ăn ý, quyết định hành động thời điểm, nhà này trang nghiêm lại trang nghiêm bên trong cao ốc, sâu kín thổi qua một món màu xanh nhạt sương mù, lại liền cường đại kia cụt một tay cổ võ người tu luyện, cũng không chút nào phát hiện. Cái này một chút màu xanh nhạt sương mù, theo Vạn gia trang viện ra, hướng vậy hai người vận chuyển Trần Phong thi thể người đàn ông thổi tới. Người nói, gia chủ cho tới nay phụng là thượng khách cổ võ người tu luyện, làm sao như thế tùy tiện bị người xóa bỏ. Cầm đầu người đàn ông buồn bực nói. Ngươi không có thấy, người tuổi trẻ kia cứ như vậy tiện tay đem người liền giải quyết hết, chúng ta cũng không thấy rõ, mấu chốt hắn tại sao không giết chúng ta. Phía sau người đàn ông chép miệng, tỏ ý trên tay thi thể. Nếu là Diệp Thần ở đây, nhất định có thể nhận ra hắn, cái đó cuối cùng bị xui xẻo thúc giục an bài thu thập đến tiếp sau này cùng với trả tiền người đàn ông. Ngươi ở hiện trường, mau nói cho ta một chút cụ thể tình tiết. Cầm đầu quần áo đen người đàn ông một mặt bát quái, hai người đi tới một bên cây nhỏ lá bên trong, cầm ra xẻng, bắt đầu đào hố. Là như vậy, ngay tại hai người nói chuyện phím công phu, vậy một món màu xanh nhạt khói mù chậm rãi từ Trần Phong thi thể lỗ mũi ra tràn vào. Một khắc sau, chết đi Trần Phong lần nữa mở hai mắt ra. Hắn sâu kín đứng dậy, đang đào cái hố tổ hai người không ý thức chút nào dưới tình huống. Vậy đôi bản chính lão Bắc Kinh dày vải không phát ra nửa điểm tiếng vang, lặng lẽ rời đi. Hình ảnh quay về. Diệp Thần đem Lưu Tử Hàm đưa về trường học sau đó, Lưu Tử Hàm hiển nhiên có chút không thôi. Diệp đại ca, người có điện thoại và WeChat sao? Diệp Thần ngẩn ra lắc đầu một cái, tạm thời còn không có. Lưu Tử Hàm có chút bất ngờ, dẫu sao hiện tại người nào không có điện thoại di động. Diệp đại ca nhìn như cũng không xem người thiếu tiền nha. Diệp đại ca, ngươi chờ ta mấy phút. Nói xong, Lưu Tử Hàm liền hướng một phương hướng đi. Qua không bao lâu, Lưu Tử Hàm liền thở hồng hộc chạy đến cửa trường học, đưa ra một cái hộp nói, Diệp đại ca, cái điện thoại di động này ngươi cầm, đây là trước phòng ngủ làm ADSL đưa, bên trong có thẻ, ngươi cầm xài trước, như vậy chúng ta cũng có thể liên lạc. Diệp Thần nhìn trước mặt hộp, dở khóc dở cười. Mình một lần hoa hạ, liền không tránh được ăn bám. Bất quá dưới mắt mình quả thật cần một cái điện thoại di động, cũng có thể gián tiếp trợ giúp Lưu Tử Hàm. Hắn cảm ơn Lưu Tử Hàm, chính là rời đi. Dẫu sao năm đó Lưu Tử Hàm giúp mình cũng nên trả lại phần này nhân quả. Trọng yếu hơn chính là, lần này trở về, nhìn thấy cái đầu tiên người quen là Lưu Tử Hàm, chẳng biết tại sao đối với Lưu Tử Hàm có một loại vô hình cảm giác thân thiết. Một thân một mình lắc lư ở Việt Thành đầu đường Diệp Thần. Hồi tưởng mình hạ xuống sau ngắn ngủi mấy tiếng bên trong phát sinh hết thảy, tựa hồ có vật gì đó ở vô hình chung quấy nhiễu mình trước kế hoạch. Nguyên vốn cho là tối nay xuất hiện cổ võ người tu luyện Trần Phong, thông qua hắn có thể dính dấp ra một ít bí mật, không nghĩ tới quay đầu lại nhưng chỉ là một bất ngờ. Như vậy, hết thảy các thứ này. Diệp Thần trong lòng bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ, điệu hổ ly sơn. Chẳng lẽ có người biết ta từ vực ngoại đi tới hoa hạ? Thầm nói một tiếng không ổn, Diệp Thần ánh mắt nhìn về vậy xa xôi chân trời bên Thanh Long Sơn Mạch. Một giây kế tiếp, Diệp Thần liền chuẩn bị biến dạng hư không, nhưng mà, Diệp Thần linh khí còn chưa vận dụng, trên bầu trời lôi kiếp liền lăn tới. Giống như diệt thế. Diệp Thần nhìn một cái thương khung, lắc đầu một cái, quá mạnh mẽ cũng là một loại phiền não. Thôi, vẫn là phi hành đi đường đi. Cùng lúc đó, Trần Phong bóng người vậy hướng cùng Diệp Thần giống nhau phương hướng, nhanh chóng chạy vào. Muốn không được bao lâu, Trần Phong bóng người đến vị trí ký định,
người tới trễ, lão tam. Nguyên đồi núi bên trên chậm rãi hiện ra hai người khác thân hình, hướng về phía Trần Phong nói. Bên này độ cao so với mặt biển quá cao, cổ thân thể này còn không thích ứng, ở trong tuyết tiến về phía trước có chút miễn cưỡng, làm trễ nãi thời gian. Trần Phong thanh âm khàn khàn mở miệng nói. Nơi đây có người trấn thủ, bất quá người phụ nữ kia đã bị chúng ta giải quyết, không nên trễ nãi thời gian, bắt đầu đi. Tạm thời tới giữa, đúng vùng dãy núi hung quang phân bố, khí tức quỷ dị bắt đầu tràn ngập. Ở phía trước đi Thanh Long Sơn mạch trước, Diệp Thần mở ra lưu tử hàm đưa cho hắn hộp, mở ra lúc đó, phát hiện có một cái tin nhắn ngắn. Diệp đại ca, ngại quá quấy rầy ngươi, có chuyện muốn mời ngươi giúp một tay, bản thân ta Hoàng Linh Linh lập tức phải qua sinh nhật, đến lúc đó sẽ cử hành sinh nhật tiệc, ngươi có thể hay không cùng ta một khối đi nha. Diệp Thần nhìn trong màn ảnh hai hàng chữ, xoa trán một cái. Hắn từ vực ngoại trở lại Hoa Hạ, thật ra thì không hề muốn dính quá nhiều chuyện. Nhưng vực ngoại bố cục phức tạp, dưới mắt cái này chất phác nhất người, nhưng lại để cho hắn muốn phải bảo vệ một chút trong lòng yên lặng. Con bé này, Trần chờ một lát, Diệp Thần vẫn là cầm điện thoại di động lên trở về một cái tin. Mấy ngày nay có chuyện, phải rời khỏi Việt Thành, có thể sẽ trễ giờ trở về, nếu như có thể gặp phải, nhất định đi. Diệp Thần mới vừa để điện thoại di động xuống, lại là chớp mắt. Được rồi, nhìn dây trở về hai chữ. Lắc đầu một cái, dựa theo thời gian, nhất định là không đuổi kịp. Sau đó, Diệp Thần cất điện thoại di động, dựa theo trước tuyến đường, đi Thanh Long Sơn Mạch. Một ngày sau, Diệp Thần bóng người xuất hiện ở Thanh Long Sơn Mạch vùng lân cận, dãy núi này hàng năm mệt mỏi tháng đông tuyết không thay đổi, trừ một ít thám hiểm ba lô khách, cơ hồ rất hiếm vết người. Diệp Thần đạp tuyết mà đi, vạn dặm vô ngân, tốc độ cực nhanh. Rất nhanh, hắn bước chân ngừng lại. Hắn nhìn phía trước cách đó không xa một tòa lụi bại không chịu nổi nhà lá, lại có một cái quạ đen cùng tiên hạc ở cổng vũ. Ngược lại là có khác một phen ý cảnh. Thậm chí chẳng biết tại sao, Diệp Thần võ tổ đạo tâm cũng vì vậy đọng lại mấy phần. Cái này chẳng lẽ cũng cùng Hoa Hạ linh khí dị biến có liên quan? Tản đi. Diệp Thần khẽ than một tiếng, hướng về phía phương xa bàn tay nhẹ nhàng vung lên, một cổ gió mát phất qua, vậy quạ đen cùng lão hạc theo gió cùng tản đi. Vạn vật có linh, Hoa Hạ linh khí nếu như phát triển chiều hướng tốt ngược lại cũng không tệ, chỉ sợ trở thành người có lòng công cụ. Ban đầu Hoa Hạ khối kia luân hồi huyền bi tại sao phải tới nơi này, chẳng lẽ nơi này chính là nàng đại bản doanh? Còn nói là nơi này và linh khí dị biến có liên quan. Diệp Thần đã cảm giác được nơi đây nồng đậm hơi thở, linh khí dị biến ngọn nguồn có thể và đây có quan. Ừ, tuyết rơi. Diệp Thần giơ tay lên. Một phiến bát giác tràng hoa tuyết tán lạc ở trong tay, sau đó hóa thành một giọt máu loãng. Vị trí này, linh mạch nghịch lân chỗ bắn tán loạn máu loãng, xảy ra chuyện. Diệp Thần sắc mặt ngưng trọng, không làm chút nào dừng lại về phía trước đi sâu vào. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, chỉ chốc lát sau liền không qua chân. Chẳng lẽ tuyết này? Diệp Thần híp mắt ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời, đang suy tư chút gì? To lớn hoa tuyết thành phiến rơi xuống. Vẫn tiến về phía trước ở sườn núi Diệp Thần thoáng qua đã bạc đầu. Một tầng thật dày tuyết trắng giống như là to lớn mền, bao trùm ở cái nhìn này không nhìn tới đỉnh quả nhiên thung lũng, lóe nhiếp nhân tâm phách ánh sáng bạc. Ánh sáng phúc mãn, rất xa cuối thiên địa móc nối thành tuyến, mơ hồ núi giới. Gió nổi lên, lạnh thấu xương gió lạnh, không ở cuốn lên hoa tuyết nện ở Diệp Thần trên mặt. Diệp Thần cũng không có dùng linh khí xua tan tuyết. Mà là cúi đầu, yên lặng đi vào. Kéo kẹt nhanh chóng tiến lên dấu chân phát ra tiếng vang xen lẫn tiếng gió là thiên địa này minh tấu. Ừ, một cước đạp vào tuyết động thật dày bên trong, đột nhiên, Diệp Thần cảm giác được cái gì. Diệp Thần tay áo vung tay lên, sức lực gió lay mở một tầng tuyết xương, hắn hạ một góc ống tay áo hiển lộ ra, nhìn chăm chăm xem chút, một cái nhợt nhạt tay vững vàng khóa lại hắn mắt cá chân. Diệp Thần trên mặt cũng không chút nào thác loạn vẻ mặt. Hắn dè đặt dọn dẹp vùng lân cận tuyết động, dưới tuyết động là một tên cô gái trẻ tuổi thi thể. Quần áo bình thường, nhưng lại cho người một loại quỷ dị cảm giác, nàng vậy trương nhiếp nhân tâm phách thảm bột mì bàng coi là thật đáng sợ. Tinh khí và tu vi, bị hoàn toàn hút đi. Cái này Thanh Long Sơn Mạch là Hoa Hạ linh mạch chi địa một trong, hẳn là phúc thủy tường trời,
tại sao có thể có một cổ thi thể đàn bà bị tuyết rơi nhiều chôn sâu? Trải qua khổ chiến, không địch lại, ngã lăn nơi này. Diệp Thần nhìn trước mắt hết thảy các thứ này, cũng không có lên tiếng, chỉ là chân mày nhíu thật chặt, một lát sau Diệp Thần chậm rãi mở miệng. Vị này, đạo hữu, gặp nhau tức là duyên phận, người tâm ý ta đã biết, hoa hạ linh mạch sẽ không có bệnh, an tâm đi đi. Vừa dứt lời, vậy chặt siết chặt Diệp Thần mắt cá chân tái nhợt tay, lên tiếng đáp lại buông. Xem ra, đã xảy ra chuyện. Diệp Thần quanh thân tản mát ra sát khí nồng nặc, đây là hắn hạ xuống trái đất tới nay, lần đầu tiên tức giận, dù là trước khi Vạn Chính Hào, ở hắn trong mắt, cũng bất quá là lòe thiên hạ mà thôi. Một đường mang ngút trời sát ý Diệp Thần đi tới linh mạch ngọn nguồn chỗ, linh mạch như rồng, màu xanh màn sáng đã bao phủ toàn bộ đỉnh núi, ngọn nguồn chỗ một đạo ẩn chứa hủy diệt ý quy luật mảnh vỡ đang không ngừng tàn phá, ngăn cản linh mạch đầu rồng cùng thân rồng khép lại thế. Quả nhiên, lại là cái này quen thuộc hơi thở, cùng Việt Thành thời điểm cảm nhận được giống nhau như đúc, nhưng lực lượng này nhưng là khác xa lắc xa lơ, xem ra không chỉ là một người nơi là, trận pháp này. Và vực ngoại võ đạo có chút quan hệ, Diệp Thần nhàn nhạt nói. Đối với hoa hạ linh mạch cùng với long mạch ra tay, hắn ngụ ý chính là vì tăng nhanh linh khí dị biến. Diệp Thần nhìn trước mắt phá hoại linh mạch trận pháp, nếu như trực tiếp phai mở cái này cổ hủy diệt phép tắc lực lượng, liền sẽ kể cả hoa hạ khí vận vậy sẽ xóa đi, nếu không phải can dự, chính là tương đương với chậm chạp tử vong, thật là cưỡi hổ khó xuống cục diện. Đây là, Diệp Thần nhìn mặt đất vậy làm phép người lưu lại chân ngựa, cẩn thận tra xem. Trên mặt đất bất ngờ giữ lại một cái dấu chân, thi triển trận pháp người hẳn là trong cơ thể linh lực không yên, đưa đến quy luật lực tiết ra ngoài, lưu lại dấu chân dính liền bộ phận quy luật hơi thở, tuyết rơi nhiều lại không có đem che giấu đi, mặc dù yếu ớt, vẫn còn không tan hết. Còn chưa đi xa, Diệp Thần trong lòng đốc định nói. Đợi một chút, cái dấu chân này Diệp Thần có dũng khí cảm giác đã từng quen biết, nhưng lại không nhớ nổi. Diệp Thần mình hồi tưởng mình hạ xuống trái đất mỗi một đoạn nhớ lại, tài xế taxi, Lưu Tử Hàm, Vạn Chính Hào. Không đúng, là hắn. Diệp Thần đầu óc bên trong thoáng qua vậy bị hắn một chưởng đập bể quanh thân kinh mạch, sức sống hoàn toàn không có cổ võ người tu luyện. Người nọ lúc ấy mặc chính là lão Bắc Kinh giày vải, chính là cái dấu chân này, tuyệt đối không sai được. Hơn nữa người này bị mình đánh một chưởng, nơi có cơ năng thân thể hư hại, đưa đến vậy đoạt xác người thi triển trận pháp lúc mới có quy luật lực tiết lộ. Xem ra sự việc xa không có đơn giản như vậy. Diệp Thần học chung với nơi này, hồi tưởng lại quên một mắt linh mạch đầu rồng chỗ vậy tùy ý bạo ngược quy tắc lực. Ba ngày, tìm được những người này cũng thanh trừ, quy luật lực có thể rõ ràng. Lấy ta tự thân quy luật gia trì, linh mạch chính gặp đỉnh cấp kỳ, có thể tự khỏi bệnh. Nghĩ đến chỗ này, Diệp Thần bước chân không dừng lại nữa, hướng dưới núi đi. Vạn Chính Hào trước từ nơi này vạn ra vào tay, Diệp Thần trong mắt bên trong trải qua một chút dùng mình. Tích tích tích, vào thời khắc này, điện thoại di động vang lên lần nữa, bất quá là một cái không biết dãy số. Alo, người khỏe, Diệp Thần theo thói quen hỏi. Cái số này hẳn chỉ có Lưu Tử Hàm biết mới đúng, có thể Lưu Tử Hàm như muốn tìm mình, vì sao phải đổi dãy số. Không nghĩ nhiều nữa, Diệp Thần trực tiếp nghe điện thoại. Ngươi khỏe, ngươi là Diệp Đại ca sao? Ta là Hoàng Linh Linh, là Lưu Tử Hàm bằng hữu, Lưu Tử Hàm nàng không biết tại sao. Thật giống như chúng độc, Việt Thành đệ nhất bệnh viện bác sĩ liên hiệp cùng xem bệnh cũng không có biện pháp, nàng đã lâm vào hôn mê. Thanh tỉnh thời khắc tối hậu trong miệng một mực kêu ngươi tên chữ. Bên đầu điện thoại kia lo lắng thanh âm truyền tới. Diệp Thần nghe vậy, trong lòng lộp bộp một tiếng, nói ta lập tức chạy về đi. Chuyển cáo bác sĩ, bảo đảm ta đến trước, Lưu Tử Hàm sức sống không tiêu tan là được. Cúp điện thoại Diệp Thần lại cũng không đoái hoài được người khác ánh mắt, thân thể ngay tức thì bay lên trời, giống như sao rơi vạch qua hoa hạ bầu trời, mục tiêu, Việt Thành. Hắn mơ hồ đoán được cái gì? Sợ rằng chuyện này và vạn gia thoát không khỏi liên quan. Tốt ngươi cái vạn gia, ta đang muốn tìm các ngươi đâu, lại mình đưa tới cửa, đã như vậy, đừng trách ta lòng dạ độc ác. Bất quá một nén nhang công phu, Diệp Thần bóng người đã xuất hiện ở Việt Thành Bệnh viện Nhân dân số 1 cửa. Bệnh viện nơi cửa chính không có trong tưởng tượng 6 người chật trội dáng vẻ, đang ngược lại, 4 bề vắng lặng. Lưu Tử Hàm tình huống cụ thể như thế nào chưa từng biết được,
không có chút nào nhàn hạ thoải mái chú ý những thứ này việc nhỏ không đáng kể. Diệp Thần bước nhanh hướng bệnh viện cao ốc đi. Người kia dừng bước, tất cả người không được bước vào nơi đây nửa bước. Cửa bệnh viện, mấy tên ăn mặc đồng phục người lao ra ngăn trở, mắt lộ ra hung quang. Chuyện gì xảy ra, chúng ta tới dò bệnh cũng không để cho đi vào, bệnh viện là nhà các ngươi mở. Đúng vậy, chính là, còn có vương pháp hay không, ban ngày ban mặt phong tỏa bệnh viện, ai cho các ngươi quyền lợi. Bệnh viện một tòa cao ốc trước cửa tụ tập một chồng lớn người, nhìn vậy đã đứng lên canh gác ký hiệu, quần chúng bên trong đông đảo rối rít. Mấy tên đồng phục nam tử rút ra gậy cảnh sát, để ngang trước ngực, ý không cần nói cũng biết, dám can đảm đến gần người, tự gánh lấy hậu quả. Diệp Thần thấy một màn này, con người đông lại một cái, sinh lòng kỳ quái, chẳng lẽ mình rời đi nhiều năm như vậy, bệnh viện cũng đổi được bá đạo như vậy. Diệp Thần không có dừng lại nhịp bước, hai tay chắp sau lưng, quanh thân phun trào ra một cổ vô hình khí lưu, làm đến gần đám người lúc đó, sóng người tự đi bị lực lượng vô hình kia tách ra. Liền liền vậy mấy tên tư nhân hộ vệ cũng là quỷ dị phát hiện mình thân thể đang không ngừng lui về phía sau. Không qua bọn họ rất nhanh liền chú ý tới Diệp Thần chuẩn bị bước vào bệnh viện, vội vàng rút ra súy côn liền hướng Diệp Thần rút ra tới, thằng nhóc thúi, người nghe không hiểu tiếng người. Liền làm cây gậy muốn đập về phía Diệp Thần, dị biến nổi lên, chẳng biết tại sao, có một cổ nhàn nhạt khí lưu vần quanh ở Diệp Thần quanh thân, đưa đến cây gậy kia căn bản không cách nào đến gần. Diệp Thần tự nhiên không thể nào đối với những tiểu nhân vật này ra tay, như cũ hai tay chắp sau lưng bước vào bệnh viện, thậm chí nhịp bước cũng không có dừng lại. Hôm nay nhà ta tiểu thư Trương Nhược Yên đang cùng đệ nhất bệnh viện thần y cùng xem bệnh, bất tiện người ngoài đặt chân, xin các hạ thưởng ta Trương ra một cái mặt mũi, ngày sau nhất định có hậu tạ. Ngay tại lúc này, một tên mặc màu đen ăn mặc cao lớn nam tử chậm rãi từ lâu Vũ Thiên Môn đi ra, chậm rãi lập cùng Diệp Thần trước mặt chạm đỉnh. Hắn nhìn ra Diệp Thần không phải là người tầm thường, hôm nay đang gặp phải tiểu thư cùng xem bệnh, hắn không muốn gây thêm rắc rối. Ngươi là ai? Diệp Thần chỉ là liếc hắn một mắt, hỏi. Tam gia, thằng nhóc này là tới gây chuyện, ngài. Bên cạnh một gã hộ vệ mắt gặp lão đại mình tới, lập tức chỉ cao khí ngang bắt đầu tố cáo. Ta không thời gian cùng các người nói nhảm. Diệp Thần ánh mắt đột nhiên đông lại một cái, vô tận sát ý phun trào. Ta là Trương gia, cao lớn nam tử lời còn chưa nói hết, chính là cảm giác được mình tựa như bị ác ma để mắt tới, hai chân chẳng biết tại sao run rẩy, sau lưng lại là hoàn toàn ướt đẫm, rồi sau đó, hắn chỉ cảm thấy một hồi gió lay qua, nhất thời trước mắt cả kinh, hắn lại bay ra ngoài. Diệp Thần cũng không có tâm tình nghe hắn phát biểu, hắn chỉ nghe được trước ba chữ, ta họ Trương, một giây kế tiếp, kể cả tại chỗ mấy tên hộ vệ đều ở đây cùng trong chốc lát bị ném ra ngoài. Mọi người có thể tiến vào. Diệp Thần không mặn không lạt ném xuống như thế một câu nói, dẫn đầu đi vào, đám người chố mắt nghẹn họng nhìn phát sinh trước mắt tuồng tính một màn, không biết ai trước kêu một giọng, ngay sau đó chính là sáu người mãnh liệt tư thế không thể ngăn trở. Mấy tên hộ vệ sau này trong mấy năm cũng không thể nào tin nổi, trải qua gia tộc nghiêm khắc huấn luyện, có thể cùng lính đặc chủng đánh cận chiến mà không rơi hạ phong Trương gia hộ vệ đội, ở nơi này xa lạ nam tử bên cạnh. Liền gà con mà cũng không bằng. Diệp Thần bóng người ở bọn hộ vệ tỉnh hồn lại một khắc đó trở đi, liền đã tới trên lầu. Hắn linh thức mở, xác định Lưu Tử Hàm vị trí. Cùng lúc đó, bệnh viện một gian phòng làm việc. Như Yên, thứ cho ta nói thẳng, liền trước mắt kỹ thuật y liệu thủ đoạn tới xem, Việt Thành bệnh viện nhân dân số 1 tất cả máy nhập cảng dụng cụ đã mọi phía cho ngươi đã làm kiểm tra, cũng không phản ứng dị thường. Nhưng chứng bệnh của ngươi lại quả thật tồn tại, đúng là để cho ta không có đầu mối chút nào sao? Giang bá bá, liền ngài cũng bó tay. Vậy ta có phải hay không đã bên trong phòng làm việc một tên mặc te tua màu tím áo khoác, mặt mũi tinh xảo cô gái trẻ tuổi Lê Hoa mang nước mắt nói. Nếu là có người ngoài ở chỗ này, định sẽ kinh hô thành tiếng, đây không phải là thường xuyên ở trên TV làm khách các loại tiết mục siêu nhân khí nữ minh tinh Trương Nhược Yên sao? Tại sao lại ở đây một gian nho nhỏ bên trong phòng làm việc thất thanh chảy nước mắt nước mũi? Người tình huống trước mắt, cùng trước đây không lâu đưa tới một tên cô gái trẻ tuổi mà tương tự, nàng bị đưa tới lúc đó, đã là hôn mê bất tỉnh, cứ việc các hạng kiểm tra cũng làm, nhưng như cũ không tìm được đúng bệnh phương pháp, duy nhất biết phải, nàng các hạng thể trinh đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất, tiếp tục như vậy nữa, chưa đủ nửa ngày, liền sẽ
Việt Thành Bệnh viện Nhân dân số 1 viện trưởng Giang Cửu Lương cau mày nói. Nàng tình trạng cùng ngươi tương tự, nhưng cái này chứng bệnh, nhưng là so ngươi muốn nghiêm trọng nhiều, ta đợi hồi chuẩn bị cùng nước Mỹ chuyên gia liên hiệp cùng xem bệnh, nếu là có thể tìm được ứng đối phương pháp, người gốc bệnh cũng có thể trừ, thả lỏng, chờ ta tin tức. Giang Cửu Lương tiếp tục nói. Mặc dù lời nói đầy ắp hy vọng, nhưng hắn lời nói tới giữa sắc mặt ngưng trọng, có thể tưởng tượng được khó khăn kia có thể so với lên trời. Bên ngoài thanh âm gì, làm sao như thế ồn ào? Tâm trạng xuống Trương Nhược Yên không khỏi sinh lòng tức giận, đẩy cửa hướng ra phía ngoài nhìn lại, một đạo bay nhanh bóng người vừa có đúng lúc hay không từ nàng bên người lướt qua, Trương Nhược Yên một cái không cẩn thận, lảo đảo, thương thương đứng. Người có bệnh à, chạy đi đầu thai, Trương Nhược Yên phẫn nộ quát. Diệp Thần tạm hoãn bước chân, quay đầu nhìn về Trương Nhược Yên, cùng lúc đó mấy tên hộ vệ từ thang lầu khúc quanh đuổi theo, mắt gặp chủ tử ở bên cạnh, cũng không dám lỗ máng. Thu liếm vẻ mặt, bước chậm chạy đến Trương Nhược Yên tai trước nói nhỏ. Trương Nhược Yên sắc mặt mấy độ biến ảo, chợt căm tức nhìn Diệp Thần nói, là ngươi người thả tiến vào. Nàng thân phận tôn quý, lại là minh tinh, tới bệnh viện liên quan đến rất nhiều riêng tư, tự nhiên không thể có người ngoài quấy rầy. Nếu là có người tâm ra ánh sáng đến trên lưới, vậy đối với nàng tất nhiên có rất ảnh hưởng lớn. Diệp Thần không nói, quay đầu liền muốn đi, hiện giai đoạn mà nói. Lưu Tử Hàm trọng yếu nhất. Có thể Trương Nhược Yên gầy nhỏ trắng như tuyết cánh tay ngó sen nhưng là đột nhiên kéo lại Diệp Thần, người ở phòng làm việc trước trộm nghe chúng ta nói chuyện, muốn vừa đi liễu chi. Nàng trong đầu nghĩ, trận bệnh viện đúng là mình có lỗi trước, đổi cái lý do gây khó khăn hắn, nếu là tiếp không được, tại chỗ là được dạy bảo Diệp Thần. Ừ, Diệp Thần một hồi không nói, phải nói không nghe lén đi, mình linh thức hồi đó quét nhìn, còn thật liền nghe. Người có bệnh, liền đầu óc cũng không mang. Diệp Thần không che giấu chút nào nói. Người Trương Nhược Yên tức giận, sắc mặt tái xanh, chỉ mấy người sau lưng nói, ta muốn hắn chết. Nàng thanh âm một số gần như tê hô lên, người nói không muốn, người nghe có lòng, một câu nói này, hoàn toàn đốt Trương Nhược Yên đáy lòng sâu nhất đau. Nàng thật có bệnh, nếu không lại làm sao sẽ tới bệnh viện. Nhưng mà cái bệnh này, người khác không có tư cách biết. Mấy tên hộ vệ mắt gặp chủ tử lên tiếng, có lòng kháng cự, dẫu sao mới vừa cùng Diệp Thần động thủ hình ảnh còn rành rành trong mắt, đánh chết người ta. Nói đùa sao? Mắt gặp mấy tên hộ vệ còn đứng tại chỗ ấp úng không dám động, một số gần như mất trí Trương Nhược Yên trở tay mấy nhớ cái tát vang dội vung ở trên mặt mấy người, một bọn hộ vệ giận mà không dám nói gì, bụng mặt đứng ở một bên. Vẫn cảm giác được chưa hết giận Trương Nhược Yên sải bước về phía trước. Đưa tay hướng về phía Diệp Thần chộp tới. Nhưng mà để cho tất cả người không có dự liệu được, đáp lại Trương Nhược Yên, nhưng là Diệp Thần một cái hơn nữa giòn vang bạt tai. Bót! Trương Nhược Yên cặp mắt một hồi thất thần, nàng không dám tin tưởng. Lại có người dám đánh nàng bạt tai. Nàng từ nhỏ đến lớn, thậm chí còn sau đó thi vào kinh thành điện ảnh học viện, tiến vào vòng giải trí, trở thành rực cháy tay có thể nóng minh tinh, con đường đi tới này. Có thể chưa bao giờ bị người đánh, thậm chí là một cái tát. Ngươi là Việt Thành đệ nhất thần y, Giang Cửu Lương. Diệp Thần lại nữa xem cái đó điên người phụ nữ, quay đầu hướng về phía một tên ăn mặc áo khoác dài màu trắng người đàn ông trung niên. Giang Cửu Lương vừa muốn mở miệng, Diệp Thần vậy băng hàn thanh âm chính là truyền tới. ICU Lưu Tử Hàm tình trạng như thế nào? Ta là tới cứu nàng. Diệp Thần nói như đinh chém sắt, ánh mắt híp một cái. Tỏ ý để cho vị này viện trưởng, Việt Thành đệ nhất thần y nhanh chóng dẫn đường. Hắn mặc dù có thể hoàn toàn dựa vào tự mình giải quyết, nhưng cuối cùng quá mức kinh thế hãi tục, cái này Giang Cửu Lương đối với hắn dưới mắt mà nói, còn hữu dụng. Giang Cửu Lương tạm thời tới giữa không biết làm thế nào là tốt, nhưng Diệp Thần mang cho hắn cảm giác bị áp bách quá mãnh liệt, tựa như đối mặt mình là một tôn bao trùm thiên địa cao nhất đế vương vậy. Giờ khắc này... Hắn không từ đâu tới tin trước mặt cái này chưa từng gặp mặt người tuổi trẻ. Lưu Tử Hàm phòng bệnh cách mới vừa phát sinh nhạc đệm viện trưởng phòng làm việc bất quá mấy cái quẹo cua, hai người rất nhanh là đến trước phòng bệnh, Diệp Thần cách cửa kiếm nhìn trên giường bệnh không có chút huyết sắc nào vậy trương gương mặt, không nói một lời. Y tá ở một bên giới thiệu Lưu Tử Hàm mới nhất bệnh trạng. Giang Cửu Lương chân mày vặn thành một dây thừng, thời khắc này hắn thật là bó tay. Để cho tất cả người rời đi. Đóng cửa máy thu hình, Lưu Tử Hàm bệnh, ta tới giải. Diệp Thần trực tiếp hạ lệnh đuổi người,
Giang Cửu Lương nhìn trước mắt cái này tản mát ra khí thế ngút trời người tuổi trẻ, hàm răng mấy độ cắn chặt, vẫn là hướng bên ngoài phất phất tay, tất cả người lui ra, trong hành lang chỉ còn lại có hai người. Diệp Thần đẩy cửa vào, đi tới trước giường bệnh, cầm Lưu Tử Hàm tay, ngón trỏ đi động mạch chỗ một thả, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đây cũng không phải là giống vậy độc, người hạ độc, thật là ác độc tim. Lại đối với một cái tay trói gà không chặt cô gái ra tay. Chẳng lẽ linh khí dị biến sau hoa hạ, mạng người cứ như vậy không đáng tiền. Có vấn đề, Giang Cửu Lương gặp Diệp Thần sắc mặt không tốt lắm xem, hỏi. Không việc gì, có thể rõ ràng. Diệp Thần nắm lên một bên dao giải phẫu, dứt khoát ở Lưu Tử Hàm ngón trỏ trái đầu ngón tay tìm một vết thương, hai ngón tay để ở hắn kinh mạch chỗ, vừa định vận chuyển bát quái thiên đan thuật, bệnh viện bầu trời chính là mây đen đầy vải, sấm sét vần quanh. Diệp Thần liếc một cái thương khung, lại nữa vận dụng bát quái thiên đan thuật, ước chừng tâm pháp vận chuyển, phối hợp quanh thân linh lực điều động hội tụ tại đầu ngón tay, ở Lưu Tử Hàm mấy cái huyệt vị chỗ, bày ra mấy cái thuốc trận. Bát quái thiên đan thuật cấp bậc quá cao, hoa hạ quy tắc tất nhiên không chịu nổi, chỉ có thể dùng phương pháp đơn giản nhất. Bất quá những năm này Diệp Thần ở vực ngoại, đối với y đạo nắm giữ hơn nữa thành thạo, trở lại nguyên trạng, tự nhiên có ra nhiều thủ đoạn. Nhìn lén la lén lút Diệp Thần, Giang Cửu Lương kinh ngạc vạn phần, như vậy chữa trị thủ đoạn, chưa bao giờ nghe. Chỉ gặp Diệp Thần mấy cái đi vị đứng yên, bất quá mấy giây thời gian. Lưu Tử Hàm bên trái đầu ngón tay vậy bị Diệp Thần cắt rời lưỡi đao chỗ, tích tích đậm đặc tanh hôi máu đen rơi xuống. Lưu Tử Hàm thảm không có chút máu gương mặt đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Một bên Giang Cửu Lương kinh ngạc há to miệng, ước chừng có thể nhét một quả trứng gà. Điều này sao có thể? Đây là hạng y thuật. Trung y. Vẫn là cái gì? Đơn giản là thần tích. Chốc lát sau, Lưu Tử Hàm thong thả tỉnh lại. Cái này Giang Cửu Lương hơn nữa kinh hãi, hắn tay run rẩy chỉ trên giường Lưu Tử Hàm, lại nhìn vọng mặt không cảm giác Diệp Thần, tạm thời tới giữa lại là im miệng. Đường đường Việt thành đệ nhất thần y, lại là như vậy thất thố. Cảm ơn bác sĩ, xin hỏi ngài xưng hô như thế nào? Mới vừa tỉnh lại Lưu Tử Hàm, hoàn toàn không biết tình huống, nhìn áo khoác dài màu trắng, theo bản năng lấy là bác sĩ cứu mình. Không, cô gái nhỏ. Cái này, đây có thể cùng ta không quan hệ, đều là đứng ở ngươi trước mặt vị này nhỏ nha không, thần y cứu ngươi. Giang Cửu Lương xấu hổ, vội vàng chỉ một bên Diệp Thần. À, Diệp đại ca, Lưu Tử Hàm hơi khiếp sợ, bất quá nghĩ đến 5 năm trước Diệp đại ca tựa hồ cũng đem phụ thân chữa hết. Mặc dù không hiểu, Diệp đại ca như vậy trẻ tuổi thế nào sẽ có loại y thuật này, nhưng lá trên người anh trai vốn là tràn đầy ra nhiều thần bí. Ngươi vừa cứu ta, Diệp đại ca, Lưu Tử Hàm lại chữ trùng trùng cắn âm, trên gương mặt dâng lên lau một cái đỏ ửng. Tình yêu nam nữ không để ở trong lòng Diệp Thần, lại sao sẽ chú ý tới những chi tiết này, chỉ là cười một tiếng, nhẹ khẽ gật đầu, nhàn nhạt nói, không vấn đề lớn lao gì, chờ lát nữa mang người đi về nghỉ, bệnh viện hoàn cảnh quá huyên náo. Lưu Tử Hàm ngoan ngoãn gật đầu, giờ khắc này thần tượng đang dần dần thăng cấp là tình nhân trong mộng. Cái đó. Thần y, dám hỏi ngài xưng hô như thế nào? Một bên Giang Cửu Lương lúng túng cười một tiếng, cũng không dám quấy rầy cao nhân đối thoại, gặp tình thế xong hết rồi, rốt cục thì lấy dũng khí hỏi. Trong đầu hắn thoáng qua rất nhiều thần y danh hiệu, nhưng lại không có một cái cũng như này trẻ tuổi. Ngược lại là Diệp Thần bị như xưng hô này, có chút không biết làm sao, ta họ Diệp. Nhàn nhạt bật thốt lên ba chữ. Nguyên lai là Diệp Thần y, lão hủ cả gan. Muốn cùng ngài học tập y thuật, dám hỏi. Giang Cửu Lương lần nữa lấy dũng khí, muốn bái sư. Lòng dạ nhỏ mọn của hắn làm sao trốn được Diệp Thần pháp nhãn, còn không kể xong, đã là bị Diệp Thần ngăn lại, ta lánh đời thói quen, chẳng muốn hỏi tới thế tục, nếu không phải hôm nay ta bằng hữu này gặp nạn, cũng sẽ không tùy tiện đến thăm. Nghe vậy, Giang Cửu Lương ánh mắt dâng lên vẻ thất vọng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bất quá, chuyện hôm nay nhưng là được phiền toái Giang lão một phen, đối bên ngoài tuyên bố, là ngài diệu thủ hồi xuân, cứu ta bằng hữu này, thành tựu báo đáp, phương diện y thuật nghi nan tạp chứng, ta có thể cùng ngài tham khảo một hai. Diệp Thần hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt nói. Giang Cửu Lương nghe vậy, con người ngạc nhiên mừng rỡ cực kỳ, giống như là một đứa nhỏ vậy đổi giận thành vui,
gật đầu liên tục. Đã như vậy, vậy chúng ta đi ra ngoài đi, người bên ngoài vậy đợi lâu. Diệp Thần nhìn Lưu Tử Hàm, nhẹ giọng nói. Mời, Giang Cửu Lương dè đặt, vội vàng làm một động tác tay. Một bên Diệp Thần thấy vậy, làm một chớ có lên tiếng động tác tay, ý đây đều là bí mật giữa chúng ta, bên ngoài trước mặt người cũng không thể bại lộ. Giang Cửu Lương biểu thị rõ ràng, sửa sang lại trước ngực áo dài, dẫn đầu ưỡn ngực đi ra ngoài, Diệp Thần cùng Lưu Tử Hàm theo sát phía sau. Toàn bộ hành lang tất cả bác sĩ y tá cũng kinh ngạc nhìn Giang Cửu Lương sau lưng hai người, nhất là Lưu Tử Hàm. Đây là tình huống gì, cái cô gái này mà không phải lập tức phải. Làm sao hiện tại vui sướng? Trong đám người có nhân viên y tế phát ra nghi vấn. Tạm thời tới giữa, tiếng huyên náo truyền tới. Hụ hụ, mới vừa cùng Lá Thần, Diệp Tiểu Hữu câu thông thời điểm, lúc ngẫu nhiên có linh cảm, toại thử một lần, quả thật có thể được. Giang Cửu Lương một câu nói, trong đám người xôn xao hơi ngừng, thay vào đó là không ngừng tiếng vỗ tay, như sấm động. Đám người bên trong Trương Nhược Yên tự nhiên mắt thấy một màn này, ác độc ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú Diệp Thần, nàng hướng về phía bên tai vậy mới vừa rồi cái đầu tiên bị Diệp Thần tát bay hộ vệ đội trưởng thấp giọng dì tai trước. Diệp Thần bén nhạy linh thức thời gian đầu tiên bắt được cái này bất thiện ý đồ, hắn ánh mắt run lên, lạnh thấu xương sát khí phóng thích, nhìn về Trương Nhược Yên các người. Một đám người bình thường nơi nào gặp qua cái này cùng chiến trận, thần nhìn chăm chú, người phàm sao có thể mong đợi đạt tới. Trương Nhược Yên nhắm mắt giơ lên điện thoại di động, muốn vỗ xuống Diệp Thần cùng Lưu Tử Hàm tấm ảnh, thật tốt điều tra, sau đó bán ra. Rắc rắc mau tiếng động ở cửa trong nháy mắt, nàng vội vàng để điện thoại di động xuống, sợ bị phát hiện. Diệp Thần cùng Lưu Tử Hàm ở Giang Cửu Lương dẫn, cùng với mọi người đường hẻm ủng thốc bên trong rời đi, dĩ nhiên. Nơi này nhân vật chính coi là thật thuộc về Giang Cửu Lương, đệ nhất thần y tên không hết truyền, tất cả đại đầu cái điên cuồng đưa tin, tạm thời tới giữa đầu ngọn gió không lượng, vậy là hắn sau bể đầu sứt chán chôn xuống một quả lựu đạn. Cùng lúc đó, Trương gia, Trương Nhược Yên chỗ ở. Một tòa cực độ xa hoa đứng ở đám mây lớn bình tầng. Trương Nhược Yên ngồi ở trước cửa sổ sát sàn, trong tay phe phẩy ly rượu chát, vậy gò má đẹp đẽ phủ đầy mây đen. Mà trước cửa sổ sát sàn sát một tấm ảnh. Tấm ảnh có chút quỷ dị. Một cái thân ảnh mơ hồ kéo một cô gái rời đi. Chính là Diệp Thần và Lưu Tử Hàm. Diệp Thần thành tựu người tu luyện, võ đạo và khí trận đều là vượt qua Hoa Hạ Thiên Đạo tồn tại, vậy máy chụp hình muốn ghi chép hắn, chân thực rất khó. Thật là kỳ quái, điện thoại ta xem làm cao như vậy, vì sao chỉ riêng cái này như vậy mơ hồ. Thật là tà môn. Người đi điều tra một tí bên người hắn cô bé kia, lợi dụng hệ thống dư luận công kích nàng, thuận tiện liên lạc một tí hợp tác thủy quân truyền thông công ty, cầm sự việc làm tự nhiên một chút. Hiện đại xã hội, giết người làm sao cần tự mình ra tay đâu. Có lẽ danh tiếng chính là minh tinh vũ khí. Trương Nhược Yên hướng về phía dưới quyền hung tợn dặn dò một câu nói, nhìn vậy Trương mơ hồ tấm ảnh, rơi vào trầm tư. Tấm ảnh bên trong. Trong đám người tất cả mọi người đều ở vỗ tay hoan hô cười to, chỉ có Diệp Thần mặt mũi mơ hồ không rõ. Một đêm yên lặng, sáng sớm hôm sau, dưới bầu trời trước mông lung tiểu vũ. Vạn gia linh đường. Quảng trường lớn như vậy bên trên, ngừng đầy đủ loại các dạng xe sang. Mercedes-Benz, Rolls-Royce, Bentley vân. Người lui tới lưu, cùng một màu đen chính trang, ngực kẹp trước một chi màu bạc thép chế đóa hoa. Vô số đỉnh màu đen dù tách thả ra ở trên quảng trường, tích tích lịch lịch tiểu vũ từ dù diêm chỗ nhỏ xuống. Buổi sáng 10 giờ, tăng gõ chuông. Một vị ước chừng 50 tuổi trên dưới, đầu tóc bạc trắng mang mắt kiếng gọng vàng người đàn ông trung niên, đứng ở trước xếp trên bậc thang, tiếp đãi các phe khách tới. Người đàn ông trung niên chính là Vạn Chính Hào phụ thân, chết đi là hắn con trai, xảy ra chuyện đột nhiên, nghe tin đã là một đêm bạc đầu. Hắn chính là Vạn Kim Hùng. Thành tựu Việt Thành, Quảng Đông Minh Thương Hội đầu rồng, Vạn Thị gia tộc người trưởng đà. Chợt liếc nhìn lại, hắn cùng người đi đường bình thường vậy không việc gì, không có vậy vênh váo hung hăng cảm giác bị áp bách, ngược lại nhìn qua hiền hòa nho nhã. Vạn Kim Hùng đứng yên, không nói một lời. Xin chia buồn. Tam giáo cửu lưu, các sắc nhân các loại, hoặc đi tới phụ cận, hoặc chạy chậm tới, vỗ vỗ Vạn Kim Hùng bả vai, trầm giọng nói. Vạn Kim Hùng gật đầu tỏ ý, dòng người thay nhau nhảy vào linh đường,
khom người tế bái, người ba nén hương. Trong quan tài kiếng, người mất hiên nghỉ. Nơi cổ họng vậy bị đũa xuyên thấu vết thương, đi qua liễm trang sư mỹ hóa, đã không nhìn ra nhiều ít dấu vết. Vạn gia đối bên ngoài tuyên bố là chết tại bất ngờ. Nhưng chân chính sự thật là như thế nào, cùng ngày người ở chỗ này trong lòng hiểu rõ, nhưng không ai dám nói rõ. Xin chia buồn. Chia buồn người càng ngày càng nhiều. Vạn Kim Hùng đuổi gật đầu một cái tỏ ý, không thích không bi, từ hắn vậy bình tĩnh gương mặt bên trên, không nhìn ra bất kỳ tâm trạng chập chờn. Nhập linh đường người càng ngày càng nhiều, trước xếp trên bậc thang Vạn Kim Hùng đốt một điếu thuốc, hít mạnh một hơi. Một cái cụt một tay người thần bí đi tới Vạn Kim Hùng bên người, hắn nhìn lại người đến một mắt, hôm nay, giúp ngươi lấy Diệp Thần mạng chó. Cụt một tay nam tử lên tiếng nói, tiện nhân kia, bị Diệp Thần cứu. Cho nên đâu, Vạn Kim Hùng lại hít mạnh một hơi trong tay thuốc lá. Ta sẽ xử lý tốt, thời gian 5 năm, đủ để thay đổi quá nhiều đồ, ta sẽ để cho hắn rõ ràng, 5 năm trước, hắn chói mắt vô cùng, 5 năm sau đó, hắn bất quá là một cổ thi thể. Người cụt một tay nhẹ giọng nói. Hôm nay tang lễ sau khi kết thúc, ta thì phải hắn chết. Vạn Kim Hùng nhìn thẳng Lâm Hùng. Được, Lâm Hùng đỡ chán than thở. Hắn biết trước mắt cái này nhìn như bình tĩnh đàn ông đã ở bùng nổ ranh giới. Lâm Hùng vẫn là thỏa hiệp. Thời khắc này Lâm Hùng rất là nhức đầu, người nọ giao phó cho mình nhiệm vụ. Ở Việt Thành kéo Diệp Thần, nếu có năng lực, đánh chết. Mặc dù có trợ lực, nhưng Diệp Thần thực lực, vẫn là bí mật. Không chỉ Diệp Thần thực lực là mê, những tên kia làm sao phát hiện Diệp Thần vậy vẫn là cái mê. Lâm Hùng dương mắt nhìn bầu trời một chút. Đưa tay ra cảm thụ mưa thu tí ti lạnh lẽo, hắn tâm tình đột nhiên thanh tĩnh lại, thà lo được lo mất, ngược lại không như trực tiếp giải quyết dứt khoát, xóa bỏ Diệp Thần, có lẽ thật sự là một nước cờ hay. Giết một cái đã từng chói mắt đến mức tận cùng kinh thành võ đạo người thứ nhất, ngược lại là đối với hắn võ đạo có thể tăng lên rất nhiều. Bất quá, nếu Vạn Kim Hùng thiết tim muốn báo thù, như vậy tùy hắn đi đi, mình bao chính là, như chân thực không thể là, vạn gia. Vậy thì bỏ đi. Ngay tại Lâm Hùng chuẩn bị nhập linh đường thời điểm, sau lưng nhưng là vang lên từng đạo tiếng bước chân nặng nề. Cái này tiếng bước chân nhìn như nặng nề, nhưng cho người một loại cực kỳ quỷ dị cảm giác. Chính gặp Lâm Hùng cùng Vạn Kim Hùng mấy người nghi ngờ để gặp, một cái quan tài bị người mang đến Vạn gia linh đường trước. Chân thực ngại quá, Diệp mỗ người tới trễ một bước, một chút tâm ý, mời Vạn gia chủ nhận lấy. Diệp Thần bên trong mặc liền một bộ bằng phẳng màu trắng tây trang, không qua đầu gối màu đen áo choàng dài khoác lên người, ở mấy chục mét bên ngoài, che dù đứng. Hắn từng bước một bước lên cấp, hướng linh đường bước vào. Diệp Thần ra sân cũng không có dẫn được đám người ngắm nhìn, hôm nay lui tới xã hội danh lưu không đếm xuể, không biết nội tình có khối người, mà trước Diệp Thần hành động đã thực hiện, người biết, ngày hôm nay mới không đến góp náo nhiệt này. Dẫu sao Vạn gia đắc tội một cái cao thủ không biết tên. Hắn lại tới thật. Vẫn là như vậy ưu nhã cùng ung dung. Hiện trường có người hai tay không tự chủ lay động. Giết người khác con trai, lại vẫn đích thân tới chia buồn. Còn mang quà một cái quan tài. Vạn Kim Hùng mặc dù không có mắt thấy con trai bỏ mình dáng vẻ, nhưng tình hình bây giờ hắn không cần nghĩ cũng biết cái này là ai. Vạn Kim Hùng ánh mắt đổi được lãnh lệ, thẳng tắp nhìn Diệp Thần. Vô tận sát ý phun trào. Diệp Thần tựa hồ lòng có cảm giác, dương mắt nhàn nhạt quét một tí Vạn Kim Hùng, mở miệng nói. Thượng bất tránh hạ tắc loạn, nội thành đầu đường công khai trêu đùa bạn ta, sau chuyện này còn muốn đưa nàng vào chỗ chết. Ngươi nói cái này nợ, tính thế nào? Chẳng lẽ các ngươi Vạn gia thật lấy là có thể nắm giữ người khác sống chết? Diệp Thần bình tĩnh thanh âm mang không có gì sánh kịp xuyên thấu lực. Nói nhảm cái gì, nếu đã tới. Ngươi thiện mệnh, ta thu. Vạn Kim Hùng mở miệng nói. Tất cả mọi người đều không ngờ tới sự việc sẽ như vậy đi về phía. Vạn tiên sinh đây là thế nào? Bỗng nhiên nổi điên. Xuyệt, đừng nói chuyện, cái này cũng không nhìn ra được sao. Có người đập bãi tới. Vạn gia tựa hồ đắc tội nhân vật lớn, Vạn gia đại thiếu bỏ mình có thể cùng người này có quan hệ cực lớn. Vạn gia vậy thiếu gia, không có tính người cũng coi là chết không hết tội. Lui tới chia buồn đám người ngươi một lời ta một lời, có chút mắt gặp tình thế không ổn, trực tiếp lòng bàn chân mạt du, chạy ra. Mọi người đều là kim tiền lợi ích chói, một khi liên quan đến sống chết,
ai dám tùy tiện đứng đội. Huống chi vạn gia ngày thường vậy không thiếu lấn áp những gia tộc khác. Các vị thương giới các tiền bối, vô sự liền mỗi người đi làm việc đi, Diệp Mỗ cùng ta vạn gia có chút thù cũ thanh toán, đến lúc đó làm bị thương các vị, coi như cái mất nhiều hơn cái được, hôm nay là ta vạn gia thất lễ, ngày sau tất tới cửa nói xin lỗi. Trong lời nói khiêm tốn lễ độ nhưng là không cho phép nghi ngờ. Nhất ngôn ký xuất, vốn là lưa thưa đám người, hoàn toàn giải tán hết sạch. Ngươi còn muốn xem tới khi nào? Vạn Kim Hùng cùng Diệp Thần bốn mắt nhìn nhau, nghiêm giọng nói, lời ấy một lời hai nghĩa. Động thủ. Vạn Kim Hùng nghiêm túc quát một tiếng, linh đường trước khi trên quảng trường từng đạo bóng người chui ra, mấy hơi thở tới giữa, trăm tên tư nhân hộ vệ đem Diệp Thần bao vây. Tự đưa tới cửa, ngược lại là thay ta tỉnh không ít chuyện mà, ta có thể không có ý định cho ngươi lưu toàn thây. Vạn Kim Hùng hừ lạnh một tiếng. Diệp Thần bịt tai không nghe thấy, mục chỉ tinh thần, chút nào không đem Vạn Kim Hùng coi ra gì. Một thân một mình, tiếp tục bước lên cấp. Mỗi tiến một bước, hắn vậy ngưng tụ vậy ác liệt sát khí thì càng sâu một phần, tạm thời tới giữa, một người lại đem trăm người bước lui. Lão Kim, những người này cũng không phải là hắn đối thủ, để ta đi. Người cụt một tay Lâm Hùng thanh âm truyền tới, Diệp Thần lên tiếng đáp lại nhìn lại, trong đám người vậy không tầm thường chút nào người trung niên đang nhìn chằm chằm Diệp Thần không dừng được quan sát, tay cụt chỗ ống tay áo theo mưa gió chập chờn. Là ngươi, Diệp Thần luân hồi huyết mạch còn có một cái chỗ tốt, trí nhớ cực kỳ khủng bố, hắn loáng thoáng nhớ lại người trung niên này người. Mặc dù năm đó người trung niên này người cũng không phải là nhân vật chính, nhưng như cũ và bản thân có nhân quả dính. Bất quá để cho Diệp Thần bất ngờ phải, hoa hạ linh khí dị biến, lại để cho tên này thực lực tăng tăng đến chỗ này. Đây nếu là thả mấy năm trước, căn bản không có thể. Lâm Hùng hừ lạnh một tiếng, Diệp Thần, 5 năm, ngược lại là không nghĩ tới ngươi lại sống trở về, vừa vặn, cái này tay cụt thù, hôm nay cũng cùng ngươi một khối thanh được rồi. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng ngươi cưỡng ép vượt ranh giới, bị quy tắc lực vặn cổ, trọng thương ngươi có thể tung lên sóng gió gì. Lâm Hùng nghiêm túc quát một tiếng, bóng người giống như quỷ mị, trong tay ám gai lột, trực kích Diệp Thần ngực. Diệp Thần động một cái không nhúc nhích, ám gai tốc độ ánh sáng phá vỡ ngực Tây Trang, nhưng vậy giới hạn nơi này, không thể lại tiến thêm chút nào. Lâm Hùng khó có thể tin nhìn vậy chỉ vững vàng bấu vào cổ tay mình ngón tay thon dài, người không có bị. Lời còn chưa dứt, Diệp Thần một cái tay đao vạch qua, Lâm Hùng vậy còn sót lại một cánh tay bị đoạn hạ. À! Một tiếng gào thét vang khắp chân trời, Diệp Thần hai ngón tay vạch qua Lâm Hùng cổ, ngay sau đó một cái đầu lâu phóng lên cao, xương máu che mục. Diệp Thần một cước đá văng ra vậy miệng không quan, đầu lâu vững vàng rơi vào, chết không nhắm mắt nhìn về linh đường phương hướng. Cái phế vật này, lại không nhịn được một lần hợp, Diệp Thần bị thương trên người, tình báo có sai lầm. Một đạo thân ảnh trôi giạt rồi biến mất, dưới chân vậy đôi bản chính giày vải phá lệ rõ ràng. Diệp Thần tự nhiên chú ý tới hết thảy các thứ này, hắn theo Lâm Hùng ánh mắt nhìn về Vạn Kim Hùng, thời khắc này người sau mắt thấy này luyện ngục cảnh tượng, thần kinh đã tan vỡ, điên kêu bậy bạ. Trăm tên hộ vệ trố mắt nhìn nhau, không người dám động một bước. Người con trai chết không hết tội, còn như đối với nàng người hạ thủ, ta đã tại chỗ xử tử, người Vạn Kim Hùng thậm chí còn vạn gia, bất quá sắc phàm tục gia, ta không khai sát giới, ta cùng vạn gia cướp, đến chỗ này vì thế. Như ngươi còn dám đối với bên người ta người động thủ, vạn gia diệt môn. Diệp Thần hôm nay không thể nào giết sạch tất cả người, hắn hồi hoa hạ có càng chuyện trọng yếu phải làm, tự nhiên không dự định ở vạn gia tốn nhiều tâm tư. Nói xong, Diệp Thần túi điện thoại reo, Diệp Thần liếc mắt một cái tin tức. Diệp đại ca, ngươi lúc nào tới đây? Trên quảng trường gần trăm người đám người, nhìn vậy đi xa che dù hình bóng biến mất ở trên trời quang giáp nhau cuối. Mới thở phào nhẹ nhõm, mà vậy bao phủ đám người trong lòng khói mù, bình xanh cũng khó xóa đi. Thanh niên kia rốt cuộc là lai lịch gì? Tại sao sẽ có như thế kinh khủng hơi thở? Bọn họ cảm giác mình nhìn thấy không phải một người, mà là một tôn tới từ địa ngục ma thần. Hai tiếng sau đó, Việt Thành Đại học Sư phạm, thao trường. Diệp Thần nhìn về một bên cùng mình đồng hành bước chậm ở sư đại tá vườn Lưu Tử Hàm, khẽ cau mày. Con bé này vì sao từ vừa mới bắt đầu cứ như vậy mặt mày ủ rột. Lưu Tử Hàm, Diệp Thần hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt mở miệng, cũng không gặp đáp lại.
Ước chừng mấy giây sau, à, Lưu Tử Hàm thần kinh căng thẳng nghi vấn nói. Nghĩ gì vậy, không yên lòng, Diệp Thần hỏi. Lưu Tử Hàm ngón tay bóp nặn vạt áo, muốn nói lại thôi, cuối cùng nói, được rồi, không việc gì. Ngay tại lúc này, Diệp Thần phát hiện chung quanh sư lớn học sinh nhìn về hai người bọn họ ánh mắt đều tràn đầy nghiền ngẫm. Thời khắc này Diệp Thần lần nữa mở linh thức, chung quanh hết thảy đều rõ ràng truyền tới. Các ngươi nghe nói không? Đệ nhất bệnh viện phát sinh sự kiện kia. Lưu Tử Hàm dựa trên một cái người giàu có, nghe nói cái đó nam còn cùng Trương Nhược Yên có chút quan hệ, chính là bởi vì chuyện này, Trương Nhược Yên phong tỏa bệnh viện, còn cùng bên cạnh nàng cái đó nam tranh cãi một hồi. Lúc ấy thật là nhiều người cũng nhìn thấy. Đều đã lên tất cả lớn sàn tìm kiếm, hot, có chút nổi danh bác chủ tất cả đi ra ăn dưa. Cái này Lưu Tử Hàm vẫn là hoa khôi trường học, thật là không biết xấu hổ, hừ. Tạm thời tới giữa, sư đại tá vườn tràn ngập tất cả đều là Lưu Tử Hàm mặt trái tin tức, có thể con bé này cứng rắn là không nói tiếng nào, không muốn cho mình thêm loạn. Diệp Thần con ngươi híp lại, xem ra cuối cùng là địa phương có người thì có giang hồ. Hắn bỏ qua Trương Nhược Yên, chẳng muốn sanh sự, kết quả đối phương lại dùng mình sức ảnh hưởng đối với Lưu Tử Hàm ra tay. Tử Hàm, tin tưởng ta, hết thảy rất nhanh cũng sẽ đi. Diệp Thần mở miệng nói. Lưu Tử Hàm thân thể mềm mại ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn xem Diệp Thần, tựa hồ người đàn ông này trên người có một loại ma lực thần kỳ, hắn nói sự việc, nhất định có thể làm được. Ta tin tưởng ngươi, Diệp đại ca. Giờ khắc này, Lưu Tử Hàm chân thành cười, mà không phải là mới vừa rồi vậy cường nhan cười vui. Sau một nén nhang, Diệp Thần đưa đi Lưu Tử Hàm, hắn suy nghĩ luôn mãi, vẫn là bấm một cái đã lâu dãy số. Hắn cũng không xác định số này gõ có hay không dùng. Dẫu sao 5 năm này tới, cảnh còn người mất, Diệp Lăng Thiên trước kia cũng nói Hoa Hạ và Côn Lôn hư cách cục đều thay đổi. Ám điện những tên kia còn ở sao? Điện thoại rất nhanh tiếp thông. Là ta, nhanh tới. Đơn giản 4 chữ, cúp điện thoại di động. Cùng lúc đó, Hoa Hạ một cái không biết tên căn cứ bên trong cao ốc, một cái to lớn người đàn ông thân thể không ngừng đang run rẩy. Hắn hốc mắt tràn đầy không thể tin. Thậm chí vậy như thiết giống vậy hai tròng mắt, lại dần dần ửng đỏ. Cuối cùng, rơi xuống một giọt lệ nóng. Người đàn ông này lại khóc. Người đàn ông này, bị cổ võ giới và Hoa Hạ thế giới dưới đất gọi là Biển Máu Long Vương. Tại sao kêu Biển Máu Long Vương? Bởi vì có hắn ở địa phương, tất nhiên là một mảnh huyết hải. Mà đây để cho vô số người sợ hãi Biển Máu Long Vương, còn có một cái tên chữ. Hắn kêu Lục Lăng Phong. Đã từng tổ chức sát thủ huyết mai điện người điều khiển. Ở gặp phải Ninh Ba thiếu niên sau đó, gia nhập ám điện, quật khởi hậu thế. Giờ phút này Lục Lăng Phong chân thực quá kích động. Hắn thật là không thể nào tin nổi. Hắn nghe cái đó vô số ngày đêm cũng để cho hắn làm nhiệt huyết thanh âm. Đó là ám điện cao nhất điện chủ thanh âm. Cái đó bị mọi người gọi là Diệp Tiên Sinh tồn tại. Trở về. Đụng. Lục Lăng Phong kích động một quyền đập ở trước mặt thép bàn bên trên. Thép bàn ngay tức thì hóa là bột. To lớn thanh âm càng làm cho căn cứ tất cả mọi người đều giật mình. Lục Lăng Phong chế trụ nội tâm kích động tâm trạng, đi tới ngoại môn, nhìn từng vị ở huấn luyện ám điện thành viên, nói. Ám điện tất cả người đợi lệnh, ta phải đi ra ngoài một chuyến, tất cả người làm xong chuẩn bị chiến đấu. Lục Lăng Phong một mực nhiệm vụ chính là trấn thủ Hoa Hạ. Trở thành Hoa Hạ ám điện thần bí nhất chấp hành quan, có lẽ phổ thông người dân chưa từng nghe cái này một cổ lực lượng, nhưng nó ở toàn bộ Hoa Hạ tầng trên nhân vật nổi tiếng cùng với võ đạo giới bên trong, thanh minh như sấm bên tai. Nó xuất hiện, đại biểu thanh trừ và tắm máu. Đây là một chi không bị bất kỳ chính thức và đơn vị nắm giữ lực lượng thần bí, đã từng thi hành qua vô số lần hành động, lập được chiến công hiển hách, nhưng lại chưa bao giờ ở trước mặt thế nhân xuất hiện. Nhiều năm như vậy, điện chủ rốt cuộc trở về. Lục Lăng Phong líu díu một câu, nhanh chóng leo lên một chiếc màu đen xe sấp, vội vã đi. Điện thoại nguồn đã điều tra xong, ở Việt Thành sư lớn vùng lân cận. Lục Lăng Phong dưới quyền một tên chiến sĩ kính một cái tiêu chuẩn tác chiến lễ nghi, cung kính nói. Chuẩn bị máy bay, lập tức bay đi Việt Thành. Lục Lăng Phong quyết định thật nhanh nói. Không quá nửa tiếng, cả người hình to lớn, quanh thân tản ra cực mạnh khí thế giàu kinh nghiệm tóc ngắn nam tử. Đi vào Việt Thành sư lớn cạnh một nhà tầm thường quán ăn nhỏ. Điện chủ,
thuộc hạ làm việc bất lực, mời trách phạt. Nam tử lấy xuống kính mát, cần phải quỳ xuống một thanh niên trước mặt, một hồi sức lực gió lay qua, đầu gối nhưng là làm sao vậy không xuống được. Hai người chính là Lục Lăng Phong cùng Diệp Thần. Điện chủ thực lực, lại như vậy sâu không lường được, xem ra Diệp Lăng Thiên ban đầu miêu tả không có bất kỳ khoa trương. Lục Lăng Phong trong lòng thầm giật mình, xoay đầu lại cũng là bình tĩnh lại, Diệp Thần nhưng mà 5 năm trước cũng đã phi thăng người, nhà không, hẳn là thần. Ngươi còn tới cái này một bộ, Diệp Thần tức giận nói. Lục Lăng Phong gãi đầu một cái, hì hì cười nói. Ngồi, một khối ăn chút, nhà bọn họ xiên que không tệ. Diệp Thần cười nói. Được rồi, lão bản, lại tới mấy chai rượu. Lục Lăng Phong cái mông một tòa, trực tiếp hô. Có cái chuyện nhỏ, gần đây bạn ta, nàng kêu Lưu Tử Hàm, bị người đẩy lên Internet trên đỉnh sóng, người sau lưng là một cái kêu là Trương Nhược Yên nữ minh tinh. Diệp Thần cầm giấy lên cân lau miệng dầu tí. Trương gia nha đầu, ta biết. Lục Lăng Phong trong mắt vừa chuyển, trầm giọng nói. Đừng quá đáng, ta lần này trở về là có chuyện quan trọng xử lý, không hy vọng gây quá lớn. Diệp Thần nhìn Lục Lăng Phong nặng nề diễn cảm, rất sợ hắn hiểu sai mình ý, trực tiếp giết người diệt khẩu. Điện chủ nói đùa, Lục Lăng Phong cũng là cười một tiếng. Diệp Thần buông xuống đôi đũa trong tay, Lục Lăng Phong biết, chính để muốn tới, Lăng Thiên rời đi hẳn vài ngày rồi, gần đây Hoa Hạ tình huống thế nào? Linh khí dị biến, để cho cục võ đạo Hoa Hạ thế phức tạp, đã từng ám điện chấp trưởng hết thảy, nhưng hôm nay, võ đạo thông thiên viên đạo phong thế lực cực kỳ mạnh mẽ, cũng may viên đạo phong rất ít hỏi tới Hoa Hạ sự việc, bất quá hắn ở Hoa Hạ có một ít người theo đuổi, trong đó đã biết là một cái kêu là Lâm Hùng người. Ta cùng vậy Lâm Hùng mấy lần giao thủ, nhưng đều bị hắn chạy khỏi. Lục Lăng Phong trịnh trọng nói. Lâm Hùng đã bị ta chém chết, bất quá rất nhiều thứ, cũng cảm giác có chút vấn đề, nhưng là, vạn gia là cửa đột phá, theo con đường này tra một chút. Diệp Thần mở miệng. Cái gì, Lâm Hùng? Lục Lăng Phong kinh ngạc, Lâm Hùng ở Hoa Hạ, thực lực nhưng mà cực kỳ cường đại tồn tại, lại. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu. Nơi này đồng thời, Lục Lăng Phong điện thoại di động reo. Hắn tiếp điện thoại xong sắc mặt trầm xuống. Diệp Thần động tác trên tay cũng là một lần, rất hiển nhiên, lấy hắn cảm giác cũng đã biết được. Thanh Long Sơn Mạch. Còn có thứ nhất tình báo, viên đạo phong bên kia, hắn bộ chúng bị người lần nữa tụ họp, đã chạy tới Thanh Long Sơn Mạch. Lục Lăng Phong sắc mặt trầm xuống. Lên đường, Diệp Thần vừa dứt lời, thân hình đã hướng ra phía ngoài chạy đi. Mấy giờ sau đó? Không đúng. Diệp Thần ổn định thân hình. Chừng nhìn cái này nóng bức dưới mặt trời gay gắt đoàn người lui tới. Sau lưng Lục Lăng Phong tựa hồ cũng là ý thức được cái gì, đổi được cẩn thận một chút. Ở bên kia, Diệp Thần bóng người cơ hồ biến mất, đã tới trong góc hẻm nhỏ. Lục Lăng Phong theo sát phía sau, mặc dù là trái đất trên người tu luyện, nhưng ở Diệp Thần trước mặt, đúng là múa rìu trước cửa nhà lỗ ban. Trong thoáng qua, hắn đã không đuổi kịp Diệp Thần tốc độ, mất đi phương hướng. Diệp Thần theo dõi vậy cổ dị thường hơi thở, một mực đi vòng qua một cái ngõ cụt bên trong, hơi thở tản ra ngọn nguồn đúng là ở chỗ này. Nhưng trong ngõ hẻm không có một bóng người, chỉ có vậy một bên lật úp thùng rác ở tản ra từng cơn hôi thối. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, vừa định lan truyền linh thức, lại phát hiện cái gì? Xem ra là trúng kế. Đây là Diệp Thần phản ứng đầu tiên, nhưng là một giây kế tiếp hắn khóe miệng liền xẹt qua lau một cái nghiền ngẫm nụ cười. Muốn chơi, ta liền cùng ngươi chơi. Cùng lúc đó, Lục Lăng Phong bóng người ở nơi này Việt Thành thành khu trong hẻm nhỏ giống như là một con ruồi không đầu vậy xuyên tới xuyên lui, nhưng là không thu hoạch được gì. Một chút màu xanh nhạt khói mù chậm rãi từ sau lưng hắn thổi qua, Lục Lăng Phong nhưng là không có chút nào phát hiện. Đáng chết! Đang hắn phiền muộn để gặp, vậy quanh quẩn ở sau lưng hắn màu xanh ra trời khói mù bên trong, lộ ra một cái trắng bệch tay gầy nhom trưởng. Cùng Lục Lăng Phong cảm thấy được thời điểm, là lúc đã chậm. Hắn vừa quay đầu lại, một trường vững chắc in ở ngực hắn, Lục Lăng Phong thân thể xem đạn đại bác vậy bắn ra ra, nặng nề đập vào một bên trên vách tường. Hụ, búng máu tươi lớn từ miệng sừng phún ra ngoài, một trường này ai xuống, Lục Lăng Phong đã là nỏ hết đà. Hắn vùng vẫy đứng dậy, nhưng là cả người mỗi một tế bào truyền tới đau nhức nhưng là thời khắc đang hành hạ trước Lục Lăng Phong thần kinh.
Màu xanh da trời khói mù bên trong bóng người chậm rãi đi ra, bản chính giày vải vẫn như cũ là không có phát ra nửa điểm tiếng vang, hắn đã tới Lục Lăng Phong trước mặt. Lục Lăng Phong khó khăn ngẩng đầu lên nhìn lên trên, là ngươi. Ông già cũng không cảm thấy bất ngờ, chủ nhân của cái thân thể này trước kia cũng là hoa hạ người võ đạo giới vật, lẫn nhau tới giữa đánh đối mặt, lại bình thường bất quá. Chỉ là ông già vậy trắng bệch không có chút máu mặt mũi rất là đáng sợ, phủ đầy tia máu cặp mắt con ngươi bên trong, dâng lên một chút màu xám cho sẫm. Chính là bữa trước đi theo Vạn Chính Hào sau lưng, cần phải khiêu khích dạy bảo Diệp Thần mà bị giết ngược vị kia họ Trần ông già, Trần Phong. Khặc 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 khặc, Trần Phong phát ra làm người sợ hãi tiếng cười quái dị, một lát sau, hắn cho đen tím bầm môi khải hợp, ngươi là Diệp Thần bộ hạ cũ, giết ngươi, liền đủ để cho hắn nổi điên. Hắn sẽ ở trong tòa thành thị này tìm hung thủ, vì ngươi trả thù. Mục đích chuyến này của ta, cũng đạt tới. Lục Lăng Phong ánh mắt lơ lửng, điện chủ bất quá mới vừa trở về, các ngươi tại sao phải như vậy? Xem ở ngươi cái này người sắp chết phân thượng, ta liền nói cho ngươi, đem hắn kéo ở chỗ này, cùng Thanh Long Sơn mạch long khí vừa tán, bàn cờ này mới thật sự bắt đầu. Bàn cờ này, có thể không đơn thuần và hoa hạ có liên quan. Ngươi biết chưa? Đến lúc đó, mảnh đất này linh khí đem hoàn toàn hồi phục, giới vách đá đả thông, nơi đây đem cùng vực ngoại nối liền. Tới ở đất này nhân tộc, bất quá là chút con kiến hôi thôi, mất đi là bọn họ tốt nhất nơi quy tụ. Bất quá, ta chủ nhân có thể khác có dự định, hoa hạ mọi người, nhưng mà Diệp Thần nghịch lân, nếu như những thứ này nghịch lân trở thành hắn tâm ma, Diệp Thần sẽ như thế nào? Trần Phong tự nhiên giải thích mình hoành vĩ lam đồ, đến lúc đó vực người ngoại lai, bọn họ đúng là đầu đẳng công thần, từ đây một bước lên mây. Thì ra là như vậy. Một bên Lục Lăng Phong, lau mép một cái vết máu, chậm chạp đứng dậy. Ừ, ngươi không có bị thương. Trần Phong kinh hãi, một khắc trước còn hấp hối người, lúc này lại hoàn hảo không tổn hao gì đứng lên. Ngươi, Trần Phong nhất thời cảm thấy không ổn. Ngay tại lúc này, trên bầu trời mây đen từng cơn, nguyên bản trời trong hoàn toàn biến mất, vô số sấm sét ở trong mây đen ẩn núp. Cực kỳ quỷ dị. Đồng thời, Lục Lăng Phong sau lưng hư không biến dạng, một đạo lãnh đạm bóng người chỉ như vậy xuất hiện, hai tay chắp sau lưng. Chính là Diệp Thần. Diệp Thần lãnh đạm trong mắt nhìn lướt qua thương khung, lẩm bẩm nói, trước mắt tới xem, ngắn ngủi khoảng cách biến dạng hư không ngược lại không sẽ để cho hoa hạ thiên đạo có quá lớn phản ứng. Bất quá vẫn là dùng một phần nhỏ thì tốt hơn. Sau đó, Diệp Thần vỗ vỗ Lục Lăng Phong, nói, diễn xuất cực khổ, ngươi đi về trước đi, nơi này giao cho ta. Lục Lăng Phong lắc đầu một cái, điện chủ, không khổ cực. Ngay lập tức, Lục Lăng Phong thương thế liền hoàn toàn khôi phục. Lục Lăng Phong đối với Diệp Thần dĩ nhiên là vô cùng tin tưởng, hắn sâu đậm nhìn một cái Trần Phong, rồi sau đó liền biến mất ở giữa trời đất. Cái này, mà giờ khắc này, Trần Phong kinh hãi ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, hắn mặt mũi nhiều lần biến ảo. Cái này Diệp Thần lại có thể tùy ý biến dạng hư không? Không để ý hoa hạ quy tắc. Hơn nữa xem ra đây bất quá là một đĩa đồ ăn. Diệp Thần ngươi. Trần Phong đầu tiên là kêu lên một tiếng, trong thoáng qua chính là chấn định lại, nhìn đứng cách đó không xa Diệp Thần, hắn biết lần này là bị gài bẫy. Nếu biết bí mật của chúng ta, ngày hôm nay, lưu ngươi không được. Trần Phong hừ lạnh một tiếng, bước nhanh vào tới. Lãnh vực mở ra. Hắn tự biết mình thân thể này. Trong người trước khi chết cũng đã bị Diệp Thần đánh nát kinh mạch toàn thân, cho nên đoạt xác sau vậy vẫn như cũ là hơi thở không yên, mới sẽ biến thành cái này người không ra người, quỷ không ra quỷ dáng vẻ. Như vậy trạng thái cùng Diệp Thần chiến đấu, không khác nào là tự sát. Hắn triển khai lãnh vực, muốn ở đặc thù trong không gian, chém chết Diệp Thần. Chỉ gặp Diệp Thần quanh thân không gian bắt đầu vặn vẹo, từ Trần Phong trong cơ thể, một đạo màu xanh ra trời quỷ ảnh bay ra. Nắm hắn cánh tay, cùng biến mất ở tại chỗ. Trần Phong thi thể ở thời khắc tối hậu bị vứt bỏ, ngã xuống một bên trong đống rác. Một nơi bên trong không gian. Một tên ông lão bóng người hiện ra, màu xanh da trời hoa áo lót hiện ra hết cao quý. Thằng nhóc, người thật là có thể dày vò, bất quá hôm nay, nơi này sẽ là người đất chôn xương. Từ đầu đến cuối không nói gì Diệp Thần, nhìn trước mắt hiển lộ hình dáng ông già, hắn lên tiếng. Xem ra, ngươi là đế thích thiên phái tới,
Đế Thích Thiên thành tựu tâm ma đứng đầu ở Hoa Hạ chôn rất nhiều con cờ, muốn lấy Hoa Hạ là ván cờ, tâm ma xâm nhiễm, sau đó đối với ta ra tay. Đây là hắn hậu thủ, âm thầm nói trước bố cục, ngược lại cũng là nhân vật. Hắn ngược lại là rất có đại cuộc ý thức, như hắn kế hoạch thật thành công, có lẽ Hoa Hạ thật có thể trở thành ta tâm ma, đến lúc đó ta lại là dễ bị Đế Thích Thiên khống chế. Bất quá, các người tựa hồ nhiều năm trước đã tới rồi, tin tức nhưng có chút ở phía sau, người có biết trước đây không lâu, Đế Thích Thiên mới vừa và ta ở địa tâm vực giao thủ. Hắn và Huyền Cơ Nguyệt hai người liên thủ, đều không phải là ta đối thủ. Lão kia người ngẩn ra, còn người phóng đại nói, cái gì địa tâm vực, điện chủ không phải đối thủ của ngươi. Ngươi thật lấy là ta nguyên ma tử dễ lừa gạt như vậy. Chuyện này không thể nào, ngươi thực lực làm sao có thể sẽ là tâm ma đứng đầu và vận mệnh đứng đầu đối thủ. Ta hạ xuống Hoa Hạ thời điểm, ngươi thực lực bất quá là con kiến hôi. Thật là buồn cười. Lúc đầu ngươi kêu nguyên ma tử. Diệp Thần ánh mắt híp một cái, khóe môi nhếch lên nghiền ngẫm. Hắn quét mắt chung quanh, phát hiện cái này cái gọi là lãnh vực ngược lại là và Tự Tại Thiên có chút tương tự. Bất quá cũng không phải là tự tại trời, dẫu sao Hoa Hạ quy tắc căn bản không có thể chịu đựng Tự Tại Thiên lực lượng, những người này từ Hoa Hạ linh khí dị biến sau đó, liền quen thuộc Hoa Hạ thiên đạo quy tắc, sáng tạo ra cái này cái gọi là lãnh vực. Ở trong lãnh vực chiến đấu, và ở vực ngoại mình Tự Tại Thiên bên trong như nhau, có thể được gia trì. Diệp Thần bây giờ thực lực tự nhiên có thể tùy tùy tiện tiện biến dạng cái này lãnh vực, lại là nhất niệm liền có thể tru diệt cái này nguyên ma tử. Chỉ khi nào cưỡng ép biến dạng cái này lãnh vực, tất nhiên sẽ đối với Hoa Hạ quy tắc tạo thành cực kỳ ảnh hưởng lớn. Thậm chí có thể làm bị thương không ít người. Diệp Thần đầu óc bên trong đang nhanh chóng suy nghĩ chém chết sách lược, suy đoán đối phương tuyệt đối không phải một người, dựa theo Diệp Lăng Thiên trước nói một ít chuyện tình, Đế Thích Thiên ở bố cục của nơi này cũng không thiếu. Nói không chừng còn có hậu thủ. Cái này ngay lập tức tới giữa, nguyên ma tử quanh thân không khí vặn vẹo, một cổ đậm đà mùi máu tanh tản ra, màu đỏ như máu hơi nước bay lên, hư không biến dạng, ngưng kết ra một chuôi màu máu trường mâu. Phá hồn huyết kích. Diệp Thần con người híp lại, đây chính là thượng cổ hung binh. Đặt ở vực ngoại, đều là cực kỳ chân quý tồn tại. Vốn nên uy phong lẫm lẫm trường kích, đi qua năm tháng vô tận sông lên soát. Mặt ngoài đã bị mòn hết góc cạnh, giống như phổ thông trường mâu, thế nhưng trên màu máu sát khí, nhưng là bay lên gầm thét như dao long. Không cho Diệp Thần quá nhiều suy nghĩ thời gian, chỉ gặp nguyên ma tử trong tay màu máu trường mâu khơi màu một cái gần như quỷ dị độ cong, mang khắp người ác liệt sát khí nhắm thẳng vào Diệp Thần tới. Diệp Thần bóng người nhưng là ngay tức thì biến mất, né tránh màu máu trường mâu nhất kích thẳng gai. Đầy trời huyết phũ, nguyên ma tử một tiếng quát chói tai. Máu linh lực màu đỏ ngay tức thì tràn ngập ở toàn bộ không gian, Diệp Thần chân mày co rút nhanh, nhìn cái này trước mắt dâng lên dọn ra xương máu, vậy linh lực bên trong lại đã có tí ti quy tắc ý. Ừ, Diệp Thần tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhắm lại hai tròng mắt. Xem ra Đế Thích Thiên ban đầu đối với những người này quả thực coi trọng, mang theo như vậy trọng bảo tới. Khi đó mình ở vực ngoại hẳn còn không có trưởng thành đến uy hiếp Đế Thích Thiên bước. Chẳng lẽ Đế Thích Thiên dùng loại nào đó thuật pháp xem bói liền tương lai? Thực lực nhảy lên tới đỉnh cấp nguyên ma tử, thêm này chí bảo, đánh đâu thắng đó. Quy luật gia trì, đầy trời huyết vũ, huyết long diệt thế. Theo nguyên ma tử khí thế không ngừng leo lên, bên trong không gian bay lên xương máu lại dần dần ngưng tụ, hóa thành một cái màu máu cự long gầm thét tại trên hư không, theo nguyên ma tử màu máu trường mâu hư không chỉ một cái. Vậy gầm thét huyết long lấy gần như không thể bắt nhanh mạnh thế hướng Diệp Thần nhào tới, cần phải đem Diệp Thần miễn cưỡng biến dạng. Nhìn lại một bên kia Diệp Thần, như cũ hai tay chắp sau lưng, trong mắt khép hờ, suy tính như thế nào ra tay, mới có thể không ảnh hưởng Hoa Hạ. Sẽ ở đó màu máu cự long long nha ở cách Diệp Thần chỉ có một mét chỗ thời điểm, Diệp Thần trong mắt đột nhiên mở ra, khí thế ngút trời từ trong thân thể phóng thích. Cự long ngay tức thì dừng lại, không cách nào nữa vượt qua chút nào. Trong không khí tựa hồ có con vô hình tay khổng lồ đem màu máu cự long cổ họng bóp lại, chỉ là vặn nhẹ nhàng. Vậy khí huyết sát hóa thành cự long đi đôi với một tiếng thống khổ tiếng dãy giụa, ở trong phút chốc ầm ầm nổ tung, hóa thành đầy trời quang vũ, tiêu tán ở giữa thiên địa. Mà vậy chỉ bóp vỡ cự long bàn tay, xem là tới nay chưa từng xuất hiện qua vậy, theo cự long quy tịch tán lạc tại trong không khí.
ngươi thực lực, làm sao có thể ở ta trong lãnh vực như vậy? Ở Nguyên Ma Tử kinh ngạc gian, Diệp Thần bóng người đã là lại lần nữa ép tới gần, một quyền hướng đầu hắn đánh tới, Nguyên Ma Tử tay cầm màu máu trường mâu, vừa muốn nghiêng người né tránh, nhưng phát hiện đối phương quá nhanh. Giờ khắc này, hắn cảm giác đối mặt mình không phải một người, mà là một tôn bao trùm thiên địa thần. Trong nháy mắt Nguyên Ma Tử cảm giác mình mất đi đối với thân thể nắm trong tay, một cổ sợ hãi ngay tức thì xông lên đầu, nhưng là không thể làm gì. Diệp Thần một quyền kết kết thật thật đánh vào Nguyên Ma Tử trên đầu, xương máu bạo tán, một cổ thi thể không đầu thẳng tắp ngã ở Diệp Thần trước người. Nổ thiên tiếng vang lên, Nguyên Ma Tử thân tử đạo tiêu, hắn linh lực xây dựng không gian bắt đầu văng tung tóe, sơn hà đổi ngược. Chung quanh không gian không ngừng chập chờn. Mà vậy ngõ hẻm trên mặt đất lại là truyền đến từng đạo vết rách. Mơ hồ yếu địa chấn động. Diệp Thần mặc dù còn ở lãnh vực bên trong, nhưng tự nhiên cảm thấy ngoại giới biến hóa, mình mặc dù tận lực khống chế lực lượng, nhưng Hoa Hạ như cũ không chịu nổi. Nếu là để cho do cái này không gian văng tung tóe, ngoại giới tất nhiên sẽ nghênh đón một tràng không kém gì cấp 15 động đất. Ngay tại lúc này, Huyền Hàn Ngọc thanh âm đột nhiên truyền tới, Diệp Thần, người muốn bảo vệ ngoại giới. Diệp Thần gật đầu một cái, Hoa Hạ là ta cố thổ, ta tuyệt không thể để cho người bên ngoài xảy ra chuyện. Huyền tiên tử, người có thể có biện pháp. Huyền Hàn Ngọc do dự mấy giây mở miệng nói, đích xác có, người lấy luân hồi huyền bi làm trận mắt, xây dựng vạn linh quy nhất trận, đem tất cả lực lượng hấp thu được mình trong cơ thể. Bởi vì người hôm nay vẫn bị Hoa Hạ thiên đạo cho bài xích, dẫu sao người đối với Hoa Hạ mà nói quá mức cường đại, cho nên làm như vậy sẽ đối với người tạo thành một ít tổn thương. Làm như vậy, giống như là người đem mình nhược điểm mở ra, cho dù người còn chân cảnh, thân xác thành thánh, vậy sẽ khó chịu, bất quá, như vậy sẽ không đối với ngoại giới sinh ra bất kỳ ảnh hưởng. Diệp Thần không có bất kỳ cân nhắc, nói thẳng, Huyền tiên tử, cứ làm như vậy. Người Hoa có một cái thành ngữ là lá rụng về cội. Coi như tự đi cao hơn nữa vị diện, coi như thực lực mình mạnh hơn nữa, Hoa Hạ cuối cùng hắn Diệp Thần cây. Hắn Diệp Thần cây, quyết không cho phép bị bất kỳ phá hoại. Đây là Diệp Thần trong lòng nguyên tắc, cũng là hắn đạo. Một giây kế tiếp, từng cục luân hồi huyền bi bay ra, phân biệt chấn thủ ở Nguyên Ma Tử lĩnh vực biên giới. Vạn linh quy nhất trận, lên. Không gian nổ tung, vô số quy luật mảnh vỡ hội tụ thành một cái to lớn lôi cầu, đụng phải Diệp Thần thân thể. Cho dù Diệp Thần thực lực cường đại, cắn nuốt cái này rối loạn quy tắc lôi cầu, Diệp Thần sắc mặt cũng có chút thảm trắng. Cùng lúc đó, Hoa Hạ trên bầu trời không. Một đạo màu tím đứa bé hư ảnh loáng thoáng trôi lơ lửng tại mây trắng bên trên. Mà đây hư ảnh đứng bên người một cái bé gái. Nếu như Diệp Thần và Diệp Lăng Thiên đám người ở nơi này, tất nhiên sẽ phát hiện, cái này bé gái chính là Diệp Thần một mực muốn tìm luân hồi huyền bi. Bé gái nhìn màu tím đứa bé hư ảnh, mở miệng nói, ngược lại là không nghĩ tới, linh khí dị biến ngược lại để cho trái đất sinh ra ý chí. Người phải bảo vệ mảnh đất này sao? Màu tím kia đứa bé hư ảnh không nói gì, mà là trong mắt tràn đầy kiên quyết. Bé gái ánh mắt mang không thuộc về nàng tuổi tác nghiền ngẫm, nói, Hoa Hạ mặc dù không đồng ý với vực ngoại và thái thượng thế giới, thậm chí đối với tại những cái kia cao cấp vị diện mà nói, quá nhỏ bé, nhưng lại miểu nhỏ tồn tại, đối diện nguy cơ, vậy phải bảo vệ gia viên mình. Còn thật để cho người thổn thức.